for mode. Sau lưng mi á, để ngay chỗ quần lót luôn á. Mi lấy một năm cái quần 60 kg đưa ba Vinh đem lại đàng quán chị gái vậy. Nói vậy là ba Vinh biết nha. Ủa có một mà Mi? 2, 3. Rồi đó. Có kỹ rồi đi. Vậy 2 đi Mi. 2 đi, ngủ bự không thôi. Nói ba Vinh 90. Xe like giùm em mấy chị ơi. Mấy chị ơi, em chào mấy chị. Chia sẻ like nha. Bữa nay bánh nóc nhà. Hello suốt. Bữa nay bánh nóc nhà mấy chị. Ở đây nè, chờ người ta cầm đây mà tivi đi. Tôi đi kiếm nát luôn á, là hai này để đây nè. Share like giùm lâu mọi người ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Chị nào mới vô xem like chấm chấm cho em thấy mấy chị nha. Em chào chị Tiên Nguyễn nè. Em chào chị Chiêu Nguyễn nè. À, mấy chị mới vô chấm bài cho em thấy mấy chị nha. Hello Phương Thanh nè. Em chào chị Thắm Hồng, chào chị Yến Nguyễn, chào Yến Hương. Chào chị Trần Hòa, chào chị Quỳnh Lợi. Hello Hoàng Linh. Giờ em là fan cứng rồi đó. Ừ. Em giỏi lắm. Em giỏi lắm. Em giỏi lắm, em là fan cứng, ngày nào em cũng có đơn. Rồi mấy chị yêu của em ơi, share like đi, nhiệt tình lên giùm em nha. Bữa nay em có nhiều thứ lắm nè. Em sẽ tặng hết cho mấy chị trong một cái kho nha. Tặng hết cho bà con mình nha. À, chúc chị bán đắt à, chúc chị bán à, đắt nha. Ừ, cảm ơn em nè mấy chị ơi, có chia sẻ like đi, em ưu tiên cho cái áo này nha. Áo này áo Thái nè, có túi nè, cái này có người chốt rồi đó. Rồi sale cho mấy chị là có chia sẻ like nha mấy chị. Có chị nào mà chia sẻ like á thì em ưu tiên giá cho 39.000 đồng thôi. Cái này em bữa lon like 69 hay 79 gì á, 39.000 đồng. Rồi có chia sẻ like giúp em nha mọi người. Ủa cái áo này đẹp quá trời luôn nội ơi, cái này em vừa nè mấy chị. Rồi Long xin cho mấy chị là 19.000 đồng cái này, có chia sẻ like. Mấy chị chia sẻ like đi để em tặng cho mấy chị. Không đi hả? Không đi, để riêng đi. Chứ để vậy hồi lộn á, để riêng. Để riêng hồi mọi người đem đắng. Rồi chị em mới vô share like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha. Rồi cái bộ này tặng đi nè, cái bộ này có một bộ tặng rồi. Cái bộ này em còn bộ này 140 nè. À, sơ mi treo nhiêu tiền hả? Sơ mi treo là 75.000 đồng. Lấy liền đi gái ơi, có một cái à. Đẹp xỉu luôn. Nhận được hàng rồi đẹp quá, chị mua về ai cũng kêu chia lại hết. Vậy hả chị? Vậy chị mua nữa đi, đặng chị chia chị. Còn mấy chị tan bạn bè vô chị. Hello Hương Sữa. À, chị ơi, chị mua về, chị mua đi rồi không mấy giờ vậy nè, chị tan bạn bè vô, chị sẽ chia sẻ like đi. Nha, chị không chia sẻ like làm sao bà con ta biết được. Mấy chị nha, chia sẻ like giùm lon mấy chị. Rồi bộ đồ này là ai có chia sẻ like thì em tặng 50.000, bộ này 140 đó. Rồi bộ này đẹp lắm nè, 55 kg. Rồi bộ này 50.000, chị nào có chia sẻ like thì ưu tiên cho. Có chia sẻ like luôn tặng quà đầu like nha, khoảng 50 người đi. Khoảng 50 người đi mấy chị. Có chia sẻ like nha, em tặng hết cục này nè. Cục này có lẻ lẻ nè. Rồi, cục này lẻ lẻ nè. Ưu tiên cho mấy chị luôn. Rồi, cái này 130. Em chào chị Đặng Lộc nha. Em chào chị Thiên Thí. Cái này em bữa em bán 130 nè mấy chị. Trời ơi, còn sót 2 bộ nè. 2 bộ 2 người. 55 kg vừa nè, bộ này đẹp nè. Thôi sạc, thôi giảm còn 99 đi. Rồi cái này mà có trăm lưu nó mua nữa ta. Bộ này là Long bán rồi, sao dư 2 bộ. Rồi, đóng thùng lại cho em nha. Nhứt cái nách luôn. Nhất cái nách mấy chị ơi, 130 nè. À, bao nhiêu ký vừa chị hỏi em mẫu nào mới được. Em cầm lên là em có nói ký rồi đó. Tặng cho mấy chị nhanh tay nha. Mấy chị ơi, share like mới được nha. Chia sẻ like thì em mới ưu tiên quà cho mấy chị yêu mình.
Rồi 99 ngàn được 2 bộ, bộ này 130. Rồi còn cái sơ mi này là em sale cho mấy chị 75 ngàn đồng, có một cái duy nhất nè. Sơ mi xịn nha, cái này 200 mấy lận mấy chị ơi. Sơ mi này khoảng 65 kg vừa nha. Sơ mi này có một là 75 ngàn. Sơ mi này long có một nha mọi người. Sơ mi này 200 mấy lận nha. Rồi chia sẻ like đi mấy chế ơi. Rồi cái này là áo. Ôi dễ thương dữ thần trời. Ủa cái áo Quảng Châu nè, sale 20. Áo Quảng Châu sale 20, chị em mình có chia sẻ like là ưu tiên nè. À, Ngọc Hân đi rồi hả mấy chị? Ngọc Hân quận 12 đi chưa? Ủa? Ngọc Hân Đồng Tháp chứ lộn. Đi rồi chị Hân ơi. Ê ê cái này quần lửng không gì? Đùi rồi. Diễm Ngọc mới dặn đùi lửng mới lấy. Bộ này là 100 mấy nè mấy chị. Tặng cho mấy chị 70 ngàn luôn. Bộ này là trong túi viết nè. Bộ này là 170, 170, 120, 130 vậy á. 55 kg vừa nè. Tặng cho mấy chị 70 ngàn nè. Có một bộ ai mới xả à. Mấy chị ơi chia sẻ like là ưu tiên quà cho mấy chị nha. Chia sẻ like là ưu tiên quà cho mấy chị nha. 70 ngàn bộ vàng 55 kg nha. Tặng cho mấy chị luôn. Nhanh tay mấy chị ơi. Quần lon đang mặc là 65 ngàn. Có ai lấy chốt mã quần lon mặc nha. Quần lon mặc 60 kg vừa. Rồi chị nào có chia sẻ like thì em ưu tiên quà. Bộ này 130 nè mấy chị. Bộ lụa, lụa Latin. Sale cho mấy chị 90 ngàn bộ lụa Latin. Lụa có 1. Nè mấy chị nhanh nha. Cái này là 130 ngàn. Sale 90. Rồi chị nào lấy lên mã giúp em nè. 90. Cho Long xin 90. Chị nào mới vô chia sẻ like giùm em nha. Còn cái phát này là 350 nè. Em sale đỏ tặng đầu like cho mấy chị luôn à. 100 ngàn đi. Chị nào hên là ngon lành mua được cái này nha. Đây nha. Chị nào hên là mua được cái này nha mấy chị. Chị Liễu Trần. Chị Liễu Trần áo sọc quần, quần nào? Bộ áo sọc quần đùi là gì ta? Đâu có nào đâu chị. Hết tiền rồi nha. Ổng đang xuống đó, chuẩn bị tiền đi à, à, gửi của chút luôn là 400 mấy á. Gửi luôn có bộ đồ của chút luôn là 400 mấy á. Rồi cái này đẹp nè, có một cái mấy chị yêu ơi. Đây nha, cái này cà rắp tốp nè. Cái này khoảng 40kg, 35kg cho đến 60kg vừa. 35-60kg vừa cà rắp tốp nè. Cái này là hàng xịn nha. Cái này 140-160 về hiệu nè. 59 ngàn đồng cho mấy chị luôn. Có một con à. Ai có chia sẻ là ưu tiên nha. Ai có chia sẻ là ưu tiên cho. Sơ mi đen luôn được 2 con. Chị nào mới vô xe like dùm Long nha. Đâu biết áo nào đâu chốt. Đây mấy chị ơi, sơ mi đen. Lên mãi giùm em nha. Sơ mi đen. Rồi sơ mi đen này Long tặng 65. Sơ mi đen tặng 2 người. Sơ mi trắng 75 tặng cho 1 người. Ngọc Hạnh bộ 50. Ngọc Hạnh có chia sẻ không? Có. Ngọc Hạnh bộ lụa đúng không? Đúng thì bấm ok. Rồi sơ mi trắng sale tặng 75. Chị mua bộ đồ không vừa còn bộ 70 cũng không vừa. Dạ chị Canh mua chị đẹp của em ơi. Liễu Trần bỏ sọc Burberry đó chị. Lại 99 ngàn hả chị? Là 99 ngàn đúng không chị Liễu Trần ơi? 99 ngàn cho chị đó đó. Chị Liễu Trần á. Chị Hiền Huệ Hòa chưa chia sẻ nha chị ơi. Có mền không? Có mền không? Châu Thị Ái Lón có mền. Mền Burberry hôm nay Long tặng chị 550 còn 200. Mền xịn. Chị lấy thì bấm mền xịn cho em nha. Ủa Khánh Vân là ai giao à? Bà kêu là nói shipper giao Khánh Vân đi để lát đi rồi á. Nói này. Mà bà ở đâu ta? Bộ màu vàng sọc hả?
Chị ơi, chị chưa chia sẻ nên Loan không có chốt được nha. Chưa chia sẻ mà, cái này là quà chị. Hả? Bao lớn hả? Bao lớn nhiêu? À, nếu thấy dục da hả? Cho ai à? À, à, rồi, rồi. Rồi, chị nào có chia sẻ lan live tiên nha. Rồi, bộ này lên cho Loan. Ủa, bộ này đâu rồi? Trời, bộ này mấy chị còn nhớ không? Trời ơi, chị Trinh Nguyễn sơ mi trắng 75.000. Trinh Nguyễn sơ mi trắng 75.000. Rồi, bộ này đứt hàng lâu rồi. Trúc Linh ơi, bộ này đẹp nè, Trúc Linh ơi. Cái này 45-55kg mấy chị yêu ơi. Nè, có gì kéo nè. 45-55kg vừa nha. Bộ này bây giờ á, là đó chị nhìn nè. À, mền xịn cho chị Ái Loan luôn. Trinh Nguyễn ơi, chị Loan chưa có tính thì em chị nào em tới chị Loan đưa đồ ra cho chứ giờ chưa tính. Em đâu có kêu tính đâu. Giờ để đó đó. Đổi đi. Rồi cái này là bộ set xịn nha. Set xịn này là bữa Loan like 145. Bây giờ bán 99. Có ưu tiên cho người chia sẻ. Đẹp lắm. Ưu tiên cho người chia sẻ nha. 99. Cái này là hai con áo Quảng Châu, bấm số 2. Cái này là hàng Quảng Châu nhìn hiệu nè. 35-55kg vừa. 35-55kg vừa. Rồi có chia sẻ like Long tặng 30.000 cho hai chị nè. Số 2 nha. Số 2 nha mấy chị. Ai lên số 2 thì chốt mà có chia sẻ. Phải có chia sẻ mới được nha mấy chị. Cái này là mấy chị bữa em bán 85.000 đó. Là ra shop là 178 cái Quảng Châu. Rồi Long được một cái áo nam. Áo nam 250. Sale cho mấy chị 40.000 có chia sẻ. Áo nam này nữ mặc được luôn. Áo nam này nữ mặc được luôn nha. 40.000 có chia sẻ. Hello chị Chi Trần. 40.000 có chia sẻ. Mấy chị có chia sẻ. Rồi cảm ơn chị nha. Nghiện chị luôn hả? Nghiện là tốn tiền hả? Rẻ mà. Mua vậy là ngon quá rồi. Trời ơi. Mấy chị ơi, mấy chị mua được sale vậy là rẻ dữ lắm rồi. Chị Hiền Thị Huệ không có chia sẻ nên Loan có chốt quà được nha chị ơi. Chị không chia sẻ Loan không đọc tên được nha, thông cảm giùm em nha. Tại Loan đang bán đầu like. Cái đó 140 mà em bán chị 70 thì không chia sẻ Loan không chốt được, thông cảm. Bây giờ chị không chia sẻ like Loan chốt người khác nha. Nè bộ này người ta đang dặn em nè. Số 2 Vi Nguyễn chưa chia sẻ à, chưa chia sẻ luôn. Hoàng Văn chưa chia sẻ luôn. Rồi bộ này là 140 nè, hàng xịn nhìn mặt nè. Mà bây giờ rồi chốt cho Yến Quỷ số 2 30.000. Chốt cho Yến Quỷ số 2 30.000. Yến Quỷ số 2 30.000. Nè chị, bộ này nè, 100 mấy luôn á chị, hàng xịn nè. Chị ơi em nhập vô 90 mấy ngàn đồng, em đâu có bán 70 ngàn được nha. Rồi Tiên Cẩm áo nam 40.000. Người ta có chia sẻ là người ta ưu tiên à. Đây nha mấy chị yêu của em. Đây nha. Quần Loan mặc là 65.000. 60kg vừa. Lấy thì báo liền nha, để hết nha. Lấy thì phải báo liền nha. Rồi bộ này 70.000. Rồi áo nam cho chị Hoàng Văn có chia sẻ nè. Ok nè. Hoàng Văn lên số giùm em. Hoàng Văn ghé rồi. Hoàng Văn phải ghé không? Hoàng Văn phải ghé không em ơi? Phải ghé không? Phải ghé thì báo. Còn không thì lên số điện thoại. Nó có bộ ton nè mấy chị. Áo nam, mình qua thấy cái nữa đâu rồi. Trâm ơi, bấm cho một người nữa đi. Qua mới thấy cái. Cầm tiền có nam. Mới thấy cái. Để lát đưa cho. Rồi bộ ton nè mấy chị. Nam em hết rồi chị. Quỳnh Tiền có 70 vàng. Quỳnh Tiền có 70 vàng.
Rồi bộ ton sale cho mấy chị 35 ngàn đồng là có chia sẻ nha. Chị Hoàng Văn nha. Vậy là chị Hoàng Văn này có phải ghé không ta? Sao thấy quen vậy? Thường thường cái tên này ghé mà. Chị Hoàng Tiền ơi, cho em xin lại số đó nha. Chị Hoàng Tiền, số chị em gỡ không được đó chị ơi. Rồi bộ ton 35 ngàn, ai có chia sẻ là Long tặng. Rồi ai có chia sẻ Long tặng bộ ton 35 ngàn đồng. Bộ này, ê, ê mấy giấy giấy nè, bà đó bà kiếm bộ này nè. Sọc nè. Rồi rồi sao, xả luôn. Sọc. Rồi mấy chị ơi, 60kg quay về, lên cho Long bộ sọc. Người ta kiếm bộ này nè mấy chị ơi. Bộ sọc này 60kg vừa. Bộ sọc sale cho mấy chị 59 ngàn đồng luôn. Theo nè. Rồi chị Dung Hoàng có 35 ngàn. Thấy mấy chị thấy lẹ không mấy chị? Người ta chia sẻ like nhiệt tình là người ta có quà ngay. Tại vì em sale lỗ mà, cho nên mấy chị không chia sẻ Long chốt được thông cảm. Rồi chốt cho Long là bộ bộ sọc cho chị Hạnh luôn. Áo này là áo Quảng Châu à, 170 cái là sale 30 nè. Chị nào lên cho Long áo vàng có chia sẻ nha, sọc 59. Cái này con nít 35, người lớn 55kg. Hàng xịn của Long nha mấy chị. 30 ngàn cái áo này sale cho mấy chị có chia sẻ. Mấy chị mình chia sẻ like mình không có mất gì trơn á. Một hồi Long còn xả rất là nhiều. 30 ngàn vàng. Rồi cái áo đen này đẹp nè mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Nhìn mình biết rồi. Hàng bơm nè, em bán tặng cho mấy chị nè. Nhìn nè, nhìn mặt nè, cưng nha. Chia sẻ like nhiệt tình lên mấy chị ơi. Đây nha. Áo 30 của chị Kiều Tâm. Rồi cái này sale tặng cho mấy chị 20. Chị Hoàng Văn áo vàng bán rồi. Con cái áo dày nè em tính để bận luôn á. Em tính để bận mấy chị hàng Quảng Châu nè. Chị Cúc Nguyễn ơi, em thấy chị mà sọc em bán rồi. Nè. Cái áo dây sale cho mấy chị 39 ngàn. Em tính để bận đó, hàng xịn nha. Dây 39 lên mã giúp em. Rồi đen 20 hàng Quảng Châu nè. Đen 20 nè. Đen 20 nha. Em tặng hết cho mấy chị luôn. Bộ này là 119 ngàn đồng. Bộ này Thái nha, 119 ngàn đồng. Sale cho mấy chị 79 ngàn đồng có chia sẻ. Rồi lên cho Long vàng 79 có chia sẻ. Áo 20 của chị Mỹ Quyền có chia sẻ, nhiệt tình ghê không. Áo 20 của chị gì rồi, của chị Quyền rồi. Rồi còn cái này dây nha, vàng em bán rồi. Rồi bộ 79 ngàn. Bộ 79 ngàn. Bộ 79 ai chia sẻ lên được rồi. Bộ này trăm mấy. Rồi Long chốt cho 3 chị, 4 chị bộ đồ này là nhiều người kiếm lắm nè. Mình bộ này quá trời người kiếm luôn, giờ lầu da nè. Này 129 ngàn bộ lận cả nhà. Nhìn nè, nhìn hàng nè. Mỹ Quyền vàng 79. Mỹ Quyền vàng 79 có chia sẻ luôn. Rồi lên cho Long lụa nha mấy chế. Mấy chế ơi, lụa 129 mấy chị nhớ bộ này không? Trời ơi, đâu có 4 bộ à. Mấy chị bấm liền cho em nha. 55, 56, 57kg vô tư. Mấy chị nhìn nè, 129 ngàn đồng đi mấy chị. Mà em tặng cho mấy chị là 85 thôi. Ngô tiền có nha. 85 thôi. 85 thôi ưu tiên cho. 85 ngàn ưu tiên cho mấy chế mình luôn. Chia sẻ like nhiệt tình lên cả nhà. Bộ này đẹp nè Tiên ơi. Bộ này 60kg quay về, lụa cho chị Ngô Tuyền. Rồi bộ này người ta dành quá trời luôn á. Ngô Tuyền lên số giùm em chị ơi. Người ta dành quá trời bộ đồ này luôn. Bây giờ em sale tặng nè. Đó, lụa cho Tiên Cẩm nè. 85 ngàn á. Ê tôi Tiên Cẩm không phải nha. 85 mới đúng con. Rồi lụa 85 cho Vi Nguyễn bộ. Rồi chị Phụng Nguyễn Thị bộ. Rồi chị Phụng nhận được bộ này tét cái nách luôn. Đẹp xỉu luôn. Rồi vàng hết rồi chị Ngọt ơi. Mấy chị xe like là nhiệt tình lên lại cho ok. Rồi còn một bộ nè. Rồi lên cho Long sọc đi mấy chị ơi. Sale cho mấy chị 59 ngàn luôn nha. 60kg vừa. Con nít mặt đẹp 40-60kg. Lụa cho Trinh. Rồi Trinh ơi, chiều nay lấy đồ đi, Long like xong em lấy đồ là được rồi. Tại giờ Long để đó đó, chị nào ghé báo chị nha Trinh. Rồi bộ này cực kỳ vải đẹp luôn mấy chị ơi. Nè chị coi nè. Rồi 59 ngàn đồng bộ nè.
Rồi lên cho lon sọc hồng 59.000 đồng. Cao gừng hủ nhiều, lon có cao gừng. Ngân Nguyễn ơi. Rồi đây mà cả nhà mình ơi, 60kg quay về, 40kg trở lên. Sọc xanh 59.000 đồng, này đẹp nha Tiên. Trời ơi, cái này đẹp nha Tiên ơi, lon nó thiệt luôn, mát lắm nè, mát dữ lắm, mua cho Ngọc mặc luôn. 59 thôi, có chia sẻ like là ok. Mấy chị có chia sẻ like là lon ok cho mấy chị nha. Rồi lên cho lon sọc xanh. Ngọc Hạnh lấy sọc hồng hả chị Hạnh? Chị Hạnh ơi, sọc hồng hay sao chị ơi? Sọc xanh, sọc biển. Để chị Hạnh trả lời cái đi. Sọc biển là quần xanh biển nha chị ơi. Trúc Linh ơi, lon có bộ này đẹp nè Trúc Linh. Bộ này 135.000. 145 gì á, 145 chứ. Lon để em 99.000 nè, từ 45-55kg mặc được. Bộ này là xót hàng nha Trúc Linh. Đâu có đâu lại. Cái hai cái cầu vai ở đây nè, mút vào vai đây nè. Cái này mã ve ra rất là tây nhá. Rồi cái quần thì đóng thùng lại. Cái này là 145 bao nhiêu á. Mà trong em livestream nha, còn shop bán 200 mấy lần dây kéo đây nè. Sọc xanh cho chị Ha Lê 59.000. Sọc xanh của Tiên Cẩm 59.000. Sọc đỏ nữa nè. Này vải đẹp nha. Êm ghê luôn mấy chị, êm lắm, cô tông. Nè mấy chị mịn lắm. Cái chất nè mấy chị nhìn nè. Rồi lên cho lon sọc đỏ 59.000 đồng. Rồi bộ này 99 thôi, người nào có chia sẻ là ok nè. Mấy chị mặc vô nhà mấy chị. Đẹp nhất cái nách luôn. Áo lon mặc là 50.000, có ai lấy lên mã áo đang mặc. Áo đang mặc. Mặc nhớ đóng thùng lại là ok. Vậy nè. Cái tay nó ve ra nè, có mút ngược mút đây nè. Rồi chị Ha Lê có rồi nha chị ơi. Ha Lê có rồi nha chị. Rồi bộ này là sale 99, 55kg vừa. Xanh biển cho chị Trinh Nguyễn. Xanh biển của chị Trinh Nguyễn. Sọc đỏ của ai? Trinh. Trinh trước nè. Phan Phượng là đây. Ok Trinh nha. Sọc xám. Sọc xanh dương. Dương BT lấy bộ phanh đề 99. Bộ này nhất cái nách nha Nhung, đóng thùng lại cho chị nha. Em nhớ đóng thùng mang đâu dài chừng 3 phân 5 phân thôi. Nó ra một cái dáng đồ cực kỳ đẹp luôn, chị nói thiệt luôn. Hàng xịn của shop mà đâu có bán hoài đâu. Thiệt. Em nhớ đóng thùng xong rồi, em mang đôi dài chừng 5 phân thôi là nó ra đứng quần lên đẹp lắm. Sọc xanh dương. Sọc xanh dương 59.000 đồng, 40 đến 60kg đẹp lắm. Bộ chị Nhung 99. Bộ đó vớt hàng lại đó, bộ đó hàng đâu mất tiền. Bộ đó bữa em treo bán quá trời luôn. Rồi lên cho lon là sọc xanh dương 59.000 đồng. Sọc xám 59.000 đồng. Mấy chế ơi, xe like nhiệt tình giùm mấy lon nha. Chia sẻ like dễ gần chết mấy chị. Nè, ở đây nút chia sẻ nè. Bấm vô. Rồi bắt đầu bấm bài viết xong đăng. Vậy thôi à. Mấy chị không chia sẻ like em chốt quà thiệt. Tại vì cái này đầu like mà. Mới vô á mấy chị, mới vô là như vậy đó. Mới vô là như vậy á mấy chị. Giận hồi mấy chị muốn mua gì mua. Đây nha, tại vì cái này em tặng dưới vốn mà. Cái này em tặng dưới vốn cho mấy chị mặc nè. Đầu like đó mấy chị nha, cho nó tương tác với nhau nha. Rồi sọc xám mấy chị yêu ơi, 59.000 đồng. Sọc xám 59.000 đồng. Sọc đen 59.000 đồng. Rồi qua mẫu nha, hết rồi đó. Sọc đen 59.000 đồng. Sọc đen 59.000 đồng. Qua mẫu nha cả nhà, lẹ tay nè. Ai chia sẻ like lo ưu tiên quà cho mấy chị nè. Từ 40-60kg mặc đẹp luôn. Sọc đen xỉu luôn. Ôi mấy ơi, nó đẹp nè. Trời ơi mấy chị ơi, cái này em mua còn có 59 sao mấy chị mua được. Bởi vì em sale tặng rồi. Thiệt luôn á, mấy chị share like đâu chốt thiệt. À, họ có vú mà không có bút, không có mút đó hả chị? Đang về chị. Đang về tại khách đặt. Sọc hồng còn bộ cuối cùng. Sọc hồng còn bộ cuối cùng, con nít mặc được, 40-60kg mặc được. Rồi qua mẫu nha. Sọc hồng 59.000 đồng. Đẹp lắm mấy chế ơi. Rồi xong nha. Em có một bộ ton. Nguyễn Thị Thủy có sọc xám. Rồi hết xám, còn hồng. Còn hồng nha, đúng rồi mi.
Em còn sọc hồng, sọc đen 59 ngàn. Em có bộ ton nè mấy chị ơi, 150 em sale 100. Bộ ton này dành cho người trung niên và lớn tuổi, mình mua cho mẹ mình mặc cũng được. Bộ đồ này là dành cho người nào 65kg trở lại vừa. Thì mẹ mình 60kg hay là 65kg vẫn mặc ok. Bộ này là quần lửng nha, qua gối nè. Đúng rồi. Chị Nga Mai có sọc đen chị ơi. Rồi chị em ơi, 65kg quay về, 60kg đổ lên còn đúng một bộ nè. Bộ to này là sale 100 ngàn. Đây là 100 ngàn. Chị Thanh Hằng có nha chị. Bộ này đẹp lắm Hằng ơi. Bộ này đẹp lắm, bộ này mát rượi luôn á em. Mặc được nói chị lon lựa thêm cho. Rồi còn bộ xanh dương nữa nè chăm trời. Em còn bộ xanh dương Hằng em vừa nè. Cái này là 40-60kg mặc được nha. Xanh dương 59 ngàn. Kim hương lấy ton hả chị? Bộ ton đó hết giờ mới đưa cục này đi. Bộ màu đó chắc hết rồi đó. Rồi xanh dương 59 ngàn đồng. Có số 5 không? Xanh dương 59 ngàn đồng. Rồi cái này là bông ton xanh nha mấy chị yêu ơi. Ton xanh này là 100 ngàn đồng. Kim Hương ơi bông này đẹp nè. Lên cho Loan mã ton xanh 100 ngàn đồng. Có xài không? Lấy ra. Ton xanh này đẹp nè. Ton xanh 59 ngàn 100 ngàn 65kg dừa. Ton xanh 100 ngàn. Vĩ gì á. Ton xanh 100 ngàn. Lên mã giùm em ton xanh. Xanh dương cho Thuy Nguyễn là bộ đó đó. Rồi ton xanh nè mấy chị. Ton xanh có 2 bộ 65kg, 1 bộ 60kg, 3 bộ 65kg, 1 bộ 60kg. Ton xanh nhỏ, ton xanh lớn. Ton xanh nhỏ là được 1 bộ nè, là 60kg trở về. Ton xanh lớn là 65kg trở về. Nha mấy chị. Lâu lâu mới có 1 lần. Ton này hàng 2 da. Rồi còn ton dài này có 1 size à mấy chị ơi. Ton dài này là hello chị Loan Trần. Xe like giùm em nha mấy chị ơi. Em chào chị Trang Thì. Nè bộ này là ton dài dành cho người 57kg quay đầu. Nè mọi người ơi, dành cho người 57kg quay đầu. Lên mã ton dài. Ton dài 109. Mấy chị ơi ton dài là 160 nha. Mà em để cho mấy chị 109 45 cho đến 57kg mua. 45 đến 57kg mua. Cái này trung niên nha mấy chị. Và lớn tuổi mặc. Nó trẻ trẻ thì cũng được thôi, nhưng mà có nhiều người ta chịu thì ta mặc. Tại vì cái kiểu cái ton hai da này nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Cái hai da này đẹp dữ lắm nha, 109 ngàn. Bộ này thì 160 rồi đó. Bộ dài nè mấy chị. Rồi bộ này không có sai. Ton 65kg cho Ly Mỹ Huệ là số 5. Rồi chị nào lấy nó lên mãi giùm em nha. Rồi ton dài. Ton xanh cho chị Nguyễn Thị Thủy số 5. Ngọc Hạnh sọc xám hả? Hết rồi. Ngọc Hạnh ơi, sọc xám luôn còn màu hồng lấy giùm Loan đi Ngọc Hạnh nha. Uyên Nguyễn, em có sọc xám không á? Có không? Có không? Có chị Uyên ơi. Rồi, cái này là ton dài nha, 100 ngàn. Có 109 ngàn. Em có một cái sơ mi duy nhất nè. Cái này em sale cho mấy chị 200 mấy còn 75 thôi. Mấy chị nhận cái sơ mi này mê luôn. Mấy chị ơi, hàng xịn ăn đông nha. Em sale 75 ngàn. 65kg quay đầu. Mấy chị ơi mặc á, cái người ốm ốm á, khối cộng dây lịch ở đây nè. Mặc quần bò, quần sọt, quần bó, quần rin. Quần sọt, quần bó, quần rin. Nha. Ốm 40kg mặc khối eo, eo đây nè. Ton dài cho Nguyễn Thị Thủy. Ton dài Nguyễn Thị Thủy 109 ngàn. Khoảng lặng 2 bộ ton dài. My lấy số 5 cộng thêm 1 bộ nữa. Có số 5 lửng lấy cho chị khoảng lặng 1 bộ nữa. Đấy là 2 bộ. Thì ton dài. Ủa nó lửng hả? Ôi vậy ghi bill đi, để tao về tao lấy đẹp cho bà. Hồng đỏ ton xanh số 4. Mày chăm. Hồng đỏ số 4. Rồi sơ mi 75 ngàn còn một con duy nhất nha chị ơi. Nó mượt mà luôn, vải cực kỳ đẹp luôn mấy chế ơi. 65kg quay về, sơ mi có 1. Sơ mi 75 có 1. Cái riêng này 350 nha, hàng đông nè. Sale tặng cho mấy chế 125 ngàn đồng. Một con duy nhất My ơi. Đẹp lắm.
Tôm dài 2 bộ 60kg cho chị Nga Trần. Lát má chốt cho. Lựa đẹp để cho chị nha Nga Trần nha. Khoảng lặng nãy lấy gì con? Sơ mi là 75. Khoảng lặng nãy lấy tôm sao? Nhưng mà nãy mình chưa bấm phông. Bấm giờ chưa chốt phông. Cứ thế đi. Mấy chị ơi, em còn rất là nhiều bông bên kho mấy chị. Mấy chị nói là 5 bộ lửng, 5 bộ dài đi. Dạ em chào chị Kẻ Dương. Trời ơi lâu ghê mới thấy chị nè. Nha mấy chị, mấy cái áo này là 350 nè, hạng đông. Em sale 125. Em bị rớt lại cái trước dịch á, ai mua mua. Áo này mặc 10 năm không nhúc nhích. Không nhúc nhích đâu. Nha, không nhuộm, không quát, nguyên thủy luôn. 60kg quay về. Tặng cho mấy chị 1-2 năm, toàn là lấy vốn lại thôi. Cái này em sale 150 rồi, nhưng mà do là dư cái nè. Mấy chị nhìn mặt nè. Em tặng cho mấy chị 125.000 đồng. 60kg quay về, jean xịn 1-2 năm. Còn sót 1 thôi mấy chị. Còn sót 1, rất là nhiều người hỏi đó. Còn sót 1 mấy chế ơi. Còn sót 1 à. 125 còn. Cái quần riêng này nè mấy chị, 200 mấy chứ ít gì. Con nít trong đây có ai mà khoảng 35kg thì mua. Người lớn 45kg thôi. Tặng cho chị em mình 100.000 cái quần này một người có. Nha, cái này gọi là tặng nha. Em lỗ nè, em nhập vô 170 đó mấy chị. Mấy chị ơi, hàng shop em nhập vô 170 nè. À, hello chị Trang. Đây là hàng xịn ton xanh lửng 60kg cho hàng đổ có chưa? Rồi mà. Rồi chị Hằng ơi. Rồi chị. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình cho em nhé. Để em lên đồ cho nha. Hello An Quỳnh. Cái quần này đẹp lắm. Quần à, quần thổ cẩm là gì chị ơi? Quần em đang mặc là 65.000 đồng. Mi đưa màu lên. Tao đang chờ bà Hiền lên để bà mua. Mà bà không lên. Bà không lên giờ like nha. Rồi cái này có một cái. Bấm cho Loan quần số 1. Quần số 1. Mấy chị, để nói cho mấy chị nghe. Là cái quần này á, là hàng xịn, hàng sale. Thì mấy chị mua được giá 65.000 đồng. Nhưng nếu như mấy chị mà mua hàng nghiêm, cái quần này trên 150 nha. Quần này giống như Loan đang mặc nè mấy chị ơi. Mình phối với lại áo lẻ. Áo trắng rồi đó mấy chị. Đúng rồi, áo trắng mới đẹp. Rồi mã số 1 65.000 đồng. Quần này 60kg quay về. Trời ơi, nhắn tin bà Hiền bà không trả lời. Để lắc like hết. Nãy bà on mà giờ bà không on. Kỳ. Bà phái quần này lắm chị ơi. Bà mà lên rồi là cái quần này mấy chị muốn kịp đâu. Ở ghiền cái quần này nhà em lắm, 100 trên 150, 160, 170 cái quần này. Coi giảng nè, lụa nha, ở sau thun nè. Dù ốm hay mập cũng vô được hết trơn. Em chốt từ 45 60kg mặt đẹp. Rồi số 1 nha. Lẹ mấy chị. Lẹ nha mấy chị, tranh thủ nha, cái quần này không mua là hối hận. Bởi vì không có hoài đâu, một năm em chưa có một lần nữa mà. Ăn đâu nó sale tranh thủ mua, số 1. Rồi mã này là mã số 5. Mã này là mã số 5, áo lon mặc 50 chị. 60kg quay về, số 5, cái này mặc lên đẹp lắm. Mấy chị thấy cái eo nhỏ cũng được nè. Mà cái eo to vô được nè, đó, chị thấy không? Là cái eo nhỏ vô được nè. Hiểu không? Tức là rất là dễ bận luôn. Cái quần này một cái quần mấy chị mặc rất là nhiều áo. Rồi chị Vinh vỏ vỏ trước nè. Rồi cái này là mã số 5. Mấy chị ơi, nó có một cái mã nha. Cho nên mấy chị đừng có bấm quần. Quần bé cho Phan Phượng 100.000. Chị Phan Phượng ơi, cái quần nó đẹp lắm nha chị. Giặt máy cỡ nào là cỡ. Quần mã số 5. Hạnh My số 5, quần này đẹp nè. Hạnh My nhiều nhiều Hạnh ơi, quần này mặc áo lẻ đẹp lắm. Rồi xin mã số này là số 2 à. Số 2, số 4. Số 2. Mã số 2. Quần thổ cẩm mã 2. Ê chị Mai Ngọc đâu mua mấy quần áo quần này. Trời ơi cái này mấy chị ơi bận vô sang trọng lắm nha. Mã số 2. Mã số 2 giùm bé Lon nha, 65.000 đồng. Rồi mã này là mã số 2 cho chị Hạnh, 65.000 đồng. Mã này là mã số 3. Mã số 3 có một cái à. Ủa cái này đẹp nè chị Hạnh ơi. Mã số 3 đúng một con, ai nhanh được. Cái này đẹp nè. Mấy chị lên áo ba lỗ, áo dây đẹp lắm. Áo crop top đó. Chị Hạnh nhớ mà áo crop top mới đẹp nha. Áo lon mặc 50 Hạnh có lấy thì báo, Hạnh lấy chốt nha 50. Áo lon mặc 50. Áo lon mặc 50 lấy thì chốt áo lon mặc. Mã số 3 là đúng một cái nha. Rồi. Mã số 4 đúng một cái. Mã số 4 đúng một cái. Trời ơi hàng này chơi hiếm lắm mấy chị ơi. Chất liệu gì vậy? Chị hỏi em quần hay áo cho é sọc tối, liễu trần, mi cái nào tối. Ừ cái đó đó.
cái đó không, cái trên ừ mà mấy cái này là mã tối, mã tối số 2 là hết rồi. Cái này là mã tối cho chị Liễu Trần nè, nhưng mà em chào luôn cho mấy chị nè, chị nào lấy mặt mã tối nha, tối là nó nhu nhu vậy nè, mã tối nha. Chăm kêu chị Mai Ngọc mua quần này chứ đẹp quá rồi. Mã tối nha, mã tối, mã tối được ba con. Giờ chị nha, chị Liễu Trần một cái rồi. Mình không lấy sọc, mình không lấy sọc hồng là gì, là bộ hả chị? Ờ à, em còn sọc hồng thôi à, không không ý là nãy kia kìa. Rồi mấy chị ơi, mã tối nè, mã tối là cô chị Liễu Trần trước rồi đó. Rồi mã này là mã số, trời chết mẹ, mã này mã gì ta, chết cha, mã cam, mã cam, mã cam này tết mà áo trắng đẹp nè, Noel nữa. Mã cam 65.000 đồng, 60kg vừa. Xe like giùm em mấy chị ơi. Cái đó là Liễu Trần nha nhí, chứ không phải Hạnh My nha. Ừ. Đó nhớ ngồi ngồi nhích lại xíu nhí, ngồi nhích lại, đẩy cái máy ngồi nhích lại 100 đi, nay không có con dạo không? Con đẩy tới đi cho nó ấm cúng. Rồi cái này là mã cam, mi tiếp mi. Rồi sắp hết quần rồi, sắp hết quần rồi mấy chế ơi, mỗi thứ cái nè, bấm liền. Rồi mã này là mã số 3, 60kg quay về chị Phan Phượng ơi. Mấy chị ơi, gần 200 ngàn một con quần. Mã gì? Mã tối cho Trinh Nguyễn. Là cái quần tối đâu? Được khoan dẹp con, cái quần nào có hàng thì khoan dẹp mã tối kìa. Rồi còn dư cái mã tối nữa đó. Rồi mã này là mã 3, từ 45 cho đến 60kg mặc được. Mấy chị đẹp của em ơi, đẹp nè. Mã 3, nó có cái mã nha mấy chị. Ê mã 3 ta đang mặc luôn à. Ừ. Mã 3 là em đang mặc nè. Mã 3 em đang mặc nè. Mã 3 65.000 đồng. Mượn có size. Quần này lưng thun mà size chi nữa. Quần free size mới dễ bận chứ. Tại quần có size là khe kén người lắm mà nha. Tại vì cái này cái quần đó sao nó trần thun rồi, mình bận vô cho nó thoải mái, dù mình mập mình ốm cũng được. Thí dụ mình mập lên cũng được mà mình ốm lại vẫn được. Còn cái quần mà mai lưng đĩa không có sai ha, là mình mập lên không mặc được, mà mình ốm là nó tuột cái ghê lắm. Rồi mã 3, hai cái màu nào không được đúng không? Vậy lấy cái mã nãy cho hết luôn đi, Nga Trần bỏ phiếu vô với cộng cái mã 3. Vậy thôi, vậy khoan đi, vậy cái tối nãy cho chị cho Mỹ Châu Lam đi, bỏ cái phiếu vô cái kia đi, mẹ nó bấm rồi. Cái đó tên gì ạ? Nga Trần là bỏ vô đây đi. Giờ bỏ vô một cái nữa nè. Cái nào mà một cái bỏ vô chị luôn. Bỏ này vô chị đi. Mã này là mã 7. Nga Trần em lấy cho chị đẹp nè chị. Mã 7 đẹp nè. 60kg quay về, 45kg đổ lên. Mã 7. Trinh Nguyễn mã 3 kìa My. Nhưng mà chị Nga Trần có mã 3 rồi phải không? Không chăm. Chị Nga Trần đâu? Chăm ơi, Nga Trần đâu? Màu được, bây giờ chăm hãy bấm chứ. Bấm rồi cái phiếu đâu? Bỏ vô đó đó. Rồi mã 7 nữa nè, bỏ vô Nga Trần luôn nè. Ghi đi. Nga Trần ừ vậy đó, ừ. Rồi mã 7 nha, mã 7 cái đó đẹp lắm. Mã này mã 2. Mã này mã 2 mấy chị ơi, màu nào cũng đẹp hết trơn nha. 780 680 680. Mấy chị nhìn nè. À đúng rồi. Rồi mã này là mã 3, mã 2. Mã 2. 65.000 đồng. Dễ bận lắm mấy chị. Mã 2. Mã 3. Ôi mã 3 đẹp nè. Màu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị ơi, sao giờ. Sướng quá mấy chị, vải nè. Co giãn. Mã 3 nha. Rồi, mấy chị mua nữa không? Mua qua mẫu nha. Tại vì nó có nhiêu đây nè. Mã 2. Chị Vinh bỏ có mã 2.
Rồi đây mã 3 nè. Nè mã 3 nè. Cam sữa nè. Cam sữa này đẹp là được 2 con. Cam sữa nè, em lên cho mấy chị qua quận luôn dẹp nha. Tại vì nó cũng y vậy à. Có vài cả vài cái đâu có nhiều đâu. Cái này đâu có nhiều đâu, bán mấy chị ăn đâu cũng đưa cho lon sale có nhiêu đây à. Má ơi nó đẹp nè. Từ 45 60 kg mặc được 65 ngàn. Mã cam sữa nha. Mi đưa lại bộ đó đi. Ủa sao Ngô Tiền không lấy bộ đó? Không lên số hay gì, đưa đây like đi. Cái chị Ngô Tiền mua hàng không lên số thì bây giờ lo sale cho người khác nha. Bộ 2 dây đăng trên Facebook còn không? Còn nha bé Thi ơi, nhưng mà lo coi like nha chứ lo không có chốt trên Facebook đâu. Đây nha. Đây mấy chị nhìn nè mấy chị. Nè, cái này là 129.000 đồng. Chị Ngô Tiền không cho số thì em xả nha. Rồi, đẹp xỉu luôn mấy chị ơi, 85.000 đồng nhanh nha. 85.000 đồng nhanh nha. Rồi cái này là 129 đó chị. 85.000 đồng nha, chị này không nghe máy, không nghe, không cho số là xã của chị ra đó. Rồi một là 85.000 đồng có một bộ. 85.000 có một bộ. Cái này nó cũng giống giống nhau rồi. Cái này đẹp nè, mã đẹp nha mấy chị. Lon lên mẫu này nữa qua mẫu nha. Nó cũng y chang à. Ê chứ cái làm sữa y chang nhưng mà nó đánh đó bốn này hai cái ừ. Đó nay á. Rồi cảm ơn em, đây nha. Mã đẹp nè mấy chị ơi, mã đẹp nè. Mã đẹp nè mấy chị ơi, 45 đến 60 kg mặc được nha. Mã đẹp 65.000 đồng. Rồi qua mẫu. Rồi mã đẹp là này nha mi. Rồi cái áo dây này đẹp nè mấy chị. Cái này 55 kg vừa nha mấy chị. Cái này còn có một cái à. Cái này mặc với quần ống rộng đẹp nè. Chị Hạnh lấy không, lo xe tặng cho chị 40. Rồi bộ Quảng Châu nhà Long còn có nhiêu đây à mấy chị ơi, sale cho mấy chị là 100 ngàn. Bộ Quảng Châu vàng. Mấy chị nhìn kỹ đi rồi mua nha. 60 kg trở lại vừa, nhìn kỹ hàng. Có bộ 85. Nhìn kỹ rồi mua nha. Đẹp chưa? Em sale cho mấy chị 60 kg trở lại vừa 100 ngàn đồng. Nhất cái nách luôn mấy chị ơi, cái quần à. Hàng xịn nha. Áo dây của chị khoảng lặng 40. Nè bộ này còn đúng một bộ nha. Khách nhà lo mua 5 bộ không? Dây 40 có 1. Rồi cho Long xin bộ vàng 100.000 đồng. Hello chị Hiền bé nha. Rồi 100.000 đồng đưa bộ to lên đi. Bộ này là hết hàng rồi nhưng mà sót hàng. Mấy chị 109 vốn Long bán ra 130. Hôm nay Long tặng 100.000 đồng. Chốt đi mấy chị còn một bộ duy nhất. Còn một bộ duy nhất 40 đến 60 kg mặc được, hàng xịn nha. Rồi, 60 chị Hạnh đâu ta? Bộ NY nè. Sót hàng nha Hạnh yêu của em. Sót hàng nha Hạnh yêu. Sót hàng nha Hạnh yêu ơi. 40 đến 60 kg mặc đẹp. Sót hàng. Bộ này là bộ xanh ngọc. Bộ này là bộ xanh ngọc. Rồi. Rồi bộ trắng xe 100 ngàn, hàng ăn đông nè, 200 mấy một bộ nè, em xe 100 nè. Chị Nga Trần, chị Nga Trần ơi, bộ xanh hay là bộ vàng chị ơi? Chị lấy bộ xanh hay bộ vàng? Để chị đánh màu nào, cái đó cũng 100, kia cũng 100 nữa mình. Nè mấy chị ơi, bộ trắng 100 ngàn. Thằng xịn nè, nhìn mặt nè, nhìn mặt thấy ghiền không? Rồi 60kg quay về bộ 100 ngàn. Bộ trắng nha mấy chị, comment giùm em. Cái này nó không có sát háng dữ đâu. Nó không có sát dữ đâu mấy chế ơi. 100.000 đồng. 100.000 đồng. Ổ điện còn 3 ổ nha mấy chị ơi, 89.000 đồng. Ổ điện này có tới 9 cổng lận nha, 6 cổng chính và 3 cổng phụ, xài điện thoại với lại USB nha. Rồi. Xanh ngọc của Dương Bắc Tập. Còn bộ nè toàn là hàng có tên không mấy chị thấy không? Sơ mi đen, sơ mi đen có một con mà mấy chị ơi em nói nha, cái sơ mi trắng thì rất là nhiều mà sơ mi đen không có hàng, mà hàng này là hàng Quảng Châu nữa, 55 kg vừa để dành đi đám đi tiệc mấy chị ơi. 100 ngàn.
vàng có trắng. Bộ này cái áo này 55kg vừa, em tặng cho mấy chị 69.000 đồng. Cả nhà mình ơi nhanh nha, người ta dành dữ lắm đó mà bây giờ sót hàng. Người ta dành dữ lắm mà bây giờ sót hàng nè mấy chị ơi. Cái này là không cần ủi đâu, cái này trong bịch lấy ra. Mấy chị không cần ủi đâu nha, đây là hàng xịn của nhà Lon nha mấy chị. Hàng xốp nè, 200 mấy một con là. Cho nên mấy chị nhận được, mấy chị mê lắm. 69.000 đồng lẹ dùm em nha Đức Hàng. Áo nam còn sót một nè, 60.000 thôi. Áo nam này 200 mấy lần. Nè mấy chị nhìn nè, 65kg vừa. Xanh ngọc hả, xanh ngọc chắc hết. Xanh ngọc chắc hết rồi chị ơi. Sáu mươi lăm bảy chục ký vừa, kéo sơ áo nam, áo nam màu coban. Tiền phẩm có nè em. Rồi một cái thái mi thấy không, áo đỏ John Jean đen 69, áo đỏ sale 60. Mấy chị nhận được mấy áo này đi, hàng xuất mà. Hàng xuất khẩu à. Rồi cái này 70kg, 75kg nha. 70, 75kg nha mấy chị ơi. Cái này 75kg vừa nha mấy chị. Ai trong ông nam nào 75kg mua hà mấy chị ơi, đúng một con nha. Mua lẹ dùm em để Tết mà. Rồi áo nam 70, 60. Áo đỏ 70 chứ. Áo đỏ 70. Sơ mi trắng 57kg vừa. Đang còn cái nè. Chăm tính gì đâu đen. Giờ hết đen nha. Sơ mi trắng này đẹp nè. Hello chị Thanh Lưu. Đỏ chị Thanh Lưu kìa. Nhí, đỏ Thanh Lưu lại hồi nhập vô luôn nha. Đừng đừng cắt nữa. Ừ, ta để xịt đỏ để riêng đồ rồi đó. Má để riêng đồ Thanh Lưu rồi đó. Chị Mỹ Quyền ơi, áo đen, ủa mi áo nam còn. Còn chục quần lót xây đại nè. Trong đây có người nào mà muốn mua mà đùn lót mà xây đại dành cho người mập á, 70-75kg á, thì lấy nha, em sót một cục. Cái cục đó cho like luôn đi. Ừ, cục này nè, là tức là người cái này là em bán rồi. Nè em bán 120 mấy chị nhớ không? Em bán chỉ 99.000 thôi. Thôi 90.000 đi. Em bán cho mấy chị 90.000 thôi. Nè em bán 120 nè. Hồi trước em bán 180 đó, 10 cái quần. Ủa sao giờ kiếm áo đỏ không ra trời. Nhìn đó có không con? Nhưng mà đây là bển đâu còn đâu, bển hết luôn rồi đó. Trong đây có chị nào muốn mua thì báo nha. Bán thiếu nha, hết tiền rồi, chơi luôn. Nè, chơi luôn. Lót đại cho Vi Huỳnh. Vi gì? Vi Huỳnh. Em bán người ta rồi nè, 120 xả da bán chị 90. 10 cái quần lót 90.000, có 9.000 bạc cái. Ngọc Hạnh hết chị ơi. Rồi sơ mi trắng đẹp nè mấy chị ơi. Sơ mi trắng này được 2 cái nha. Ủa sơ mi trắng này sao có 1 cái? À 2 cái. Lót 90. Đây 57kg vừa nha mấy chị ơi. Sale cho mấy chị 69.000 đồng. Nhận đi rồi mê hồn. Nè mấy chị nhìn hàng là mấy chị biết hàng đông rồi nha. Chứ không phải hàng chợ đâu. 200 mấy luôn. Cúc Hoàng ơi, cái lót đó lon hết thiệt luôn rồi. Nhìn mặt nha mọi người. Mua hàng thông minh là nhìn mặt nha. Dạ còn nha Phụng ơi. Chị Phụng mua bao nhiêu chị? 34, 36, 38, 40. Màu đỏ, màu đen, màu da. Em có đăng trên trang á. Mới về mua đi để hết nữa. Bởi vì hết là không phải hết hẳn mà hết size á. Hết size, hết màu cho khách á. Còn cái. Nhận đi rồi mê cái áo này chị Phụng. Chị Phụng. Chị Phan Phượng nhận cái này mê hồn chị Hạnh nè. Rồi à, chị Liễu Trần ok chị nè. Áo sơ mi màu trắng cho chị Pha Kim. Chị ơi cái này chốt mẫu khác nha chị ơi. Cái này y chang luôn mà này đẹp hơn nữa. Dạ có Lê Hiền ơi, xíu lon lên cho chị đẹp nha. Cái này là tay dài nè. Thôi kệ lon để chị lon để cho mấy chị luôn. Rồi 69. Tay dài đóng thùng cực kỳ đẹp. Cái này con trai ăn gian được nha. Mấy chị ơi bấm số 2 cho em đi. Còn 2 con. Chị Môn Phật ơi bấm số 2 đi chị, cái kia hết rồi. Số 2 đi chị. Rồi cái này là áo Thái em bán cho người ta 69.
Em tặng cho chị em mình là bấm số 2 đi chị em ơi, giải y xì đó nha. Đẹp lắm, dòng họ đó, đó. Cái này đẹp lắm, xanh non, con nít 40, người lớn 60 kg. Con nít 60. Ê, chị Hạnh này là Nhi Mi là bầu trời hả? Trời mẹ ơi, tao đâu biết chị Hạnh là bầu trời đâu. Bà có nói quên. Ngày hôm qua lấy 9 cái mà giao có 8 cái. Chị Phụng ngày hôm qua chị đặt 9 cái áo ngực mà sao giao 8 tay ta? Tao nghe tụi bay nói 9 mà. Ừ. Ừ. Sao kỳ vậy? Ôi chị Phụng ơi, nơi mua lấy thêm nha chị Phụng, tao mua 9 cái áo mà đưa 8 cái à. Nhưng mà nó tính chị 8 hả? Không. À, tính tiền 8 mà chị ơi. Rồi cái áo này là hôm bữa Lon Lai rồi đó, Lon tặng cho khách yêu mình là 59.000 đồng. Cái gì? Ừ. 59.000 đồng. 59.000 đồng. Trời ơi, chị Dương bắt tập hụt rồi kìa. Đang để coi coi. Để coi cái mẫu này là mẫu gì. Ê, cái mẫu này là giống cái mẫu đầu tiên quá à. Ờ, cái này đẹp nữa nè, 69.000 đồng. Tặng cho mấy chị số 3. Cái này đẹp nữa nè, nhưng mà đẹp hơn là mắc hơn. Mà thôi, em vẫn tính cho mấy chị yêu mình là cái này 55 kg quay đầu cho bé Lon nha. Trai được, gái được. Cho Lon xin mã số 3 đi mấy chị ơi. Mấy chị mà nhận được cái con áo này mê hồn trận luôn. Mấy chị ơi, từ cái nút là chất lượng tuyệt vời luôn. Lâm Ngọc Phụng ơi, còn số 3 thôi gái ơi, y chang luôn nè. Vải thì y chang luôn mà nó khác kiểu. Đúng rồi, nhớ mua lại. Nhớ mua lại nè, ừ, mua lại đi chị, thông cảm giùm Lon nha. Nó cộng hay lắm. Nó cộng hay lắm. Người ta mua 9 mà bán 8 à. Rồi, lên mã giùm Lon nha. Rồi, bộ màu trắng còn một bộ. Mấy chị ơi, bộ màu trắng Lon còn một bộ nha. Bộ màu trắng hàng xịn nè. Em sale cho mấy chị luôn nè. Mấy chị nhìn cái mạc thôi là biết rồi. Hàng này hàng cao cấp nha. Sale cho mấy chị 160 kg quay về. Trời ơi, nhức cái nách mấy chế ơi. Bộ mà bộ xịn ăn đông nha. 60 kg vừa nè. 50-60 kg mặt đẹp nè. Mấy chị nhìn hàng nè. Số 3 của John Jean. Giải y chang vậy mà cũng chịu mua nó. Đẹp hơn nữa. Đẹp hơn nữa đó. Tuấn Duy số 3. Ừ, chị mô Phật số 3, Tuấn Duy số 3. Rồi, còn ai số 3 không? Còn hai con số 3. Rồi, đẹp xỉu xìu xiu luôn, 100.000 đồng. Bộ này là hàng xịn 200 mấy, lần 60 kg quay về. Bộ này dễ thương dữ lắm. Nhà mình mà có con nít 40 kg mặc, người lớn 60 kg mặc. Nhìn hiệu nha. Bởi vì em nói bộ đồ này mấy chị mà nhận là mê lắm. Vải đẹp chưa từng thấy luôn nha, hàng đông. Hàng này 200 mấy một bộ lận, em bán 100 hết hàng. Trời ơi mấy chị ơi, xót hàng. Một trăm ba mươi chín ngàn đồng hôm nay tặng 99. Mua không mua thì thôi, mua không mua thì mua. 99.000 đồng, đẹp xỉu xìu xiu, em xót hàng nè. Coi đó mấy chị ơi, em điên không. Tặng cho mấy chị 99.000 đồng, cho đứt hàng luôn đi. Dạ đúng rồi chị, cái này 58 kg quay đầu nha, cao mấy 60 kg. Tặng cho 99.000 đồng. Mấy chị nhớ nha, khi mấy chị mặc nhớ đóng thùng lại, nó tay lắm. Muốn thả thả nha, tùy theo khổ người của mình. 58 kg vừa mấy 60 kg. 58 kg vừa. Áo xanh 59 cho Thuy Lê. Rồi, chị nào lấy lên mã giùm em. Cái này nhập vô luôn. Ôi, còn sót bộ ton đâu ạ? Mấy chị ơi, Lon còn sót một bộ ton nè. Trong đây có ai 57 quay đầu thì mua. Còn áo thun dài tay hôm qua lấy 2 cái nha, 50. Còn cái trắng. Nhớ rồi. Cái áo thun nó đẹp nhất cái nách ha. Không phải luôn. Còn màu trắng nè, mới thấy nè. Còn sót cái. Đây nè, còn sót cái màu trắng nè. Lấy thì báo ok nha Thắm Chân ơi. 50.000. Cái áo này mà ai mà nhận là mê dữ lắm. Mỹ Châu bộ trắng. Mỹ Châu bộ trắng hả? Mỹ Châu lấy bộ trắng hả gái? Chắc là bộ trắng hả gái? Hả chị Châu? Áo trắng 50, Thắm Chân có lấy báo liền nha. Rồi bộ ton là 57 kg vừa, sale 109. Một bộ duy nhất nha. Một bộ duy nhất mấy chị. Bộ ton này á, là quần dài 160 nè.
mà em để cho khách yêu mình 109.000 đồng. À, em đang soạn đồ mà của chị đây. Tới rồi hả? Chị còn áo thun ba lỗ cho em coi với Hạnh My. À, còn cái đen My lấy giùm má đi, sẵn cho tao ca nước. Ca nước để. Ca nước chè. Chị Mạnh qua không coi like tức. Qua lau mặt cái này lau bán biết bao nhiêu. Đây nè My. Dạ ok chị Mỹ Châu nha. Hôm qua luôn mặc cái này vô luôn bán mỗi tay luôn hết rồi. Cuối cùng luôn rồi. Với áo lon mặc 50.000, áo đen này 50 luôn Hạnh ơi. Chắc chị Hạnh lấy đó con. Áo đó Hạnh vừa. Hạnh My. Ừ. Năm Trang có lấy không? Ủa gì đó. Ê chị gì có lấy trắng không? Không lấy là Quỳnh Hạnh đó. Có lấy không? Mỹ Châu ok là cái gì quên rồi. Bộ gì ta? Ờ à, rồi, rồi Tôn đọc đi. Hoàng bộ Tôn. Em chốt lại chị Hạnh ơi. Áo lon mặt đẹp lắm á Hạnh, y chang luôn nè. Chị vậy thấm chân không lấy là của Hoàng Hạnh nha. 50 nè. Rồi, bộ này đẹp nè Hạnh. Lo còn bộ lo sale cho Hạnh 99 Hạnh ơi. Ừ, bộ này không mua, không mua treo nha My. Nè Hạnh ơi, còn sót một bộ duy nhất nè Hạnh. Trang trần áo thun đen hết nha. Hiện qua long lai xong rồi. Rồi bộ này đẹp nè. Rồi ok chị. Nhưng mà mua 8 cái chưa đã. Không chị ơi, em lấy trơn hà. Vậy là thấm chân có lấy là của chị Quỳnh Hạnh đúng rồi. Rồi bộ này lo xe cho 75.000. Bộ này đẹp lắm, 60kg quay đầu. Bộ này hết rồi. Bộ này thun thái đẹp lắm. Cam cho Thi Lê 75.000. Bộ này đẹp nhất nách luôn Thi Lê ơi, 75. My đưa bộ đó lên sale đi bà Hồng. Cái này có người chốt tặng luôn nè. Nè bộ này lon sale tặng cho 59.000 đồng. Mấy chị bấm cho lon là sọc hồng 59. Để em dời Quỳnh Hạnh ơi. Chị có để cho em dời mà yên tâm nha. Bộ đồ này 40-60kg mặt đẹp. Sọc hồng 59.000 đồng, đứt hàng luôn rồi đó. Mấy chị coi chất cô tông nhà em. Mấy chị coi cái quần nhà em. 40-60kg mặt vừa, 59.000 đồng bộ đồ này, rất đẹp. Đứt hàng luôn rồi. Cam bán rồi. Còn cá cơm không? Dạ còn, sale 50 đó chị yêu ơi, mua 10 hộp đi chị. Nhí ơi, cá cơm còn vài hộp gì không? Cá cơm 50.000 mua giùm lon đi. Rồi bộ này 59.000 đồng. Nè mấy chị thấy em bán rồi nè. Có tên là 69.000 đồng là sale dữ lắm rồi đó. Áo thái trăm mấy. Em sale tặng cho mấy chị luôn đó nè. Mấy chị mua đi mấy chị. Rồi em tặng cho mấy chị 49.000 đồng. Thấy ghê không? Mấy chị thấy thương em không? Rồi 49 thái hồng. Thảo kêu Thảo đồn có phần hồng. 49.000 thái hồng. Nè cái đầm này đứt. Trời ơi tao tức cái đầm này danh giật nè. Ôi đầm này 200 mấy 300 mấy gì á. Ghét quá. Đầm này 55kg vừa nè. Đẹp nhất nách luôn. Mấy chị ơi hàng đông nha. Em hết sầm hồng nha mấy chị. Sale đại 100 đi ghét rồi. Búp bà rì. Nhìn cái túi là biết rồi. Sale 100 đi. Cái áo này đẹp nè, à, trang cái gì? Trang cái gì á? Thấm chân. Thấm chân này đẹp. 50.000 áo lộ thun trắng. Bị lít cổ có đầm. 100.000. 50.000 áo thun trắng. Cái này đẹp nè, hết rồi. Áo thun trắng. Hello chị Thanh Hằng. Ngô. Rồi cái này xám 50.000. Cái này cái này thấm chân mua đi em. Cái này người ta mua rồi người ta xả nè, người ta lựa trước nè. 50.000 áo xám nè chị ơi. Tuyệt phẩm có chắc. Rồi xám 50. Hello chị Nguyên Thi. Cam 50, sọc 50.
Rồi cam 50. Chị Hạnh My có sao? Sọc 50. Được một con xám sọc này Hạnh ơi, hàng Zara. Chị Hạnh My có cam không chị? Chị Hạnh bấm liền cái này nha chị Hạnh, hết rồi, tại vì bà này bà xã nè. Cái này bịch này giữ lại hàng mới nè con. Rồi cái này đẹp nè mấy chị ơi, hàng này là hiệu này mắc nha, 100 mấy vốn lận. Từ 35 cho đến 60kg mặt đẹp, cà rốp tốp. Hoàng Linh có sọc 59.000 đồng con áo loan. Bấm bill Nguyên Thi con. Bấm bill Nguyên Thi liền. Ok chị Nguyên Thi nha. Sau lưng con có cái sọc nào thể cho má lai. Mấy chị yêu của em ơi, túi này là túi giữ nhiệt, để cho khi mấy chị nào mà đi làm, đi buôn, đi bán thì mình dở cơm theo ở đây nè. Mình bỏ vô đây nó giữ nóng, giữ lạnh lại. Thí dụ mình cần lạnh, nó giữ lạnh. Mình cần nóng, nó giữ nóng nha mấy chị nha. Rồi em sale 39.000 đồng cái túi giữ nhiệt. Túi giữ nhiệt 39.000 đồng. Túi giữ nhiệt 39.000 đồng. Rồi chốt mãi giùm em. Lấy đi mấy chị ơi, 100 cái sạch rồi đó. Hết rồi. Túi giữ nhiệt 39.000 đồng. Mua đi mấy chị. Trời ơi, người ta kiếm quá trời cái này nè mấy chị. Người ta kiếm cái này dữ lắm. Xịn lắm nha mấy chị. 39.000 đồng lên mã túi giữ nhiệt, giữ ấm á. Rồi, cái này có một hả? Lên cho Loan mã số 1 50.000 đồng. Cái này là em sale nha, chứ hàng Zara này không có rẻ, không có rẻ được. Cái này là hàng xuất khẩu mấy chị đẹp của em ơi. Hàng xịn là nó phải xịn thôi nha mấy chị đẹp. Hàng xịn là phải xịn thôi, bởi vì đây là hàng xuất khẩu, hàng Zara. Mấy chị biết hàng xuất khẩu là vải nhập, chỉ nhập, nhưng mà gia công ở Việt Nam để xuất đi. Thì khi người ta gia công ví dụ 5.000 cái hay 10.000 cái thì người ta may ra, người ta sẽ té ra dư vài cái. Thì cái đó là cái phần dư lại thì người ta mới cho ra ngoài. Thì lâu lâu mới có một lần nha mấy chị. Nhưng mà em không có bán 50.000 đâu, chỉ có hôm nay lâu xả thôi nha. Đó, cho nên là mấy chị mua được cái giá này là hàng sale nha. Rồi, lạp xưởng. Lạp xưởng đi lon. Dạ, lạp xưởng hả chị? Lạp xưởng em bán chị 180kg là hai bịch đó chị nha. Chị mua luôn đi chị nha. Lạp xưởng nhà em bao ngon. Dạ, cảm ơn chị Linh My nha. Rồi, này lên đi lon sọc đen. Cái này là số 1 nha. Số 1. Còn này là sọc đen. Cái nào cũng có 1-1 và hết rồi. Cái này qua mẫu luôn. Chị Phúc Lộc Phạm Thị có túi. Rồi lên cho lon sọc đen, cái này là sọc cam ha, số 1 cũng được. Rồi lên cho lon sọc nâu, sọc trắng là hết. Sọc này là sọc trắng, sọc này sọc nâu. Cái hồng của ai kìa, thấy hồng của ai? Sọc nâu của ai, sọc nâu có 1. Rồi lên cho lon nha. Đen cho Hạnh My. Sọc đen của Linh My, của Hạnh My. Lạp xưởng tôm nha Thanh Lưu ơi. Hàng nó để lâu được đó Thanh Lưu. Hàng nếu mà mình để ngăn mát mình ăn 6 tháng, để ngăn đá ăn 2 năm. Lạp xưởng 70% tôm và 330% thịt, ăn nó rất là ngọt. Ê, sọc đen còn không? Rồi sọc nâu của chị Nguyễn Lệ. Lạp xưởng tôm chị Phụng Nguyễn Thị ơi, xưởng tôm 70% tôm tươi và 30% thịt. Cho nên ăn nó rất là ngọt mà giòn. Sọc nâu đây. Không có heo, 70% tôm, 30% thịt heo. Này ai đen hả? Cái này sọc đen này đẹp nè, ai đen hụt lấy cái này đi. Hả? Ai hụt đen con? Ai hụt đen? Mấy người luôn á. Chị Lệ. Chị Lệ hụt đen lấy cho chị Lệ cái này. Giờ cái sọc đen hồi nãy là của ai? Chị Hạnh My rồi. Rồi sọc trắng ai con? Sọc đi. Còn sọc đen nữa nè. Thì tắm đi. Chị Lệ có sọc đen. Chị Trang Trần có sọc đen. Rồi sọc trắng. Sọc trắng ai? Thấm chân có sọc trắng. Rồi cái này mã 1 của Nana nè. Mã 1 của Nana nè. Quỳnh Hạnh nói lấy hết hả? Bé giàu ơi, mấy trăm ơi, lấy cho Quỳnh Hạnh mỗi cái sọc một cái đi. Quỳnh Hạnh mỗi sọc một cái đi. Có thương hiệu không? Dạ này là hàng nhà làm á chị ơi, chứ không phải là hàng chợ trôi nổi đâu chị. Nguyễn Lệ của em hai cái nha. Sau lưng chăm á. Lấy mỗi sọc một cái đi. Chị Lệ hai cái đủ không? Trắng đen luôn.
Ừ, chị lấy hai cái. Chị lấy hai cái. Cái này là nhanh tay bấm nha. Lên số lên cho Long mã tặng đi. Cái này là 70kg quay đầu nè, quá trời người kiếm mà em rớt lại một cái nè. Cái này là em rớt lại một cái nè. Cứ 50 đến 70kg mà. Nha mấy chế. Cái này nữ được, nam được nha. Hàng xịn lắm luôn mấy chị ơi. Đây là hàng xịn lắm nha, kệ đi. 200 mấy một cái đựng đó. Rồi Long sale 55.000 đồng con này. Lấy chị 1kg, lấy chị 1kg với hũ cá cơm chị Phụng Nguyễn Thị. 1kg viên hũ cá cơm. Ký lập xưởng viên hũ cá cơm. Rồi mi còn màu nào chưa like cho đi mi. Chị Quỳnh Hạnh là mỗi thứ một cái đó. Rồi cái này được một hả? Chị Trang Trần ơi, bữa chị kiếm bộ này bây giờ có con nhí nó xả người ta ra nè. Bây giờ em mở ra chị lấy chị bấm ok, chị không lấy em like người khác. Rồi. Rồi cái này là được một cái sọc nho. Cái này được một cái sọc nho, em tính xả một cái bơm thôi mà cuối cùng mấy chị lôi kéo em thành nhiêu đây. Tại vì hàng này em có bán giá này chứ không phải là hết hàng đâu nha. À, hết tiền rồi Loan ơi, bán thiếu chị. Nói gì chị, hàng Zara mấy chị ơi. Em nói nè, mấy chị nhận được áo này rất là mê nha. Thấm chân được một nha, màu nho của ai. Rồi sọc hồng của ai, ngọt ơi là ngọt luôn. Màu này rất là ngọt luôn, bận lên đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Cái thun của nó mềm giãn vậy nè, cái người mập ốm vô được. Đừng có bự cành anh cà, à, bà cà trần dần thôi. Dạ chị Thanh luôn một ký lập xưởng luôn. Chị Thanh luôn một ký lập xưởng luôn em ơi. Chị Thanh luôn một ký lập xưởng. Rồi Kim Susan có nho không mi? Rồi thấy chị Lệ Kim Susan tiếp theo. Rồi sọc hồng đẹp xỉu xìu siêu, cực kỳ luôn, em sale tặng 50 mấy chị ơi. Em lấy vốn lại thôi à. Chứ mấy chị mà nhận được con này mê hồn luôn. Nha. Rồi cái này là cái này nãy nói gì á? Cái này là 55.000 đồng nha, ai lấy lấy. Trong đây có ai muốn mua một lót xịn không? 65.000 cái. Em sale cho mấy chị 40.000 đồng chốt lần 5 cái đủ màu. Trắng cho chị Ngọc Hạnh là cái này mi ơi. Nè chào vào 55.000 đồng. Mấy chị thấy quần lót của nhà Loan là mê luôn. Mê luôn. Hàng này mắc lắm cho nên em không có về nhiều. Mấy chị ơi ít xịt à. 200.000 năm cái lót. Em thấy nhà em là mua 10 cái không đó, 20 cái thôi. Nhận xong mê hồn luôn, mấy chị mê luôn mấy chị ơi. Trời coi chất nè. 60kg quay đầu. 200.000 năm lót, 380 lót. Màu đẹp không à? 200.000 năm lót, 380 lót, mấy chị muốn mua nhiêu mua nhưng mà ít xịt à. Ồ được cái quần đỏ. Ôi ơi mấy chị ơi, vẫn vô nó ôm cái đùi luôn, gợi cảm trời ơi. Trời ơi. Chết luôn, ghiền. Mấy chị ơi toàn là đẹp không nha. Rồi 5 cái quần 200. 2 5 quần 200, 10 quần 38. Không có nhiều nha. Ồ cái quần mê hồn. Mê hồn luôn, ngay chỗ nhí á, đối diện sau lưng nhí bên đây nè. Rồi cho chị xem bộ cam chị Trang Trần. Ừ rồi. Đây chị 89.000 đồng là em để cho người ta rồi, nhưng mà cuối cùng nhí nó thấy chị kiếm nó xả cho chị nè. Thấm chân có thun trắng không? Không. Dương Diễm có 5 lót. Đây nha. Bộ này tới trăm mấy rồi đó. Chị Trang Trần trả lời liền nha, để người ta lấy rồi em khó xử á. Đã em chừa cho chị rồi mà chị còn không tin tưởng em nữa. Chị đòi coi nó chán chị thiệt. Có ai mà như vậy không? Người ta ưu tiên rồi hà, còn không chịu nữa. Chúc Linh ơi, nó không có màu sáng đâu em, nó vậy thôi đó. Yên tâm đi, không có màu lè lẹt đâu. Rồi nha. Chị Thấm Chân không lấy được người khác, lấy gắn chịu. Không. Chị Thấm Chân, chị Trang Chân chưa trả lời mà con. Chị Trang Chân chưa trả lời mà. Bây giờ lụa pháp đi. Bộ này lên. Lan Trúc nói gì trả lời rồi lẹ lên. Chị Thanh Lưu ơi, bộ này đi chị. Bộ đồ này 140 Long Sale 89 luôn chế ơi. 55kg vừa nha.
Bộ này đẹp xỉu luôn, quần 7 tấc, co giãn ngon lành. Rồi, lụa Pháp nha mấy chế ơi, co giãn. Mấy chị thấy không? Rồi, lên cho Lon bộ rút. Bộ này đẹp là mặt nhà đi mấy chị ơi. Bộ này không có ai mà bán hàng Quảng Châu mà giá Việt Nam hết á. Nha, cho nên là em nhập hồi Tết, hồi trước dịch là 90 mấy ngàn đồng em bán ra 130, 140 lận nha mấy chị. Chứ không có bán 89 ngàn đồng đâu, em sale tặng đó. Rồi, mấy chị nhìn cái túi zip là mấy chị biết rồi nha. 89 ngàn đồng bộ rút. Nó có một bộ này ai mới xả nè. Bộ này đẹp rồi mấy chị ơi, sale cho mấy chị 69 ngàn. Lộng lẫy bà bảy luôn. Lộng lẫy bà bảy luôn. Bộ này, bộ này nhất cái nách luôn, 60kg vừa. Bộ này là hàng xịn nha. Nhưng mà 60kg vừa, nhưng mà em hết rồi, ta xả em bán tặng 69 ngàn đồng. Ai săn được bộ này ngon. Dạ chị. Chị ok rồi, dạ em biết rồi. Lấy gì cho em không thấy, lấy gì cho chị em không thấy, chị thấm chân nói gì ta. Đây 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 đây. Kim Susan á. Kim Susan trước rồi Mỹ Quyền thôi. Kim Susan trước rồi, thông cảm nha. Mày 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 mày. Má ơi kiếm muốn điên luôn. Rồi, ai hụt áo nam lên lại đi. Trời ơi. Mấy chị ơi sọc đỏ được một cái nè. Sọc đỏ đỏ đô á, đẹp lắm. Bộ rút ai con? Có nha chị Thi Lê ơi. Chị Ngọc Hạnh có bộ rút. Phương Nga có bộ rút nha chị. Hồi nãy ai hụt áo nam? Chị bấm lại giùm bé Lon. 250 sale cho mấy chị 60 đỏ và xanh. Dạ chị Phương ơi. Nga, bộ đó 55kg quay về nha chị Lê Hiền. Còn dư bộ rút cho Trang, cho chị Trinh không? Chị Trinh có rồi. Rồi, cho Lon xin áo nam đỏ, áo nam xanh. 65kg vừa, 70kg vừa. Áo sọc này đẹp nha, có một. Chị Hạnh. Bông riêu được chị. Ê, chưa nha, cái đó chưa like á. Ờ. Cái này là, cái này là mình chưa like nè. Thi Lê là nam xanh. Hạnh không vừa nha Hạnh ơi, 65 quay đầu. Có một cái nam nhỏ nè, ai lấy không? Con trai 40kg, 50kg. Xanh 60 ngàn. Xanh 60 ngàn cho ai, mới nói ai? Thi Lê. Thi Lê trước nè. Thi Lê trước. Dạ không có 90kg nha chị ơi. Chị Thanh Lưu cái nãy bự á. Chị Thanh Lưu nãy bự, chỉ có cái nãy thôi. Hồi nãy chỉ có cái đó thôi, còn cái này là 65kg quay về. Tướng ông nào đẹp thì 70kg vậy, không có bụng á thì được, còn em like thì like. Chị Ngọc Hạnh nam đỏ. Ai? Ở chục ký cao vừa Thi Lê ơi. À được, 68kg mét 73 được. Vậy là cao rồi. Là chị Hạnh lấy cái đó đi. Chị Hạnh lấy xanh đó. Chị Hạnh lấy cái đó đó. Nếu cao ốm bụng bợ bụng nhỏ được nha. Kém răng đang về cô Phương Nga ơi. Đang về cô Sensodai kỳ này là người Nhật miệng á. Rồi, cái này là áo nam đỏ. Ai mới nói nè? Ngọc Hạnh nè. Nhỏ, nhỏ size L em lấy. Mỹ Linh cổ nhỏ là size S nha. Áo xuất khẩu S nó bự lắm. Áo xuất khẩu S nó bự lắm nha. S là 40-50kg nè, Lon mở cho. Chứ không phải là hàng thường đâu. Chị thấm chân, chị Trang Trần lấy hai cái kìa con. Nè, nè cỡ 55kg quay về nè. Chứ không có nhỏ đâu, bởi vì S mà hàng xuất khẩu nó bự lắm. Xuất khẩu xuất cho nước ngoài mà to lắm. Rồi cái này là của chị Mỹ Linh cổ nè. Rồi chị Trang Trần hai cái nè. Phải không con? Má mới nói á. Xanh đỏ Trang Trần. Rồi hai cái L là khoảng 65-70kg quay đầu. Nói chung 70kg mà cao cao thì ok. Hồi nãy là chị Thanh Lưu vừa, bởi vì cái hồi nãy là XL là to. Xanh 50kg cho Phúc Lộc là nhỏ hả? Để Lon kiếm cho. M đi chị ơi, M đi. M đi chị Phúc Lộc nè.
Nhung bê tê không vừa. Thạch vải hả? Trái vải hết rồi, nó còn đào à, đào 60. Quỳnh hạnh đỏ 70kg hả? 70kg cao mới vừa. À có một cái nè. Chị Kim Susan là được một mũ giải nha. Chết mẹ mi, nãy giờ cái được cái bự nè, ai vậy? Thì bây giờ chốt, nếu chốt Quỳnh hạnh thôi kệ lỡ đi. Đúng ra là cái người trước mà thôi lỡ rồi, Quỳnh hạnh nè. Cho nó có đơn luôn đi. Xanh 75kg là không có còn nữa, 75kg được không còn. Mấy chị ơi, em còn được xanh nhỏ, xanh dừa. Rồi. Đây nha. 60 ngàn đồng một cái. Mấy chị ơi bấm liền cho Lon đi nhìn mặt nè. Trời ơi, mua đi hết rồi. Nam đỏ, nam xanh giùm em 60 ngàn. Khoảng 65kg đi nha mấy chị. Một cái 65kg nè, với cái này khoảng 55kg, 50kg nè. Rồi lấy. Lên xanh nhỏ, xanh lớn nha. Xanh này là xanh nhỏ là 50kg, 55kg. Quay về. Còn xanh lớn 65kg nha. Xanh nhỏ, xanh lớn cho bé Lon nha. Để em canh cho con, chồng con mặc được. Rồi. Giờ hả? Dẫn vô nhà hả? Trời ơi, đào bên nhà mình luôn hả? Nó đào thôi chứ đâu cấp điện phải không? Bộ này là ton 2 da nha mấy chị ơi. 65kg dừa. Ê, Lon đang cầm bộ này hả? Khoảng 60. Chăm ơi, coi có sai không? 60kg, 65kg mấy chị comment đi. Mấy chăm nhìn coi có sai không? Bộ này 100 ngàn đồng. Dạ em gửi rồi, chị đưa cái gì shipper đi ra gọi chị nha. Chăm coi coi bộ đó có sai không mà phải chữ lửng không? Hồng Ân ok chị. Chị Hồng Ân cái này nè. Ôi chị Hồng Ân ơi, ngày hôm qua chị kêu họ kêu em lấy cái gì vậy chị Hồng Ân? Ngày hôm qua chị kêu em lấy cái gì á, kêu em lấy xong rồi em mới nói để em lấy nhưng mà em quên rồi, chị nói lại để em lấy cho. Có bộ số 4. Lửng phải không? Số 5 có 1 bộ 4 phải không? Rồi nè, nè xe nhỏ là ai mới kêu á? Hồng Ân. Ừ, Hồng Ân đó con. Rồi, nam đỏ cho bé Ngô. Ton cho chị Nguyễn Thu Phụng. Chị Nguyễn Thu Phụng ơi, em lấy cho chị 60kg nha. Em có 60 và 65kg. Em lấy cho chị 60, chị im luôn thì được. Nhưng mà nếu mà chị muốn 65kg em lấy lớn cho. Chị Dung Trận bộ số 4. Để đi con. Dạ khẩu trang còn chị, em lên liền. Bé Ngô ơi, năm đỏ hết, em còn một cái 65kg màu xanh. Ủa bé Ngô có rồi. Ờ có rồi. Rồi Lon còn một cái màu xanh. Màu xanh 65kg. Ừ đúng rồi Nana. Cái này là nếu cao là 70kg nha mấy chị. Còn lùng lùng thì 60-65 nha. Em nói như vậy rất là dễ mua luôn, sang L mà hàng xịn á. À, cái nào xanh. Được rồi Phúc Lộc à, có rồi. Nguyệt Thu Phụng 65 đi em. Nguyệt Thu Phụng ton hay gì? Ton phải không? Đúng rồi. Thì đổi lại số 5 đi. Hồng Ân sữa tắm dê 59 ngàn đồng. Đúng rồi đó. Hồng Ân sữa tắm dê 59 ngàn đồng. Ghi chưa? Rồi. Rồi xanh còn một cái 60 ngàn. Nguyễn Thanh Thúy coi. Rồi Nguyễn Thanh Thúy lấy. Rồi mấy chị ơi, ton này có 60 và 65kg. Mấy chị lấy comment cho em 100 ngàn đồng. Ton 2 da nha. Còn ủ tóc đen, còn chị ơi, ủ tóc đen, ủ tóc đen là phủ bạc đúng không? Nguyễn Dung ủ phủ bạc màu đen. Nguyệt Thu Phụng lấy rồi. Cái này 60 đến 65kg, chị nào lấy thì nói ký lên nha, em canh sai cho. 60 65kg nha mấy chị. Ton này là 60 65kg nha, thậm chí 70kg cũng vừa. Ton 2 da nha mấy chị ơi, 100 ngàn. Thảo Nguyên lon hết rồi chị. Rồi nha, 100 ngàn đồng. Cái sơ mi này đẹp nhất cái nách luôn mấy chế ơi. Sơ mi này đẹp lắm, em sale tặng 75 thôi. Hồng đổ số 4 em ơi. Đây mấy chị, đẹp xỉu luôn. Hồng đổ số 4. Nè số 4 nè. Rồi. Lấy em bịch khẩu trang 4D hết rồi, giờ khẩu trang 5D thôi, 35 ngàn hộp 10 cái. Còn áo nam dạ không chị ơi. Xíu hoa ai xả luôn để cho. Hồi đó lầu da. Hiện tại thì lon hết. À, lấy cho chị trai phủ đen Nguyễn Dung. Cái màu da rất là tay luôn, 65kg quay về, 50kg đổ lên. Mấy chị đẹp của em ơi, hàng 200 mấy một cái lận, nhìn kỹ đi rồi nói chuyện. Chất đẹp cực kỳ luôn. Ai mà nhon nhon 40kg mua luôn. Phối eo ở đây, cột eo đây. Lý Mỹ Huệ cho 5. Ừ. Chị Lý Mỹ Huệ có ton
hết luôn hả? Còn dương bộ ton kìa, ai lấy đi. Ừ, còn số 5 đó. Số 5 thì từ 60-65 hoặc 70kg cũng được. Nếu mà mẹ mình cao ráo, thoải mái thì mình mặc 70kg luôn. Còn nếu mà lùng lùng thì 60-65kg được nha mấy chị. Tại to nó rất là dễ bận nha mấy chị. To nó rất là dễ bận nha. Đó. Rồi nha mấy chị, sơ mi xịn 75 ngàn đồng, phơm dài mặc sọt đi chơi cho em nha. Sơ mi dài hàng xịn nha mấy chị. Cái này mấy chị đóng thùng cũng được, là mấy chị làm gì cũng được, là đóng thùng hay là mấy chị thả cũng được. Rồi, em còn hai cái áo này, một đỏ một xanh, có một đỏ một vàng. Phơm này 57kg quay về ha. Rồi, mấy chị lấy hết hai con áo này. Cái này làm bữa lon lai 79, hôm nay lon bán cho mấy chị 59 thôi, lấy hết 100 ngàn luôn. Nếu lấy hết thì bấm liền. Áo bo zip xịn nè. Còn áo nào để khoác trong nha? Khoác ở trong nhà. À, len đi chị. Mi ơi cho má vài cái len sale cho chị. Em xin là lấy bộ to đúng không chị ơi? Cho mượn khẩu trang 5D đi. Hình như là đây nè. Mới để đây, nâu nâu á. Bữa nay em tính xả quần áo cho nên lon có lai bánh kẹo với lại ba cái đồ gia dụng. Nhưng mà mấy chị kêu thì lon lên. Cái này là khoác ra ngoài được, khoác nhà được, khoác đi du lịch được. Khoác này là khoác len dài. Nè mấy chị nhìn nè. Có túi này nè. Xe 100, 200 mấy lần đó. Vàng 59 cho Hạnh My. Nếu lấy hết là 100 nha Hạnh My. Vàng 59 cho Hạnh My. Áo đó xịn lắm. Áo bo zip. Rồi khoác len 100 ngàn đồng nè chị ơi. Phát cam 100 ngàn đồng nha chị ơi, tặng luôn cho chị. Chị lấy hai cái luôn đi chị ơi, chị Nguyệt Phụng ơi. Cái này là chất của nó là lông thỏ nha chị ơi. Rồi cam xe 100, cam này bao nhiêu ký cũng vừa. Mấy chị cam bao nhiêu ký cũng vừa hết trơn. Chị nhìn. Nè. Rồi lên cho lon cam 100 ngàn. Phát đen 100 ngàn. Khẩu trang này là khẩu trang 5D. Em có hai loại nè. Một cái loại á là cái này á, là khẩu trang này là nó có cái giống như là nó có cái cục ở đây để cho mình thông khí á mấy chị. Chị Hạnh lấy một cái rồi. Chị Hạnh lấy một cái rồi, giờ còn cái chị Trinh Thuyển thông cảm nha. 59 ngàn đồng. Chị Hạnh lấy một cái rồi. Rồi cái này là khẩu trang nó có hai loại. Một cái loại như vậy nè. Là để cho người ta á, là thường thường á, là bên nước ngoài người ta hay xài cái này nè mấy chị. Với lại trong bệnh viện bác sĩ hay xài. Để chi biết không? Để cho nó có cái thông khí này nè. Ở trong á, thông để cho mình thở được mấy chị. Rất là dễ chịu nguyên một ngày luôn. Xanh lớn đâu có đâu. Xanh lớn là gì? Áo nam hết rồi nha. Áo nam lon không còn. Rồi nha, cái này thì lon chốt hai cái là 15 ngàn đồng. Mấy chị mua một hộp như 10 cái 70 ngàn đồng. 10 cái một hộp 70 ngàn đồng. Mấy chị lên hai khẩu trang xịn hay là một hộp khẩu trang xịn thì bấm cho em. Cái này là hiếm hàng lắm mấy chị. Cái này mua không có đâu nha. Cái này mua không có đâu, giặt lại được luôn. Giặt lại xài được luôn. Nhưng mà đeo vô nó kín lắm mấy chị ơi, mà nó rất là dễ chịu. Nó có cái này nè mấy chị, thở dễ lắm, giống như mình thở oxy râu vậy đó. Mát mát, lạnh lạnh, thoải mái lắm. Chứ không giống như khẩu trang kia. Cho nên những cái hàng này là đạt tiêu chuẩn xuất châu Âu, nó mắc tiền nha mấy chị. Rồi cái này thì em sale cho mấy chị là 15 ngàn đồng hai cái khẩu trang để em kèm đơn vô. Còn mấy chị nào mua một hộp thì 70 ngàn nha. Cái này không có hàng đâu. Không có hàng đâu. Cái này mắc tiền lắm mấy chị nha. Em bán lẻ chứ người ta không bán lẻ nữa. Người ta không có bán lẻ đâu á. Rồi khẩu trang này là khẩu trang 5D. Em bán một hộp 10 cái như vậy là 35 ngàn đồng. Chị Nhị lấy một hộp khẩu trang xịn. Ok chị. Cái này lên cho lon mã 5D mi lụm mi. Cái này 5D nha. Cái này thường thường là 4D nhưng cái này là 5D. Cái hũ cái trang này nó mắc hơn khẩu trang bình thường nha mấy chị. Cái này là khẩu trang 5D. Thì nó là luôn một cái lớp để chống Covid. Cho nên nó mắc tiền 35 ngàn hộp. Đó. Phạm Nhi Bảo nói áo ngực da mà dao đen không vậy? Mua áo ngực đỏ và da mà dao đen với da kìa. Bắt đền nha. Chắc là hết đó chị ơi. Mà thôi mặc đỡ giùm em đi nha. Bữa sau về bù cho. Tại vì khẩu trang áo ngực nhà lon hết hoài à. Đó, mới về hồi chiều hôm qua mà giờ muốn hết rồi đó. Chị em ơi, mấy chị mua áo ngực thì 34 đến 40. 34 chơi đến 40 mấy chị comment cho em áo ngực cộng size nha. 34, 36, 38 em có đăng rồi đó. Là 30, 80 ngàn. 34, 36, 38, 40 luôn. Hôm nay có size 40 luôn. Rồi khẩu trang này là 35 ngàn hộp. Mua 3 hộp 100 ngàn.
Khẩu trang 5D nha mấy chị. Khẩu trang này là giặt lại được nha mấy chị. Khẩu trang này nhà em toàn là giặt lại không à, chứ em không có bỏ đâu nha. Thường thường người ta đi làm á thì người ta xài khẩu trang xịn này, rồi người ta mua một cái loại khẩu trang rẻ tiền mà khoảng 20-30 ngàn hộp 50 cái đó mấy chị. Rồi mình mua cái đó để mình bọc một lớp ở ngoài. Khi mà mình chạy xe Honda ngoài đường á, tới nơi làm việc mình lột cái khẩu trang rẻ tiền mình quăng vô đi, thùng rác đi. Rồi mình giữ cái khẩu trang xịn này lại, mình đi làm xong về mấy ngày sau mình gom lại mình giặt một lần. Nha mấy chị, mình giặt mình phơi nắng là chết vi trùng. Mà mình xài chứ đừng có bỏ nha mấy chị, hàng xịn nha. Tại vì em là như vậy không đó mấy chị, chứ em có bỏ đâu nha. Trời ơi, khẩu trang này là mà bỏ gì. Mấy chị giặt lại mấy chị xài còn ngon nữa, mềm êm lắm. Cho nên là không có bỏ. Giá của nó là 35 ngàn một hộp 10 cái, mua 3 hộp là 100 ngàn đồng nha. Nên giùm em đi, khẩu trang nào cũng được. Rồi em xin tặng cái áo thái này cho mấy chị, 69 còn 59 đi. Hồi cho khăn Nhật like tặng đi. Khăn bếp của Nhật em like tặng cho mấy chị 40 ngàn chục. Mà mua 20 khăn 50 ngàn luôn. Bữa nay vừa bán vừa tặng 20 khăn bếp 50 ngàn. Để đâu rồi ta? Bé Nhí có mẫu đâu? Ở đây em có mẫu. Ừ, khăn bếp á. Nè mấy chị ơi, này là 35 đến 55 60 ký được luôn. Rồi Long tặng cho 59 ngàn cái con áo thái trắng. Hồi nãy ai hụt nè. Đẹp quá trời. Rồi lụa xanh giùm mấy Long nha. Lụa xanh giùm mấy Long nha mấy chị ơi. Cái này là người ta bán 129 ngàn đồng quần dài nè. Form này thì từ 40 đến 55 ký vừa nha. Nè mấy chị nhìn cái vải nhà em cầm nè. Mấy chị ghiền chưa? Nè mấy chị coi cái quần nè. Trời ơi. Nè ghiền chưa? Ghiền chưa mấy chế ơi? Nè mấy chị coi cái chất hàng nhà em cầm nè. Lụa Latin nha mấy chị. Hôm nay 95. Hôm nay em hạ 95 cho mấy chị mua cho hết hàng luôn rồi. Đó, đẹp xỉu xìu xìu. Từ 40 cho đến 55 ký mặt đẹp. Cái này em bữa lần mặt online rồi hết rồi. Mà em không có like 95 đâu nha. Hôm nay đâu hạ đó. Trời ơi mấy chị bận bộ đồ nè. Ôi. Đẹp xỉu luôn. Áo gì ghế, áo khoác chị. Để em cầm lên đó. Rồi đây nha, 95 ngàn đồng lên cho Loan lụa xanh 55 quay đầu. Chỗ kênh Nana nha. Cái này khẩu trang này cũng ok lắm. Mà cái dòng khẩu trang này thì cao cấp rồi. Cái này mấy chị xài mấy chị cảm nhận đi, mua 2 cái thôi. Rồi mấy chị sẽ thấy giống như mình thở oxy vậy đó, nhẹ hêu cái mặt mình mát 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 mát. Giống như cái lúc mà mình đi bệnh viện mà mình nhập viện mà mình thở không được rồi đó, là cấp cứu rồi đó. Người ta cho cái oxy râu vô cái nghe khỏe liền. Thì ý em nói ở đây là một ngày bắt buộc mình phải đeo khẩu trang. Dù mình đi làm mình vẫn đeo khẩu trang, mà bây giờ là dịch là bắt buộc luôn. Mấy chị thấy hồi đó đi ra ngoài đường là đeo khẩu trang vô trong rồi, đâu có đeo đâu đúng không? Mà bây giờ mình đi làm nè, mình đi học nè, mình đi buôn bán ra ngoài nè, là buộc đeo khẩu trang 24/24 trừ khi ngủ rồi. Mà mấy chị thấy đó, mà đeo khẩu trang xịn này thì mấy chị mới thấy là giống như tôi đang thở oxy. Nó êm, nó mát mát mát, nó có lỗ không khí. Lỗ không khí ở đây nè mấy chị. Bởi giờ đó em nhìn vô bác sĩ đeo cái này nè, em không biết ủa cái cục đây để làm gì. Nhưng mà bây giờ em về em trải nghiệm em mới biết là cái khẩu trang này là công dụng như thế nào. Cho nên ở ngoài thị trường ít có ai bán loại này, nó mắc gần chết. Đó, nó mắc gần chết chứ không phải là cái gì, mắc ai bán chi. Người ta đâu có bán, người ta bán lỗi 12 ngàn đồng 5 cái, 10 ngàn đồng 5 cái cho mấy chị xài ngoài đường vậy thôi, rồi xài xong rồi bỏ. Chứ người ta đâu có mua hàng xịn giống như em. Em là bán cái gì là phải chất lượng cái đó. Chứ em không, em là thử trước. Giống như khẩu trang á, bên công ty nó chào em ha, là có thương hiệu đàng hoàng, hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Rồi ha, phải chất lượng như thế nào thì em mới bán. Chứ khẩu trang mà đâu có tàu lao mà đem ra bán mà nói về cái mắt thì không có. Mình phải trải nghiệm, mình thấy ok mình mới mời khách được. Bởi vì em là nghề của em quần áo chứ em có bán cái gì trơn á. Cái khác là em bán tầm bậy tầm bạ là mất mối hết. Em đâu có điên, đúng không? Em bán khẩu trang là phải xịn em mới bán. Đó, biết bao nhiêu loại mà em chọn loại nào ok. Tại nhiều khi người ta ăn hình vậy thôi chứ mấy chị mua về xài có được. Nó mỏng dánh hả? Cái này là 4 lớp, 5 lớp chống khuẩn đàng hoàng, nó mới xịn. Nó dày dặn, giặt rồi nó mềm ra chứ không phải giặt rồi giục luôn. Thiệt. Nguyễn Dung có nha. Đó. Chị Nguyễn Thu Phượng đổi lại số 4 hả? Vậy bây giờ đưa cái bộ số 5 quay lại đi. Đưa số 4 vô mà đưa bông khác cho chị Thuận đi. Đưa số 4 đi. Rồi đưa bộ số 5 lại bán người khác. Ừ. Rồi đưa số 4 ra cho chị Phụng cha, mẹ hả? Mẹ lấy bông này đi, có số 4 không? Rồi chị Phụng xả bộ này. Ai lấy to xả 100 ngàn hết hàng. 65 kg dừa, 65 kg dừa.
Nè giữ cái phiếu chị Phụng lại đi con, để khỏi bấm. Đổi cái phiếu, đợi để cái phiếu lại. Ủa lụa đâu mà? Lụa là 95 ngàn đồng. Lụa mấy người? Rồi ton ton xả nè mọi người ơi, 65 kg dừa. Ai lấy ton xả lên 100 ngàn. 65 kg dừa cao ráo 70 kg. 65 kg dừa cao ráo 70 kg. Để cho đưa chị Phụng. 65 kg dừa cao ráo 70 kg hoặc là 60 kg cũng ok nha, tại vì ton mà mình phải trừ hao cho nó thoải mái ngồi lên ngồi xuống mấy chị. Đừng có mặc vô dừa chí mí xong rồi mình giặt nó nhót. Bộ ton dù có 400-500 ngàn nó vẫn nhót nha, tại cái dòng ton là như vậy. Chứ không phải là ton là phải trừ hao về bận rộng mà giặt nước là ok rồi đó. Nó phải nhót nha, với lại mình ngồi lên ngồi xuống mát mẻ thoải mái. Chứ không phải như thun mà ôm vô nha mấy chị. Cho nên là lưu ý ton lúc nào cũng vậy, em trừ hao cho mấy chị. Ton này 75 kg cũng vừa nữa nhưng mà Long nói 65 thôi, để cho trừ hao nha. Rồi ton xịn có một bộ. Rồi ton lỡ nè, ton này là bông bi. Bông bi có một bộ. Cái này chị Phụng lấy không? Chị Phụng lấy là ton bi, em để lại ton bông bi nè. Bông rơi rơi nè, em để lại. Còn cái này là bông vàng. Cái này là bông xanh nè, lấy hết không? Số 4 nè. Số 4 ngay size mẹ nè. Là 60 kg nha. Ton xả cho đẹp xinh. Nè chị ơi, chị lấy hết thì chị báo nha chị Phụng ơi. Nguyệt Anh bộ thun quần dài khòn không có chị ơi, chờ em xíu nha. Có luôn. Rồi bông vàng, cái này thì em cầm cho là 60 kg nha. 60 quay đầu. Em chốt rồi chị Liên Mỹ Huệ ơi. Của chị là có rồi chị ơi. Cái này là em đưa lên cho chị Phụng coi. Số 4 là vàng nè, số 4 bông bi nè. Ly cà tím em có 3 lỗ không? Có 3 lỗ không? Có, nguyện qua like rồi. Giờ hết rồi, giờ có dây em đang mặc nè, 50 ngàn. Rồi bông này là bông xanh, bông bi, bông vàng. Bông xanh, bông bi, bông vàng 100 ngàn đồng 60 kg. Chị ơi chị trả lời em đi chị, để người ta lên là buộc á. Chị Phụng ơi, bông bi nè, màu nào cũng đẹp hết. Bởi vậy người ta cứ kêu là lấy cho mình 5 bộ dài, 5 bộ lửng 60 kg. 5 bộ dài, 5 bộ lửng 65 kg là lo lấy thôi. Mấy chị khỏi cần phải đi lên đây lựa. Em lựa đẹp qua hậu cho mấy chị. Còn nhiều bông rất là đẹp đó. Chị Hồng ông ta to nhỏ, dài nhỏ thì chị lấy mấy bộ em lấy cho. Là bông như vậy nè, chứ em không có lên. Tại vì nằm bên kho rồi. Nó cỡ 50 bông làm sao em lên được chị. Đó, chị không lấy là em like người khác nha. Rồi bông bi. Rồi bông này là bông bi. Rồi bông bi, còn cái này là bông vàng 100 ngàn đồng. Một bộ duy nhất nha mấy chị, này đứt rồi. Chị Hồng Ân cứ việc nói em là lấy mấy bộ em lựa đẹp cho. Nó như vậy nè, nó tựa vậy nè. Mà toàn là đẹp không à chị ơi, không có bông nào chê được. Chị thấy bông này đẹp hồi chị thấy bông kia đẹp nữa. Thành ra là em không có like. Chị lấy quần dài mà size nhỏ nhất thì em lấy 5 bộ, 3 bộ cho. Rồi cái này là chốt bông xanh nha mấy chị em ơi, 100 ngàn. Bông xanh cho Nguyệt Thu Phụng là này. Rồi thiếu rồi, xong. Rồi em đang nói khăn Nhật nè mấy chị. Khăn này để cho mấy chị lau bếp, lau tủ lạnh, lau xe hơi, lau xe đạp, lau xe Honda, lau kiến, lau gì lau, nó thấm hút ghê hồn lắm. Mấy chị thấy không, cứ là uống cà phê, uống nước gì mấy chị để trên bàn nè, thấm hút ngon lành luôn. Mà quan trọng nhất là khi mấy chị xài á, xong rồi mấy chị giặt vậy nè, giặt khô cái y như là mới về. Chứ không phải là đùi dẻ đâu nha, cho nên là khăn này xịn lắm mấy chị. Em chốt cho mấy chị 10 khăn 40 ngàn phải không? Em chốt 20 khăn 50 ngàn. Xả sữa tắm cho em nghe. Kim Huệ, Kim Huệ có sữa tắm không? Có xả sữa tắm. Ai biết? Ừ. Chị ơi, chị xả là em like người khác nha. Sữa tắm nhà hôm nay nhà em không còn đâu nha. Ừ. Xanh giống bộ 65 kg hồi nãy không còn. Trời ơi, chị không lấy là thôi luôn nha. Nãy lúc nãy đưa lên là chị không chịu lấy, bây giờ ta lấy rồi chị đòi. Hết rồi mấy chị. Rồi xong. Khăn này là 20 khăn 50 ngàn tặng ngày hôm nay. Rồi cái này là 200 mấy một cái nè, 60 kg vừa nè. Em còn sót một. Sót một cái duy nhất. Sale 60 ngàn ai trước được. Nhanh tay giùm Long nha mấy chị. Tặng cho mấy chị luôn. Áo này mấy trăm. Má ơi My ơi, mấy trăm ngàn cái áo này. Áo khoác dài nha. 60 kg vừa. Em còn sót một con duy nhất nha. Cái này là 60 ngàn. Em có cái áo thái xanh dành cho con nít á. Cái này bữa dành nè, nản ghê.
Nè mấy chị ơi, dành cho con nít là 30kg nha. Đây nha, để đưa đây tao like cho nhớ ơi. Rồi người lớn thì 50kg, con nít 30kg, dễ thương áo thái nè. Rồi Loan tặng 39.000 đồng ghét. Nè, bữa Loan like 59 nè, giờ xả là 39 tặng. Đây nha. Rồi cái này có người xả em tặng cho mấy chị nè. Mấy chị ơi, chị Huệ xả nước hoa, có ai lấy thì lên mã giùm em nước hoa coco. Cái này em bữa Loan like 95.000 đồng. Sữa tắm nước hoa nha, hôm nay Loan tặng 50.000, lẹ nha mấy chị, hết rồi, đứt hàng rồi mấy chị ơi, đi mua nữa không được. Mấy chị ơi nhìn kỹ nước hoa sữa tắm nhà em nha, mấy chị nhìn kỹ sữa tắm nhà em nha, nó đậm đặc như thế này, mấy chị thấy nó chạy như mật ong nè, nó chạy 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 như mật ong nè, mấy chị thấy không, sữa tắm coco nè. Còn nếu mấy chị mua chỗ khác thì như nước lạnh luôn, cho nên là mấy chị biết phân biệt không, đậm đặc luôn á, 50.000. Tại vì cái này qua Loan like xả rồi, hết rồi nha. Cái này có người xả nha mấy chị, 50.000 chai, 50.000 chai sữa tắm coco, sữa tắm nước hoa coco Chanel, sữa tắm nước hoa coco Chanel 50.000. Ủa chị bấm áo là áo gì, cái áo trắng chưa bán kìa. À vậy hả? Ừ. Rồi còn cái này á, sữa tắm cho ai kìa. Rồi. Rồi đây mấy chị, cái này là sữa tắm Cham. Thì á có sữa tắm này á. Nè, cái này là Cham nha, bấm chữ Cham cho em đi. Áo 39 bán rồi ha. Rồi cái này là Cham nha mấy chị. Cái này là một chai sữa tắm cộng một chai nước hoa mini, em tặng cho mấy chị 110. Đó là hết rồi nha, không còn đâu theo. Rồi mấy chị bấm đi. Rồi bộ cái này là cái đầm 200 mấy nè, Trúc Linh có mua lẹ nha gái. Đầm công chúa ngủ trong rừng tay phòng. 200 mấy một cái hàng ăn đông. 55kg vừa nha mấy chị. Khi mấy chị mặc vô người ốm mấy chị phối cộng dây, cột cộng dây cộng eo nè. Người ốm mấy chị cột eo đây tay phòng. Em tặng 100.000 đứt hàng. Yến Hương không em ấy hả? Khách mới. Ngày qua quá chị người dành. Em sót của cái này dữ lắm á mấy chị. Em sót của dữ lắm mấy chị. Nguyễn Dung có sữa tắm 100.000. Không lẽ khách mới không bán chứ bực ghê. Không nghe máy gì bây giờ quay sẵn. Trong khi ngày em qua quá chị người dành. Thiệt lòng. Em nói thiệt lòng mấy chị á, nhận cái đầm đó đi rồi biết nó đẹp trời ơi luôn. Nè bộ này đẹp lắm nè mấy chị ơi, bộ này có một bộ rồi nha. Bộ này lụa manh gồ. Mấy chị ơi, cái này là Cham nha, nếu lấy cái này là sữa tắm 101. Một chai nước hoa với một chai sữa tắm Cham. Cái đó là Cham nha, ủa mà Cham còn nhé. Rồi chơi cái này là lên cho Loan beo đi. Beo này dành cho người 65kg quay đầu. Là bộ này đứt rồi nha, 139 nhớ không? 109. 65kg dừa và Mỹ thì chút mai thôi, kia bà bấm bộ này. Nhất cái nách luôn, 65kg quay về. Khoảng 58 trở lên mới đẹp nha. Mấy chị, khoảng 58 trở lên mới đẹp, 65 quay đầu cho em. Chứ bây giờ bộ bự này ít có hàng lắm. Rồi chị Nguyễn Đăng Pha rồi, 109 hả? Em ghét lắm mấy chị, bữa sau mấy chị nhìn nè. Những trong đây là những cái hàng người ta dành giật trên like nè mới có, rồi bây giờ xả em ghét. Rồi em tặng cho chị em mình là cái quần này 50.000 cái hả? Ờ một bộ à. 50.000 cái em tặng cái nữa đi. Rồi cái quần này nè. Em bán 50 là rẻ, người ta bán 8-90 á. Rồi em tặng thêm cái 50.000 là hai cái luôn. Rồi lên cho Loan quần đầm ren 50.000 hai cái luôn. 50.000 quần đầm ren nha, quần ren cũng được. Rồi bộ này nè, cái này 130 nè. Chưa bao giờ bán ai bớt 1.000 đồng, có người xả nè. 85.000 đồng. Thôi Loan bán cho mấy chị 79.000 đồng. Chơi lớn một ngày đi. Rồi bộ này là von nha mấy chị ơi. Von nha mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn vải nè. Ôi ôi, mấy chị nhìn vải, mấy chị nhìn hình nè. Rồi 79.000 đồng chơi lớn không? 7 quyền cái quần đầm. Rồi chốt. 79.000 đồng bộ này lẹ nha. Đeo hết rồi chị Lan. Rồi bộ này 79.000 đồng lên cho Loan số 2. Rồi tặng luôn hai người rồi xong nha. Cái này em lỗ biết bao nhiêu nè. Tiếc của em để hoài luôn mấy chị nhìn. Mấy chị thấy mê không mấy chị? Mấy chị thấy mê không? Rồi mã số 2 79.000 đồng mấy chị ơi, bấm nha. Ời ơi bộ này hết ngày hôm qua lận. Bán tặng 85 thôi, đứt hàng luôn. Đó. Đây nha mấy chị. Đó, đẹp xỉu luôn nha mấy chị. Đây nha. Nè, 60kg vừa luôn mấy chị ơi. Đó. 60kg vừa Loan sale 85, bộ này đứt luôn rồi. Số 2 ai? Mỹ Quyền có số 2. Rồi hết luôn đi. Rồi.
Rồi cho Long xin 85.000 bộ vàng. 85.000 bộ vàng. 85.000 bộ vàng, ren hết rồi. Rồi cái đầm này em bữa là 129, lon sale 99. Lon tặng 79 luôn cho Đức luôn, một người có nha. Ok chị. Nè, mấy này 50 đến 75 kg mặt đẹp nha. 50 đến 75 kg đẹp nha. Rồi 79 của không, cái đó 85. 79 quà. Mỹ Quyền có bộ vàng. Mỹ Quyền có bộ vàng 85. Rồi cái đầm này tặng 79 nè. Đầm 79 tặng nè. Ủa bán cho 79 luôn nhờ. Chết rồi. Quần lót này còn 20 nè, có tên nè. Rồi lót nha mấy chị ơi, bấm lót đi, còn 20. Lót này 60 kg vừa. Cái bộ đó đứt luôn hả mi? Cái bộ mà vàng á. Tức rồi. Hỏi hờ thôi, lại mi thấy không? Rồi mà chị em ơi, bộ đó hết rồi. Đầm 79. Đầm 79 còn sót lại cái. Rồi mấy chị ơi, quần lót ren 60 kg quay về đẹp xỉu xìu siêu luôn. Chị Mỹ Quyền có đầm. Đây mấy chị nhìn nè. Chốt nha. Đây nha mấy chị nhìn nè. Rồi, lên cho Lon lót đi, Lon còn 20, Lon bán cho mấy chị 85.000 đồng. 10 cái quần lót luôn. 10 quần lót mà 85.000 đồng nha, còn 20. 10 quần lót luôn mấy chị. Trong đây có ai mà 75kg không, mua lót xịn mặt nha. Cái này thì em bán 400.000 chục. 400.000 chục nhưng mà bán lẻ 65.000 một cái. Cái này đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Trong đây có ai mà 60 đến 70kg thì mua nha. Lên cho Lon mã 5 lót xịn đi. Mấy chị nhìn nè, mê hồn không mấy chị. Này trẻ trẻ mặt nha. 5 lót xịn giùm em. Lên mã giùm em 5 lót xịn nha. Đừng bấm 5 lót nha. 200.000 năm cái hôm nay Lon để cho mấy chị luôn. Bây giờ mấy lóc mày. Đó đó, được mấy lóc. Tặng cho mấy chị 150 hôm nay. Em tặng cho mấy chị 150 hôm nay. Rồi 5 cái quần lót. Ủa toàn là màu đẹp không à trời. Toàn là màu đẹp không. Có quần hả chị? Ủa trời, tôi nhắn bà nãy giờ. Trời ơi, tôi kêu bà lên mở hàng tôi đi. Cái quần này bà mê luôn. Giờ tôi đang mặc nè. Tôi đang mặc nè là giá 65.000 mà đẹp lắm. Mi ơi, lên quần lại cho chị Hiền coi. Tôi bán muốn hết. Rồi quần lót này hôm nay tặng luôn 550 5 cái. Đây Hiền ơi, đây đây. Nè, giờ Lon lên cho Hiền coi quần vàng nha. Quần này không phải là ton lụa mà bận đi rồi mê hơn quần lụa bằng ton luôn. Xin lại số chị ơi. Bé bo lót 5 cái. 5 cái 79 còn. Bé cái mẫu mới về ngày hôm qua, cái hộp ngày hôm qua làm đâu rồi? Cái gì? Lót 85 chắc còn. Anh Bill đi lót cái. Mình có lót 85, chị Ngân Nguyễn Thanh có. Nè. Hạ luôn rồi. Quần này lên cho Lon thổ cẩm vàng 65.000 đồng, cứ 45 đến 60 kg mặt đẹp. 45 đến 60 kg mặt đẹp cho Lon nha. Mấy chị mặc vô vậy nè, với áo crop top mới đẹp nha. À, chị Như Băng lấy 10 quần lót xịn luôn. Đây nha mấy chị. Đẹp xỉu chưa? À, mê ha. Rồi quần vàng cho Nguyễn Lan 65.000. Quần đỏ 65.000 đồng. Cái này lên áo crop top màu trắng màu đen là ok nha mấy chị. Áo dây, áo dây ba lỗ crop top có tay rồi, áo tay dài cũng đẹp luôn. Rồi mấy chị mua cái quần bận rất là nhiều áo nha. À, chị Nguyễn Lan ơi, cái này em chốt 60 kg quay về nha chị ơi. Còn 62 kg thì mét 6 trở lên, 62 thì được. Quần lót còn không Nana, còn trời mua thì bấm đi em. Lót 79 nha bé bo. Dạ nè nè, bé bo là quần lót 79 nha chăm. Ừ con biết rồi ha, sẵn like 7 lót 79 đi mi. Rồi nó 79 nằm đâu rồi, mới đây nè. Rồi mã này là quần đỏ
Cái này là quần tím. Quần tím đẹp nè mấy chị. Ủa cái này đẹp nè Hiền. Ôi ơi. Ôi ơi. Cho em quần vàng Nguyễn Lan. Quần vàng rồi hả? Ừ. Rồi quần này là quần tím 65.000. Cam sữa, quần cam sữa 65.000 đồng. Mấy chị ơi 45 đến 60 kg nha. Quần này là ở sao là nó có chung thun á, cho nên cũng dễ bận lắm, mình mập lên mình ốm mình cũng bận được. Mấy chị nhìn nè, đó. Nè mấy chị nhìn nè. Đó, nhìn nè, chất lượng không? Cho nên người nào mập ốm gì cũng vô hết trơn á mấy chị. Nó sướng ở cái chỗ là ví dụ như mình bận nè. Đó, chị thấy không? Nó không có khuyết cái người. Trời ơi, bận người nào bận cũng được hết trơn. Rồi lên cho lon cam sữa, ghiền không? Dạ ok, hồng tươi có nha. Rồi. Nà có lót 79. Ủa nà nà chưa có thấy lót 79 mà mua cái gì? Chưa có thấy lót 79 nha gái. Lót 79 là đây nè, lon đăng hình nè. Lót 79 là hàng xịn nè, nhìn nè. Một cái quần lót 79.000 đồng từ 45 đến 60 kg. Nè nhìn kỹ nó mai hai đáy nè. Lấy em hai quần Thảo Thanh, ok. Là hai quần đó đi. Nè cam sữa nè, cam sữa thổ cẩm là chốt không? 65.000 đồng, sắp hết rồi. Quần này nãy lon lai rồi là giờ đâu còn nữa đâu. Nãy giờ người nào cũng mua mấy cái hết trơn á. Áo nam, áo xanh 39 liễu trần là gì? Chị nói gì? Chị liễu trần bông vàng. Chị liễu trần bông vàng là nãy giờ đâu có bông vàng. Là cam sữa hả chị liễu trần? Tím với kem hả là gì? Tím đó, tím đó. Ừ, kem là gì? Nãy giờ có lâu đâu nói kem đâu. Bây giờ em lấy đại cho chị nha chị, chứ cái giống nhau lắm. Kem sữa, cam sữa, chắc cam sữa đó mẹ ơi. Chắc chỉ nói cam sữa đó. Rồi quần xanh. Mấy chị bấm giùm em nha. Kêu đi chốt quần cho xong đi con. Ôm quần đi chốt lần lần đi con, để lát đi công chuyện không có ai chốt đâu. Quần đó ra đi đi. Rồi lên cho lon quần xanh. Lên cho lon quần xanh. Lên cho lon quần xanh. Lên cho lon quần xanh nó cũng giống nhau vậy đó. Rồi quần lót 79 là đây nha. Ồ vậy hả? Nè, giờ 79 là em có mua thì em bấm nha. Nha 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 gái ơi, 60 kg quay đầu. 48 đổ lên, cái này thì hơi bị đẹp. Thì cái này là cái quần này cực kỳ mịn luôn mấy chị yêu nha. Nè mấy chị nhìn hàng của nhà Lon nè. Trời ơi nó mịn lắm nha. Phương Nga có quần đỏ. Dạ cô Phương Nga màu đỏ. Rồi 79.000 đồng mấy chị ơi, quần này là không có bán 79 đâu nha. 79.000 đồng có mười mấy ngàn đồng một cái quần à, đẻ đó. Thiệt. Bộ này hết rồi sale nè. Bộ này là 130 đâu sale 90 nha. Đó. Đây nha mấy chị. Đó, đây nha mấy chị, nhìn nè. Đó. Rồi lên cho lon 90 nha mấy chị nha. Đó. Đây nha. Kẹt tiền thì nói người ta xin người ta cho chứ đâu mà sao nói hoài, không ai trả lời nó hoài. Ví dụ mình có kẹt tiền thì mình nói người ta một tiếng người ta cho cũng được. Chứ đâu mà. Đây nha. Phúc Lộc Phạm Thị có lót 79. Đâu mà vô mà ăn no rồi vô phé. 90 là cái này có một. Cần bao nhiêu tiền tôi cho nè. Đâu mà vô nói cái chuyện từ lâu. Ăn ở không rồi phả. Chị Hiền có lót 79. Đúng rồi chị ơi. Đây nha, bộ này là bộ Thái nè mấy chị. Như ba có lót 79. Cái này là bữa Lon bán rồi. Là khoảng 58kg, 60kg cũng vừa. Thí dụ cao là 60kg, lùn 50-55. Bộ Thái này là màu rêu nha, có người xả nè. Tặng 85.000 một người. Em nói trước là đẹp xỉu luôn. Hồi nãy ai hỏi lon bộ dài, lon chờ, lon xíu nha. Cái bộ đồ này là 140 nè. Hôm qua lấy cho cái chị kia coi còn nhiêu cây à. Hôm nay lon tặng 100. Đó, nha. Đây nha. Rồi áo thái hồng, áo thái cam được 2 cái nha. Dạ cảm ơn chị Ngọc Hân, mới nhận luôn hả? Rồi thái cam, thái hồng, ai lấy hết không? Được 2 con nè. Xuân
quỳnh có ló 79. Thái cam, thái hồng. Thái cam, thái hồng. Thái cam, thái hồng. Thái cam, thái hồng. Cái này cà rốt nè. Thái cam, thái hồng. 59 thôi mấy chế. À, lấy hộp lót xương quỳnh. Ok. Đây nha. Ủa chị Phát Minh 85 là cái gì ta? Chị Phát Minh ơi, chị bấm tâm là... Là bộ gì ạ? À? À, bộ rêu ha. Bộ rêu có một à chị. Thành thông cảm nha. Bây giờ chị coi tiếp đi là em lên nữa nè. Rồi, mấy chị ơi, 59 thái cam, thái hồng tặng luôn. Cái này. Có thái hồng. Đó, bấm đi mấy chị. Cái này đứt hàng rồi, sale tặng một bộ. Cái bộ đồ này á, dễ thương lắm, mặc nhà, mặc ngủ nha mấy chị, dễ thương lắm, gấm. Có nha chị, áo ngực 80 nha chị. Rồi, 60kg trở lại vừa, 40kg trở lên nha. Cái bộ này thì mặc ở nhà đi, cái quần tới công chuyện không, thấy thương lắm. Rồi, sale tặng cho mấy chị 99, còn 69, chị lớn mà. Này muốn mặc tới đâu mặc vậy đó nha, muốn mặc tới đâu mặc. Rồi 69 nha Chanh, ghi 69 đi quên là tặng đó hết rồi. Rồi nè em lên bộ này cho mấy chị nhìn nè, 140 bán 100 thôi, bộ thái 55kg vừa nha. Nè bộ này em bữa nhiều người dành nè, nó 140 bán 100 luôn, bộ thái xịn. Bộ này em chốt 40-55kg vừa nha. Cái này là chốt linh đâu rồi, mua lẹ nha. Cái này em chốt kỹ nha, 40-55kg vừa thoải mái luôn. Cái Trâm ơi, cái bộ đó dự bị thêm đi, ta không chắc còn không Trâm. Ừ. Chị Xuân Huỳnh có bộ 69. Lỡ mà không có im luôn nha. Còn có là chắc là phải có thôi, nằm bên kho rồi. Tại cái bộ đó ai xả ra dư. Em không chắc nhưng mà nếu còn em lạc lấy cho mấy chị. Rồi đây nha, bộ thái bộ 142kg vừa. Trời ơi, ngày qua bé kia 44kg mặt nè. Nó lấy 2-3 bộ luôn á, nè lấy ra cho nó đó. Cái bộ đồ này nè không có bán 100 đâu. Cho nên là hên là mua được bộ này rất là rẻ nha, bởi vì hàng xịn đó. Rồi bộ này sale vàng 100 mấy chị đẹp ơi. Trúc Linh đâu, bộ này đẹp lắm. Vàng 100, xanh non 100, xanh rêu 100, xanh dương 100, hồng 100, ruốc 100. Ủa ruốc là hồng á. Trời ơi, đẹp nhất cái nắp. Đẹp nhất cái nắp. Đây nha mấy chị, đẹp xỉu luôn mấy chị. Chị Nana có về. Rồi bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Và xanh non nè, xanh dương nè. Trời ơi, dạng trăm hết. Thảo Thanh áo rớp tớp không lon. Chị còn chị ơi, chờ em xíu nha. Cái bịch nào còn rớp tớp nè, áo xuất khẩu á. Thái Hồng cho chị Diễm Quỳnh. Được hai bộ thái nè. Thái Hồng, Diễm Quỳnh. Rồi nó còn bộ hồng ruốc nè, xanh đậm Nguyệt Anh là cái này nè. Chị Nguyệt Anh lấy này nè. Đầu cô te thôi hả? Nè con, Nguyệt Anh lấy cái này nè. Rồi, nó còn màu hồng ruốc. Hồng ruốc nè. Rồi riêu nè, riêu đẹp nè. Rồi đen nè với da bò. Đen với da bò 100 ngàn. Thì cái này cũng cô te vậy. Cái này cũng cô te vậy gái. Cái này 140 bán 100 đó. Mấy bà, tôi nhập hồi trước dịch mắt muốn chết. Nguyệt Anh hồng rút rồi, lên số gái ơi. Lên số gái ơi. Xanh lá hả? Ờ, Diễm Quỳnh không có xanh lá nha. Xanh có người rồi nha, Nguyệt Anh á. Diễm Quỳnh là màu gì? Màu rút. Ừ. Nguyệt Anh hồng rút hả? Nguyệt Anh rút nữa kìa. Đúng không? Nguyệt Anh rút nữa nè. Chị nghe, lấy mấy bộ. Không có vàng, không có hồng luôn. Bây giờ còn xanh non, đen, rêu, da bò. Đen Nguyệt Anh lấy luôn rồi. Thôi đen không được, màu rêu đi, màu rêu vào da bò, hai màu này đẹp nè. Thiệt luôn á. Ừ, đẹp thiệt nè. Da bò nè, rồi màu rêu nè. Đã kêu lấy đen là người ta lấy rồi. Rồi da bò với lại màu rêu đi, không màu này không có già đâu nha, nha Kiều Oanh. Chị Long nói thiệt luôn á, nè, cái bộ này không có già đâu. Diễm Quỳnh không có xanh dương nha, xanh dương có chị gì lấy rồi. Nana da bò nữa là hết nè. Nguyệt Anh lên số chị Nguyệt Anh ơi. Rồi cái này là của chị Rồi xanh non, mấy chị. Xanh non, còn bộ xanh non. Nguyệt Anh lên số nha chị.
Rồi xanh non. Còn bộ xanh non nè, Diễm Quỳnh lấy xanh non đi. Người ta nói xanh non mà bà không nói xanh non. Hồi nãy người ta nói xanh dương, xanh rêu và xanh non. Cái bà bấm xanh lá rồi tôi lấy cái gì tôi đưa. Nó hiểu không? Thành ra là cái gì phải đúng mã, tôi nói gì màu gì bà bấm cái đó. Chứ bà bấm sai là ta lấy tầm bậy sao. Rồi nha, em trước gì đâu, em sao rồi. Nè, em nhạc dự bị đen cho Nana nha. Bây giờ chị kia không cho số là em dự bị cho Nana nha. Rồi nhanh giùm em xanh non lâu còn một. Vải đẹp. Rồi bộ này là bộ xịn hàng ăn đông 200 mấy nè. Em xem 100 ngàn, 60kg vừa. Bộ này hết rồi nha. Mấy chị nhìn cái hiệu nè. Nana sao gái? Nguyễn Anh trước nha. Trời ơi, chứ Nguyễn Anh là khách cũ, ở khách mới đó. Khách mới đó chứ không phải cũ đâu. Mà tự gì người ta trước mà mình phải trước. Còn nhà nãy Trâm có dự bị, lỡ không nghe máy lại nó đưa cho em đó. Có dự bị rồi. Là em lấy phiếu thứ hai chứ em đừng có lo. Không tự nhiên mà đi bán cho người mới, đi bán người cũ mới bán sao. Ha, tại Facebook nó vậy đó, người nào trước con để. Còn nếu mà lỡ chị đó nghe máy luôn đưa qua cho em nha. Giờ Loan còn dư một bộ xanh non, có ai mua giùm em không? Rồi lên cho Loan bộ xịn 160kg vừa. Mấy chị ơi, Loan được mấy cái quần xịn nè, hàng shop nè, các chị mua không? Loan có quần trắng, quần hồng, quần đen. Quần trắng, quần hồng, quần đen. Là cũ rồi mới. Xanh, xanh nào chị Phúc Lộc ơi? Cái bộ xịn là 100 với lại bộ xanh non, khoan nha. Nè mấy chị ơi, mấy chị còn nhớ quần này không? Không bấm được luôn. Trời ơi Ngọc Hân em, Loan còn bộ xanh. Ủa da bò chốt rồi mà. Hai da bò mà hai người. Coi lại đi. Kiều quanh chưa? Kiều quanh chưa? Trời rãng ghê. Thì má thảy số 2 bộ con chốt rồi. Like đi. Đâu ạ? Phúc Lộc là xịn đó. Ừ xịn rồi này. Ok chị. Quần đang mặc đưa đây cho em đi. Quần đang mặc 65 ngàn lấy thì bấm liền nha gái ơi. Ý Nhi ok. Nè quần đang mặc như vậy nè chị ơi. Rồi lên cho Loan quần xanh giá 65. Hết rồi nha. Quần xanh 65. Cái áo sau lưng Trâm á, áo crop top á. Còn sót được 5 cái quần lót nam nè. Trong đây ai lấy thì lấy nha. 50 ngàn. Đó. Em mấy chị nhìn nè, 5 cái quần lót nam như vậy 50 ngàn là giá niêm yết 36 hạng cái á. Còn sót à. Để má like đi. Má chưa like quần. Rồi quần này ai trước? Cái này 180 nha mấy chị, sale cho mấy 140 nha. Thảo biết rồi đó. Thảo biết hàng này rồi đó, 60kg quay về, 40kg trở lên. Yến Nhi trắng hồng 140 nhân 2. Nhí nhí, ngay chỗ đó đó, cái thùng đó đó có quần nó đưa ra đi. Rồi quần hồng có ai nữa không? Nè mấy chị ơi em bán 180 nè. Ai hồng? Nguyễn Nhung hồng. Thảo Lê hồng. Thảo Lê đen hồng. Là 140 nhân 2 cho Thảo Lê. 5 quần lót nam cho Hồng Đỗ kìa con, 50 ngàn. Hồng Đỗ nha. Rồi có cái quần này là quần chính tốt nha. Chị Huệ hoa kim lấy trắng hả chị? Dạ. Còn trắng không chứ? Còn cái đen nè em. Chị đưa hết vô đây đi, đưa hết vô đây. Rồi vậy hết trắng rồi. Nó còn hồng với đen. Rồi quần này là kêu nó là quần dài đi mấy chị. Mấy chị ơi em xả nha, chứ hàng này hàng mắc nè. Nè nó còn quần hồng với lại quần đen nè. Có ai lấy quần đen thì lên. Phụng Nguyễn Thị đen. Phụng Nguyễn Thị đen. 140 thôi. Quần ăn đông mấy chị ơi. Em vô 150 bán 180 đó. Mua vô 150 bán 180 đó. Kaki mà kaki xịn đó mấy chị nhìn. Nó có xẻ vê chỗ này đẹp lắm. Nó có xẻ vê chỗ này nè. 40-60kg mặt. Em lấy em mở một con em đớp hoài à. Quần này bận ngon lắm mấy chị ơi.
Quần này bạn ngon với lắm, kaki mà kaki xịn á. Rồi em sale vốn 140 cho mấy chị nha. Rồi còn đen với quần hồng là còn hai con. Ba con quần. Rồi còn cái quần này là quần dài nha. Quần dài nhưng mà cái quần này con trai cũng được nữa mấy chị. Nè em không có đưa vô được. Cái quần này là 230 nè, quần này chính tất nha. Con trai cũng được, quần baggy. Cái quần này dành cho người nào 50 cho đến 65 kg vẫn mặc được cho em nhé. 50 đến 65 kg vẫn mặc được cho em nha. Đó, cái quần này nè mấy chị. Tại vì cái quần này là dành cho người nào đít bự mà phái dạng baggy không bó vô người. Đó, hôm nay tặng 150. Mà chết rồi. Trời, quần sọt 140, quần dài 150 chết rồi, 230 rồi. Rồi thôi lỡ rồi. Rồi quần đen dài 150. Mấy chị ơi, chất lượng luôn mấy chị, nhìn 230 con. Chưa bao giờ em bán bậy vậy đâu, thiệt luôn á. Rồi, kệ đi. Kệ đi mấy chị nha. 150. Rồi quần kem 150, quần kem này trai gái gì cũng được, 150 luôn. Quần kem sữa đẹp lắm. Nè mấy chị nhìn nè. Mấy chị cho mấy chị coi nè, hồi nãy đen không có đưa được. Quần này là quần xịn nha mấy chị. Quần này em có đăng hình em bán 230. Rồi chị Mai lấy đen. Rồi còn cái nữa hết luôn nè. Còn cái kem. Ê, dự bị trang bi đi, tao về kho tao kiếm. Dự bị trang bi, bỏ phiếu vô trang bi. Rồi còn cái kem. Rồi, chốt đi. Bây giờ thằng Tèo nó không biết chỗ đâu. Rồi kem. Chị Nguyệt Anh nói gì con ơi? Dạ ok chị Nguyệt Anh nha. Chị Nguyệt Anh là khách cũ hả chị? Rồi kem bấm luôn đi Trâm ơi. Chị Trang Bi có kem sữa. Rồi bấm luôn đi, lát về kho kiếm. Chị Mai này mua quần của nhà Lon là cỡ chục cái rồi á. Con gái của chị 70 mấy ký mặc được đó mấy chị. Nghĩa là con gái nha. Còn người nào mà có gia đình có bụng rồi thì khoảng 60 mấy ký được. Quần kem nữa. Xuân Quỳnh có quần kem. Chị Mai có quần kem. Em còn sót một bộ này 60 ký nè. Ê có da bò nữa mấy bà. Da bò bởi chị Mai lấy mẫu rồi. Da bò nữa đi. Da bò đẹp lắm. Da bò giống như nâu đất vậy đó. Bấm da bò đi, quần da bò luôn đi. Em bỏ vô cho bận. Hôm nay Lon xả đồ cho mấy chị mua. Rồi nhập cao lắm mấy chế ơi. Bây giờ ăn đông nó nghỉ rồi. Em phải gom vốn lại đó mấy chị, thiệt luôn á. Lỗ đó, mua đi bận ngon lắm mấy chị. Cái quần này nè. Mấy chị bấm da bò luôn đi, ngày qua bán cho chị Nguyễn Thị Trúc Mai da bò rồi đó. Bán luôn cho mấy chị luôn da bò. Da bò đi, da bò nó nâu 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 đẹp lắm. Nó hơi da bò đó mấy chị. Giống như màu nu nu á, đẹp lắm. Đó. Chị Hoa Tuyết quần đen chưa? Nè cái bộ này là 60 kg vừa nè. Cái này là lụa hàng đó mấy chị. Ôi ôi nó đẹp vậy nè. Mấy chị ơi 125 em tặng mấy chị. Chưa. Chị Trang Bi báo lại áo ngực chị sai. Chị Trang Bi ơi. Chị Trang Bi ơi, chị Trang Bi nói 100 chốt nha Trang Bi ơi. Bà dặn tôi cũng như là ta nói chuyện với em quên hoài à, mệt quá. Nhiều khi em sót hàng của mấy chị là vậy á. Dạ. Ok Nana. Bộ này sale 69 nè, có một bộ à. Nè, hàng xịn của shop nè, em tặng luôn nè. Nhí nó đưa cho like luôn. Chơi lớn nha. Chơi lớn nha, cái đầm này nhất cái nách nào, Trúc Linh đâu. Em ơi, em ngồi săn hàng thì em phải lẹ nha em. Cái này là một cái zoom xịn 270.000, Lon tặng cho cả nhà mình 100.000 đồng. Nhất cái nách luôn hả? Bộ 69 hàng xuống đó có một bộ à. Nhất cái nách luôn, zoom này 54 kg giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, chị em mình là 54 kg quay về mua nha. Nè zoom này là hàng 270, hàng ăn đông đúng một zoom. Cho người nào nhanh tay em sale 100.000. Ê Tèo, Tèo biết cái quần đó không Tèo? Ngay cái kệ chỗ lai xưa. Cái quần kaki dài ta để ra nó. Bữa em chất chứ đâu. Nhưng mà có quần kaki dài da bò rồi em đưa mẫu cho nó ở trong túi zip á. Dạng dạng vậy đó, màu kem màu đen. Mà Kỳ để bên nhà em đây rồi dời qua kho đó. Nếu mà còn thì like luôn đi. Rồi máy hết pin luôn. Rồi zoom 100. Nguyễn Quyền bấm 69 là bộ đó hả? Trời mẹ ơi, bộ đó còn màu gì vậy? My ơi, My kiểm tra cái bộ đó còn không My? Bộ màu khác cũng được nữa. Cái bộ mà mới vừa thải ra lụa hàng á. Mấy chị hụt quá trời kìa. Ráng kiếm coi để hỏi lội ra tức lắm. Nè cái quần da bò nó giống như vậy nè mấy chị. Cái quần da bò nó giống như vậy nè, nhưng mà không phải nha. Cái quần này không phải. Cái quần này Lon đang cầm là quần ngắn.
Nè, cái quần này là size S dành cho người nào khoảng từ 40 đến 45 kg size S nè. Ai lấy cái quần này á, thì lên cho Lân là quần rộng đi, quần ống rộng nha. Em hay mặc cái quần này lắm nè. Em hay mặc cái dạng ừ kìa, chốt cho người đó đi. Rồi ai nữa không? Ráng kiếm đi. Ừ. Rồi cái quần này long sale nè, em bữa em bán 99 nè. Phải, đó trong túi zip lại đây tao tặng hết cho mấy bả đi. Cho nó đã bữa nay đi, mấy chị thấy không? Em đem hết ruột gan em đưa cho mấy chị đó. Nè, em đưa em hết ruột gan cho mấy chị đó mấy chị. 230 mà em bán 150, mấy chị nhận đi rồi mê hồn luôn. Cái quần này ngon lành lắm. Không có kem thì bù qua cái quần này cho mấy bả đi. Mấy chị ơi, hồi nãy á. Ừ. Kiếm kem á Tèo. Còn không có kem thì đấy qua quần màu nâu. Màu nâu, còn không nữa không ấy là màu nâu đất nè, màu này đẹp nè. Con trai con gái gì cũng vô hết trơn. Em tặng 150 cho mấy chị luôn. Rồi nha, cái quần này em tặng cho 70.000 một người có nha. Lên quần 70 đi mọi người, một cái nè. Lên quần 70 đi mấy chị. Lên quần 70 đi. Có một cái à, quần 70. Rồi bây giờ Long đưa lên quần nu nha. Để em coi có kem không. Quần nu. Đó mấy chị thấy không? Quần nu, cái đó là không phải nha, cái đó là 70, ai lên 70 mới chốt. Mấy chị bấm da bò Long có chốt, chấm quần nu, ở quên quần 70. Nha. Rồi cái này là quần nu nè, ai lấy. Đó. Tim trắng nhiêu lon, là cái gì ta? Dùm trắng xe 100 Linh Vũ. Trời ơi, lụm đi, đã tao nói lẹ. Hàng xịn. Rồi, nu nè, quần nu được nhiêu đây nè. Quần nu được 3 con nè. Rồi quần nâu nè. Nhớ nha, nu với nâu nó sẽ khác nhau nha, nâu đất. Ờ nu đây nữa nè. Rồi, nâu đất là này nè. Nâu đất chứ không phải da bò nha, da bò dưới đây nè. Trang Bi có quần 70. Trang Bi ơi, quần đó là size S nha. 45kg quay đầu. Rồi nâu đất lại này. Tặng rồi đó. Rồi màu này là màu cam đi. Màu này là màu cam. Dùm 100.000 đi em. 200 mấy là đó gái, lụm liền đi em. Dùm này là đẹp nhất cái nắp rồi. Lấy thì báo liền cho chị Lon nha. Quần nu cho chị Phước Lộc. Cái nu đó đó 230 nè mấy chị, mà em sale 150 bấm liền cho em quần này, quần cam. Quần này là quần cam nha, nó giống như da bò vậy mà gọi nó là cam. Cam được 2-3 con rồi. 230 đó, 65kg cũng vừa nữa. Cứ 50-65kg mà cũng vừa nữa. Ê, cái áo sau lưng của con á, có cà rắp tớp không? Hàng xuất khẩu đó mấy trăm. Không phải, đó đâu có tớp. Cái em bữa kêu lấy dài cái con nói cái này lắp tớp không má ơi. Đó được không? Rồi không, rồi đưa đây đi, lỡ rồi. Rồi từ từ đi. Mấy chị ơi, cái trắng này có một nè, 54 quay đầu. Dạ cảm ơn chị Phan Thúy. Ừ. Nè em ơi, em kẹt thì em mua liền đi rồi em xuống. Nè, em hối chị quá, chị không có like kịp. Rồi em chị Lon tặng cho em cái này là số 1 50.000. Quần nu Hạnh Trần. Nu lại đó đó. Không có hả Tèo? Ờ mấy chị ơi, hồi nãy bao nhiêu cái phiếu giả lại đây, cái phiếu quần kem á. Chân chỉ cầu kè mới chốt. Trời ơi. Từ 50-65kg chị đẹp ơi. Từ 50-65kg nha. Rồi cái này là số 2. Hồi nãy cái quần kem này nè là chị Thấm Nguyễn nè, 11:53 nè. Là chị Phúc Lộc là 1:52 nè. Chị Trang Bi đầu tiên hả? Chị Trang Bi đầu tiên 11:52 là chị Trang Bi đầu tiên. Thì bây giờ mấy chị ơi, bây giờ còn lại là chị Thấm Nguyễn Cần Thơ, chị Phúc Lộc, là chị Mai nè, với lại chị Xuân dạ, Quỳnh okay, là bốn cái quần kem này là không có nha. Bởi nãy em có nói với mấy chị là em không biết có không. Chị Trang Bi lấy thêm nu. Đúng rồi, đã người ta sale banh nóc nhà. Mấy chị ơi, không có xám chế ơi, còn nhiêu là sale nhiêu. Rồi lấy đi. Ừ. Bà không lấy nữa thôi luôn, hàng này dễ gì còn. Trời ơi, ta sale có 50.000. Rồi Thảo Thanh 50. Cẩn thận áo trắng. Rồi trong bốn chị này không có quần kem. Mấy chị chuyển màu cho em nha. Trời ơi, mấy chị này đã từng mua quần của nhà Lon. Bởi vì Lon sale mấy chị hốt liền mấy chị.
Dịch giả này lỗ lã quá trời mấy chị ơi. Cái laptop còn không? Còn này mã 2. Mã 2. Mã 2. Còn không chưa? Không à. Thôi đừng thải. Mã 2 còn. Mã 2 nha, laptop hết. Rồi cái này là quần cam. Dẹp hết đi cho Mia. Bắn thẳng rồi đó mà còn chuyện thôi. Rồi cái đầm này là hàng xịn. Hết rồi Cúc Phan ơi. Cái đó là có người lấy rồi. Rồi cái này là đầm cặp 320 một cái. Cái này hàng ăn đông. Đây mấy chị, quần đen cho chị Phúc Lộc. Quần đen hết rồi. Còn không? Có không? Có hả? Dạ, Phúc Lộc có quần đen. Phúc Lộc có quần đen. À, bây giờ mở tin nhắn ra có gì mà tự gì tôi cũng quên nữa. Thấm Nguyễn không có kem thì lấy nu. Thấm Nguyễn không có kem lấy nu. Đúng rồi. Cái nu đẹp mà. Cái nu đẹp á chị Thấm. Rồi cái đầm này đầm cặp nè. Cái đầm cặp này á là mấy chị, khi mấy chị mặc cái đó vô xong mấy chị mặc này vô là thành đầm cặp Hàn Quốc nè. Phương nghe có quần nu. Ok Thảo Thanh. Nè mấy chị ơi, 52kg quay về. Cái này là hot girl nha. Dễ thương lắm. Con nít 35kg. Lan Anh đâu đó. Mấy chị ơi, 35kg cho đến 52kg. 35-52kg chuẩn luôn nha. Rồi 100.000. Lan Anh bấm cái này đi. Lan Anh có một thôi Long tặng. Lan Anh biết rồi đó. Đầm này Long bán 300 mấy rồi. Hàng shop. Đầm cặp 100. Bấm mã đầm cặp cho em. 35kg là trẻ em. Người lớn 55kg. 52kg. Shop hàng Long tặng hết. Nè mấy chị nhìn. Hàng này xịn nha. Mấy chị ơi, cái áo này ra ngoài là 200 mấy rồi. Mấy chị đóng thùng với lại chân váy cho em. Hoặc là đóng thùng quần tây đi làm. Hay là mấy chị đi dự cái gì đó, mấy chị đóng thùng với lại chân váy cao lên như vậy là hơi bị đẹp nha. Là hơi bị đẹp luôn nha mấy chị ơi. 200 mấy một con này. Rồi em sale tặng cho mấy chị cái áo này khoảng 58kg vừa nha. Rồi lên cho Loan áo đỏ xịn 75.000 đồng. Rồi tới này là cái gì? Cái này đầm triệu maybe. Đầm này 1 triệu rồi, đầm xịn rồi. Mấy chị ơi, đầm này sao lai. Đầm này là đầm 1 triệu lận mấy chị ơi. Thảo, chị Thảo ở đây có đỏ. Đầm này là đầm xịn. Đầm này là đầm maxi dài. Như công chúa vậy đó. Mặc lên là chuẩn đẹp. Em chốt cho người nào khoảng 52kg là vừa. 52-53 là vừa. 52-53 là vừa nha. 52-53 là vừa nha mấy chị. 52-53 là vừa. Cái đầm này hôm bữa em mặc vô em đúng một con không đụng hàng luôn á nha. Đúng một con không đụng hàng luôn á. Hôm bữa là 1 triệu sale 500. Hôm nay Long sale 2,5. Ai mua được cái này ngon. Nói trước luôn, nhận đi nói chuyện. Bởi vì trên live mà em bán 2,5 là mấy chị phải biết. Nhận đi rồi nói chuyện sao. Quá trời xịn rồi. Sao mà cho tao quà hoài vậy nhí. Đây bộ này dư nè mọi người. Hồi nãy ai hụt bộ này 69. Đỏ em hết rồi. Ê dự bị đỏ luôn đi. Về kho kiếm. Không chừng còn đó. Chị Phan em có đỏ. Nếu không có đỏ em đá màu khác cũng được đúng không. Rồi qua dịch rồi 4-5 tháng trời em không còn nhớ đâu mấy chị. Hàng ăn đông. Phan em cho em xin lại số nha chị. Mấy người đỏ luôn. Nếu không có đỏ bó. Đá qua màu trắng màu đồ nha. Rồi bộ này 69 nãy hụt nè. Bộ này nhà còn dương bộ nhí cho xã nè. Tặng 69 mấy bà nè. Rồi lụa 69 lụa hàng 60kg quay về. Nè cái này nè. Cái gì hai gì nãy mua áo rất tốt nè. Lẹ lẹ nè em bấm đi. Chị Long sale cho em nè. 50.000 một con áo xịn nè. Rồi bộ Mỹ Quyền. Mấy chị ơi, cái này là nó mới vừa gọi không nghe máy nó cho xả 60kg quay về. Vàng 50, xám 50, hai người xót hàng. Áo này mịn ơi là mịn luôn, 60kg quay về nha. Mấy chị hết hàng rồi mấy chị. Vàng 50, xám 50. Lấy cái bịch này tận dụng lại nha, hàng mới. 60kg quay về, 40kg trở lên. Ton này có một bộ dài nè mấy chị ơi, size nhỏ nè, Hồng Ân ơi, lấy không chị. Trời ơi, bà Lan Anh bó hột rồi kìa. Dự bị Lan Anh cho tao đi, dán về kiếm cho bác. Dự bị Lan Anh luôn. Cái đầm cặp mấy con. Đầm cặp á, dự bị Lan Anh tao về tao kiếm. Chị Hồ Chi, dự bị chị Hồ Chi luôn. Cái đầm cặp mới thì á, dự bị Hồ Chi.
Ok, Thủ Đức là đi đàn được rồi Mai ơi. Được Mai. Thủ Đức đi được, Thủ Đức đi được, Thành phố Hồ Chí Minh mà. Còn Đồng Nai nó còn lệ thuộc. Rồi bộ này là 55kg vừa nha mấy chị. Bộ này là ton hai da dành cho người lớn tuổi nè. Bộ này thì 55-56kg quay về, 45 đổ lên. Bộ hai da này Long tặng cho 105.000. Bộ này Long tặng cho 105.000 đồng. Bộ này 55-56kg vừa. Bộ này hai da nha, mình mua cho người lớn lớn tuổi nha mấy chị. Chị Hồng Ân còn coi like không chị? 105 thôi chị. Ừ, chị Cúc Phan lấy hai áo luôn 100.000. Cúc Phan lấy đi chị. Đúng rồi đó, chị Cúc Phan rút lên chị. Chị mặc đồ cạp cao, chị rút cao lên cho em. Thì nó càng ra một cái dáng đồ đẹp nha chị. Còn lúc mà chị mặc đồ lưng xệ, chị cho nó xuống. Quần cam Phúc Lộc, quần cam là gì? Quần cam một là gì ta? Chị Phúc Lộc. Quần cam hả chị? Quần cam một cái hồi nãy á, chị Phúc Lộc á. Hồi nãy có hai ba cái cam á. Đúng rồi đó chăng? Dưới. Ừ, đúng rồi đó. Chị Phúc Lộc ơi, một hồi chốt đơn gọi điện cho chị, chốt hàng xác định lại nha chị. Em là em bán không bao giờ là em đưa đồ tầm bậy, trừ khi em hỏi kỹ. Ê, hả? Rồi bây giờ hồi chị mua nhiều, chị cọc 100.000 liền cho em nha. Rồi bộ này em qua được 4 bộ, 4 người được. Biết bao nhiêu con người hụt bộ này. Lan Anh nó hốt liền em ơi, sell 100.000. Mấy chị ơi em nói nè, đi mua cái quần không là trên 100 rồi. Đi mua cái quần không 101, 102 rồi. 40-55kg. Đi mua cái quần không là nhiêu rồi mà set này 100.000 là rẻ. Bởi vì hàng ăn đông có 4 bộ rồi. Nè, thấy thương không? Có 4 bộ mà bây giờ người ta xả ra bớt một bộ nè. Do lý do không nghe máy nè. Là hồi nãy nói là anh hai giống được bà này hả? Là bây giờ mới cho xả hay sao? Chứ bà khác nữa. Là nghe nói chị Vân. Chị Liễu có gì chốt đơn chị Liễu nhớ nhắc lại giùm em cái nha. Em còn được bên bên chị không? Dạ em còn chị ơi. Địa chỉ hả? Ừ, còn chị ơi, không có nó xin rồi. Rồi chị Trang Đặng đúng không? Chị Trang Đặng 100.000 phải không chị Trang? Xét nó đẹp chị Trang ơi. Nè có người xả bộ vàng này nữa. Các chị thấy không? Hàng 200 mấy mà em sale 100.000. Sale 100.000 bộ vàng. Nè mấy chị nhìn bộ này. Có tên rồi nè. Bộ này 60kg cho quay đầu, 50kg đổ lên. Các chị thấy quần đẹp không? Bộ này tiểu thơ đại cát lắm, ngày hôm qua ai nhận được đồ mê luôn. Mua giùm em nhé. Bộ vàng 100.000, 60 quay đầu, hàng xịn lắm, có người xả. Áo khoác nam nhà lon á, cứ từ 50-100kg mua nhé. Vàng á, chị Trang Bi lấy vàng. Mấy chị ơi, khoác nam này là hàng xịn, hàng xuất Mỹ. Sao chị Hòa, chị không nhận vậy? Chị Hà Đặng Thị, em thấy sao kỳ, em có nói với nhí á. Sao chị Hà Đặng Thị mà không nhận đồ? Bộ vàng đúng không chị ơi? Tại vì em lên app em coi sao có mấy chị quen mà không nhận đồ. Bộ xếp đỏ em hết nha. Xếp đỏ hết rồi chị ơi. Bấm vàng cho em đi chị ơi. Rồi khoác này từ 50-100kg. Mấy chị ơi, nam nha. Nam nha, mấy chị nhìn là mê hồn luôn. Em không có đưa vô gần được. Mê hồn luôn mấy chị ơi, hàng Adidas nè. Rồi cả nhà mình ơi, sale tặng 120 luôn. Cứ lên ký cho em là được, 50-100kg nha. Nhớ lên ký nha. Nhớ lên ký cho em nha. Lài Mỹ, đủ 3 món không? Đẹp ở địa chỉ nữa kìa. Khoác nam cho Tố Như 70kg. Trời ơi, bộ này nhức cái nách luôn chị Tố Như ơi, chị lấy liền đi chị, em tặng cho chị 70.000 thôi. Bộ này 99.000 đó. Em bán đứt rồi chị. Em tặng chị 70 nè chị Tố Như. Cái này chị em lấy á. Hồng đỏ có khác nam. Hay sao nè. Dễ thương lắm chị Tố Như ơi. Dễ thương lắm chị Dừa. Cái này 35kg cho đến 50kg. Chị Dừa. 70.000 chị Tố Như bấm đi chị. Cái này bữa lon lai 99 mà đứt rồi. Ta ra kêu chị Tố Như 70 nhưng mà tao đang kêu chị Tố Như. Để coi chị trả lời. Bộ này làm bữa lon lai 119. Chị Phan Thúy có khoác nam. Nữ khoác được chị ơi. Khoác thể thao là nữ được nha chị ơi.
Mấy chị ơi, khoác nam nhà lo sắp hết rồi. Mấy chị mua đi. Mấy chị mà nhận là mê hồn luôn, hàng xuất nha. Cho nên là mấy chị bước vô shop là rẻ nào cũng 3,5 nha mấy chị, rẻ nào cũng 3,5 nha. Em bán 120 là bởi vì bây giờ dịch giả rồi. Em bán cho nó ra hàng luôn. Mấy chị nhận, mấy chị mê cái áo này luôn. Nó thật lòng luôn. Đó, nha. Dạ ok chị, nè Hà Đặng Thị cái cục trả về đừng có xả nha, để giao lại á. Bữa đó không biết sao chị không nhận được. Ừ. Bộ vàng có màu khác không? Thẩm Nguyễn. À có. Đưa được cái bộ xanh than nằm dưới chót á cho chị Thẩm Nguyễn coi đi, bộ vàng mà nằm dưới chót á. Dưa chuột 4 cái túi giữ nhiệt rồi em ơi. Ghi đi, này là inbox. Không, ý là bộ túi. À bộ dưới á, bộ khác. Ủa vậy hả? À. Dưa chuột 4 cái túi giữ nhiệt khác nhau đi. Chị Chinh Cherry ok chị. Rồi cái này là khoảng 60kg không? 55kg hả? 58kg vừa một cái quần dập ly nè. Cái này hàng set ăn đông hot lắm mấy chị ơi. Hai cù là cho Quốc Bảo ok. Đây nha. Bé My sale cù là đi 59 sale 39 thì mấy chị mua cho đứt hàng. Cù là nhà Loan là một hũ cao như vậy nè. Nó gấp đôi với người ta nha. Nha. Nó cao vậy nè. Cho nên trong tủ kiến hả? Anh kệ. Cái bệnh này còn ít sale tặng đi My. Mấy chế ơi, nè cù là nhà Loan mấy chị mua chỗ khác con nữa nè. Mà nhà Loan hũ bự vậy nè. Nha. Ok chị Lai Mỹ. Dạ ok chị Lai Mỹ. Nè mấy chị, 59.000 hàng của Thái Lan nha. Hiệu cánh bườm nổi tiếng. À, áo quần nam 100kg. Chị Phúc Lộc ơi, quần áo na khoác nam 100kg có nha, nhưng mà quần không có nha. À, Phụ Nguyễn Thị lấy cái áo khoác hết số. Hết số là nó có màu xanh than cho chị được vài cái nha. Khoác nam mà hết số á, là 3XL. Mà hàng xịn đó mấy chị. Chị lấy không? Là màu xanh than nha, nó y như màu đen luôn. Nhưng mà nó hơi ngã về màu xanh than á chị. Bấm chị Nguyệt nha, chị Nguyệt Thị Phụng á. Rồi, cù là Long tặng 39 hàng của Thái Lan nè. Mấy chị ơi, đi ngủ thoa lòng bằng chân cho ấm mà, mua cho gia đình mình xài mấy chị. Cái bình nước này nè mấy chị. Bình nước này nè, em bán 59 ngàn đồng. Nè, mấy chị ơi, cho con nó đi học mang theo. Bây giờ mình không cho con đi học thì mình hứng nước mình bỏ tủ lạnh, trà sữa nè. Cái này nó tốt y như hàng lóc và lóc vậy đó. Mấy chị nha. Nó có cọng dây trong đây, về mở cọng dây ra. Bỏ trà đá, bỏ nước ngọt, bỏ cái gì cũng được. Đi làm, đi học, đi làm, đi học, đi buôn, đi bán mang theo uống. Đó mấy chị ơi, nước lọc rồi đó. Nha, nước lọc đây mấy chị. Cái này là bình nước. Em để cho mấy chị 30.000, em lỗ luôn á. Lỗ luôn mấy chị ơi, lỗ dữ luôn á. Em bán 59.000 đồng mà đắt lắm, bây giờ hết rồi. Còn vài cái thôi, Loan tặng 30.000 đồng mà nó có 2-3 màu lận, mấy chị mua một bình, hai bình, ba bình. Em sẽ lấy khác nhau. Nó có 3-4 màu lận. Khi mấy chị mua một bình, lấy một bình, hai bình, Loan lấy hai bình. Ba bình Loan lấy ba màu. Chị Phúc Lộc có cái cam. Nha. Chị Phúc Lộc em sẽ lấy màu xanh than cho chị nha. Xanh than y chang đen, y chang luôn. Lưa cái bộ pháp nó lên đi. Bộ pháp này nè. Ừ. Rồi cái bộ beo này nè mấy chị. Bộ beo này là khoảng 60kg trở lại vừa nha. Bộ beo này á, là bữa Loan lai 119. Hôm nay Loan để cho mấy chị là 89.000 nha. Phạm Thi có 3 cù là. Nhỏ hàng xóm 9. Ừ để Loan lấy cho. Nhỏ hàng xóm nó mập nên Loan lấy cái này được. Được chị, em lấy màu xanh than cho nhỏ đó bận. Cho nó bớt men. Nhỏ hàng xóm. Nè, bộ này 140 nè, em tặng cho mấy chị mình là 89.000 đồng. Lụa pháp nè mấy chị. Hồi nãy ai hụt, chị Trang chân quần nhất còn đó không? Chị mê mấy bộ này lắm mấy chị ơi, chờ ai xả mới có hàng đó. Đó mấy chị thấy không? Đó, rồi Loan tặng cho mấy chị là 179.000. Nhớ chị, em bán cho mấy chị 79.000 đồng, lên cho Loan bộ lụa 79 nha mấy chị. Còn thạch không dạ hết rồi. Hết rồi nha mấy chị. Ừ bây giờ là hạt dẻ nhà Loan còn ít lắm mấy chị, 125.000 đồng. Loan sẽ sale tặng 79.000 đồng. Nha mấy chị, đây là hạt dẻ nè. Bộ beo rồi đây nè. Bộ beo rồi. Bộ beo 89. Rồi, 79.000 cho chị Hồng Đỗ rêu đúng không? Hàng ăn đông mấy bà. 55kg quay đầu nha. Rồi Hồng Đỗ nè. 79 luôn bữa nay, chơi lớn. 79.000, bộ rêu này bận trắng da mà sạch lắm mấy chị. Kệ đi chơi lớn luôn bữa nay rồi. Hàng ăn đông. Rồi rêu nha, rêu 79. Rêu 79 được có 3 bộ. Nè, hạt dẻ nhà em nè, chị gì?
chị Linh Vũ nhà em là mua 2 bịch xong rồi điện thoại liền quất 5 bịch. Nguyên Thi có hộ bảy chín. Mới vừa mua 2 bịch nhận hàng mở ra ăn quất 5 bịch liền là mấy chị thấy không? Khi mấy chị để như vậy thì mấy chị để rồi qua tới tháng 3 năm 2022. Nhưng nếu mấy chị khui rồi mấy chị bỏ tủ lạnh để lâu được nha, bởi vì mấy chị bỏ tủ lạnh ăn nó còn ngon hơn nữa. Nè mấy chị nhìn nè. Đó. Nha mấy chị ngon lắm, hạt dẻ nhật. Lụa 79 Lê Hiền. Còn như đó. Linh Vũ có 79 luôn nha. Rồi. 79.000 đồng. 79.000 đồng. 79.000 đồng. Một bịch như vậy nó có 2 túi như vậy. Mà 2 túi như vậy nó có rất là nhiều hạt dẻ bên trong. Hạt dẻ hấp của Nhật, ngọt ngất luôn. Ngon lắm mấy chị. Sô la Liễu Trần 69, ok. Sô la 69.000 ngon tuyệt vời luôn. Đói. Rồi, chốt giùm em nha. Ăn hoài luôn. Hết pin mấy ơi. Có dây cho má mượn. Ship 30 có ghi chị ơi. Ăn cái này không có mập đâu nha. Lê Hiền chốt rồi chị. Chị Thanh chút có bình nước. Nè con, bình nước. Bình nước 30. Rồi tới gì đây? Xả luôn. Trời ơi cái này xịn. Lê Hiền. Dạ em biết rồi chị. Rồi đây. À, hôm nay chị mua đơn khác đi chị ơi, chứ giờ đơn kia nó đợi trả về lâu lắm. Cái này zoom hay đầm gì mà hàng 300 mấy, 400 mấy nè. À, cái zoom xịn nè. Zoom xịn 57kg. 60kg luôn. Cái này Subin còn coi like không? Long sale tặng nè, lẹ nha. Liễu Trần có hạt dẻ. Cái này là bữa Long bán 400-500 gì, zoom này hàng xịn nè. Em sale cho 100, nếu ai mua được cái zoom này là ngon. Rồi, chị ơi. Ai mua được zoom này ngon nha, mà đẹp lắm. Chút Linh còn không em? Cái này là hàng mắc tiền nha, dây kéo ở phía sau dễ mà gì? Chất là đã lắm. Gì? Hạt dẻ 79 hạ rồi đó. Hạt dẻ hôm nay còn có 1 thùng mua giùm em đi. 125.000 mấy chị ơi, ít có ai bán lắm. Rồi zoom 100 hàng xịn nè. Cái này Long nghĩ 60kg cũng vừa nha. Vô tình bận cái này lên ốm mấy bà. Cái này là một cái zoom có quần nha, đi tiệc được luôn á. Ai mua được cái này ngon. Ai mua được cái này hơn, nó có dây kéo phía sau nè. Vậy chiếc này chị chuyển khoản cho Lon đi. Chị mua hàng thoải mái đi, rồi chị chuyển khoản 100% đi, giờ em đi hàng không đồng cho. Rồi chị muốn giao đâu giao chứ giờ. Em có ba được ba cái quần nam mà hàng 250. 30 và 31 thôi nha, nữ mặc được nha. Cái này nữ mặc được luôn, quần jean mềm lắm mấy chị ơi, hàng này hàng xuất khẩu. Mấy chị ơi, không có hàng luôn á mấy chị. Jean này jean mềm, mấy chị. Được 30 là khoảng 60kg, 31 65kg nha mấy chị, nữ mặc được luôn. 30 là 60kg và 31 là 65kg nha mấy chị. Rồi cái quần này là 250, em sale 150. Đó, nếu mà mua được cái quần này thì ngon lành luôn. Bởi vì em sale cho mấy chị riêng luôn. Bây giờ khách alo quần nam còn hôn mà em đâu có đâu. Bây giờ đâu có đủ size đâu bán làm cái gì nữa. Chấp nhận, người ta chấp nhận mua hàng xịn mắc tiền nhưng mà bây giờ còn đâu. Nhá. Mi cái này là đầm á. Y chang luôn mà đầm nè. Trinh Nguyễn, Lon còn y chang luôn mà đầm lấy không 100.000 luôn. Hàng sớm coi. Là Ly Quỳnh trước nè, có một cái 31 rồi. Bây giờ 150. Bây giờ nó còn hai cái 30. Nè, y chang luôn mà nó là đầm nè. Trời ơi mấy chị ơi, mấy chị biết vốn liếng của em bao nhiêu không? Quần 75kg không có Thảo My Lê ơi. Long còn quần 7, quần 60kg thôi. 60 quay đầu 55 đổ lên á. Nè, y chang luôn mà nó là đầm nha mấy chị chứ không phải zoom nha. Đầm xẻ nè. Cái này là hàng 500.000 một cái rồi. Phan Phượng lấy quần nam 30, 150. Chị nhận được cái quần này chị mê hồn luôn. Rồi quần 150 như băng em còn 30 được không chị ơi? 75kg không có.
Chị Như Băng ơi, có nói lấy 30 thì lên nha, hết rồi. Rồi ai lấy đầm đen lên mã giùm em, hồi nãy là zoom nha. Bây giờ là đầm có xẻ ngay chỗ này rất là đẹp luôn, mà đầm ngắn đẹp lắm. Rồi cái đầm này 400-500 ngàn, em sale 100 ngàn. Em không có đưa vô được mấy chị, y chang luôn nè, bởi vì em hay lầm. Chị bộ đùi 65kg chị đăng like chưa? Chưa like chị ơi. Chị muốn thì chị gửi cái hình vô thì em rút cho chị, chứ em có like nha, tại hôm nay em là xả hàng. Tại vì nhiều lắm chị ơi, không có like sể đâu. Em đăng như vậy chị lấy hình chị gửi vô rồi em mới chốt. Rồi quần một là cái gì chị ơi? Quần này là size 30, còn cái nè khoảng 60kg vừa. Quần nam 150 còn một á. Nữ mặc được, nữ 60 sáu mấy ký mặc được. Chị nào có cái mông 60 sáu mấy ký mặc được cái quần 30. Là tại vì cái người nam nó khác người nữ nha mấy chị, là quần co giãn ngon lắm. Rồi đầm này là 100 ngàn đồng nè, mấy chị nhìn nè. Mê hồn luôn, đầm 100 ngàn đồng. Đây chị ơi, hàng sớm chị Như Băng ok lấy rồi đó. Vậy là hết quần mấy chị ơi. Nè chị hàng sớm của chị gì đó coi đi nè chị ơi. Áo khoác nam này là hàng xuất xịn nha, áo Adidas. Mấy chị ơi, nó kéo một phát lên tới đây luôn, nữ nam gì cũng được hết trơn á. Cứ 50 đến 100 kg giùm em. Đầm đen à, đầm đen mi coi size gì mi? 60 kg vừa chị ơi. Một ít là 60 kg vừa nha. Ôi chị Hoa Kim, quần nó hết rồi. Bây giờ nó còn quần trắng mấy chị mua không? Nó còn quần trắng mấy chị mua không? Quần nó hết luôn rồi. Ngay chỗ đó có sót không? Ngay chỗ nãy tao lấy cục đó đó. Rồi cái núi đó là núi gì cho tao xem đi, cho nó đứt đó đi. Rồi nha chị ơi, hàng sớm của chị coi chưa? Em qua mẫu nha. Áo nam này ai mà nhận được chỉ nói một từ thôi, quá đỉnh. Thiệt lòng á. Bây giờ quần lót nam là hôm nay có rồi. Mi quần lót nam có size nhiêu? 60kg trở lên mi. 60kg đến 100kg. 1, 2, 3, 4. Quần lót nam thông hơi của Nhật về rồi nha. Đây tao tặng hết cho mấy bả đi. Để làm chi? Tán cho đứt vốn luôn. Thiệt. Nè cả nhà mình, quần lót nam này từ 60 đến 100kg nha. Mà không có nhiều mấy chị ơi. Hồi tối nay mới chốt cho người ta hết mấy chục cái rồi đó. Người ta đặt trước á, 90.000 năm cái, một chục 180. Trong đây có ông nam nào mà từ 60 đến 100kg comment lên cho em. 5 quần cộng ký, 10 quần cộng ký là em chốt nghe nha. Không có nhiều. Về ngày hôm qua có 200 quần mà người ta lấy hết mấy chục rồi. Nha mấy chị đẹp ơi. Đây nha. Rồi đây. Ôi, sáng giờ ta chốt hàng Hà luôn, nó quên nó em đăng hình nữa. Nè mấy chị coi quần lót nam nè. 90.000 năm cái là có 18.000 đồng một cái thôi. Đó. Bả coi rồi, bả chịu rồi. Ừ. Chịu chứ, quần này cái khoác vậy á chứ ngoài ngon lắm chị. Thiệt nó vậy á chứ ngoài ngon lắm. Chị Như Băng khoác nam cộng ký cho lon nha chị. Chị Như Băng khoác nam cộng ký. Rồi bấm bill đi rồi chị nói ký điền vô. Nè mấy chị ơi, nó có màu đen, màu xanh đen, màu màu đen, màu xanh đen, màu xám, màu đồ mấy chị nha. Quần nam là cái màu nhu nhu vậy nè. Đó, đây nha mấy chị. Từ 60 đến 100 kg nha mấy chị ơi. Lên lót thì cộng ký vô cho bé lon nha. Nha mấy chị, lên lót cộng ký vô cho em, 5 lót 90, 10 lót 108, đứt hàng liên tục mấy chị. Cái này em nói thiệt lòng luôn á. Đứt hàng hoài luôn. Thành ra là em cứ nợ đơn miết luôn á. Rồi lên mã giùm em nha, lên ký giùm em nha. Trời ơi, bộ này đẹp nhất cái lát luôn. Chị Tiên 10 cái 65kg 2X. Còn không? Tường Vi Trang 5 cái 85. Tường Vi Trang 4X. Tường Vi Trang 5 cái 4X. Nè 4X nè, nè, đấy này nè. Rồi cái bộ đồ này là hết hàng rồi, còn sót một bộ ngon lành không? 119 đâu tặng 99 lấy đi. 5 cái 58. 5 cái, nhỏ nhất có mi XL. Hết XL rồi, hết XL rồi, sáng nay ta lấy rồi. Chúc Linh hết rồi, bữa sau em ơi. Như Băng lại lấy 5 hay 10 báo giùm em. À, Như Băng ở khoác. Như Băng là khoác nghe con. Như Băng 85kg áo khoác nam. Rồi bộ này còn một bộ cuối cùng, ai mua giùm Lon đi. Lon cảm ơn nhưng mà không không có thể chê được một chỗ nào luôn. 58kg có chút hay ít hả? Không, 58kg không còn đâu. 58kg một ít thôi. Mimi, 5 cái quần nãy đem đi chà đằng kia chưa? Đem đi đằng bà gái chưa? Nếu chưa đổi qua cho chị đấy đi rồi, bà đó con bà cũng mập địch lắm. Lấy đại 2X đi. Nó 60kg nhưng mà chắc nó mập á. Lấy đại lớn đi con. Chúc Linh ơi hết rồi, lên em bây giờ hết rồi. Thường thường á thì nó hết nhỏ, hết lớn còn nhỏ, bây giờ hết nhỏ còn lớn cũng ngộ lắm rồi nha. 4X cho chị Anh Thư Nguyễn. 5 cái.
4X cho Phúc Lộc Nguyễn Thị, 3X cho chị Hương Đặng Thị Kim, 5 cái Hương Đặng Thị Kim 3X nha. Trần Phượng Khoác Nam cộng ký cho bé Loan chị. Em có size từ 50 đến 100 ký lận. Trần Phượng Khoác Nam nha. Hồ Hoa 5 cái 100. Hồ Hoa 5 cái 100 loại nào? 5 cái 100 ký, 4X ừ. Hồ Hoa 5 cái 100 ký chứ không phải 100 ngàn. Rồi bộ này tặng 99, ai mua được bộ này ngon. Ngon thiệt lòng luôn. Đẹp lắm mấy chị. Rồi Loan có hai cái quần rin. Em có hai cái quần rin size S và size M. Trần Linh ơi, bộ đó đẹp lắm á, chị lấy đi chị. Em sale tặng rồi đó chị ơi, chưa bao giờ em giảm đâu. Bác hai hàng từ bữa giờ con chưa có nhận được. Bác hai đi bưu điện rồi, lâu lắm mới nhận. Thông cảm đi. Bây giờ còn hơn là ngồi ở nhà đợi. Bây giờ chỗ của con Covid là tiết kiệm, nó không nhận đơn là đi bưu điện đó. Mà phát chậm lắm. Thôi chịu nha. Bữa bác hai có nói trước. Bé Thanh bộ 99. Bé Thanh bộ xịn lắm chị ơi. Bé Thanh bộ 99. Có beo nâu nữa, em cổng em chượng bộ bận kìa chị. Chị bé Thanh, em có beo nâu nữa em chượng bộ em bận kìa. Dạ còn Quỳnh Cúc ơi, hôm nay Loan tặng chị 50 ngàn một cái. Chị Quỳnh Cúc lấy 3 màu đi chị. Khăn đâu rồi con, khăn Nhật á. Bữa nay sale tặng 50 ngàn luôn chị ơi. Chị lấy bao nhiêu? Màu xanh, màu nu và màu cam. Nó có 3 màu, lấy 3 màu đi, không màu nào chơi được hết. Ủa khăn có mẫu ở đây mà bán rồi hả? Nè cái quần này Loan đang cầm là size S nha mấy chị. Cái quần này 270 ngàn. S và M mấy chị, S là 40-45, M 50kg nha. S là 40-45, M 50kg nha mấy chị. Rồi quần nè em sale tặng cho mấy chị là 270 còn 120. S hay M được hai con. Em lỗ banh nóc nhà đó mấy chế ơi. Cài tóc ban đài bán không? Chị mua hả? Chị mua em bán chị 35 ngàn nè, tặng luôn. Em có nhiều lắm. Lấy thì bấm nha. Rồi cả nhà mình ơi, S và M tặng 120. Quần này dễ gì mua được, 270 được. Thảo Như có M. Thảo Như có M. Có S với M đó. Lỗ quá trời, chị Thảo Như mua giùm Loan mang ơn. Rồi mấy chế ơi, áo này là từ 50 cho đến 70 kg vừa. Em được hai con nè. Mấy chị mua cái áo này bận mát chưa từng thấy luôn. Mặc cái gì cũng đẹp luôn mấy chị ơi. 50 ngàn thun giấy. S cho Mỹ Duyên Lê rồi. Chị Vi Quỳnh ơi, chị nói ký đi chị. S với M thôi chị. Sạch sẽ rồi chị nha. Nha chị, cho con ba cái Quỳnh Cúc. À dạ ok. Ba cái khăn cho Quỳnh Cúc nha mấy trăm, ba màu. Khăn Nhật đẹp lắm chị ơi. Loan cho chị coi qua lại quần lót nam. Dạ đợi em xíu. Ba cái khăn nha con Quỳnh Cúc nha. Rồi chị Lê Kim à, Lê Kim Vẹn, Lê Kim Vẹn xem M. Chị Lê Kim Vẹn có nhận được hàng nhà em chưa? Rồi Thảo Như áo giấy 50, thun giấy cực kỳ mát luôn mấy chị ơi. Nè, nó mát trời ơi luôn, bận cái như cũng bận nữa. Thảo Như cái còn cái ai mua em đi. Nè khăn là như vậy nè mọi người. Khăn là như vậy nè, khăn này nè. Khăn em có 3 màu, màu xanh, màu cam và màu nu. Khăn 1m4, khăn này tắm. Khăn đi biển, khăn tắm, khăn của em bé. Không có nha, Như Ý Ly không. Như Ý Ly ơi, quần 55kg không có nha. Ê, cái quần Như Ý Ly của ai vậy? Như Ý Ly có quần không? Chưa thôi nha, tại vì 55kg không có vừa. Trời em cầm lên là em nói rồi. Rồi Phúc Ngọc ok nè. Con Phúc. Ê, Phúc Ngọc bỏ vô M cho chị đi. Áo 50 cho chị Lê Hiền. Áo 50 cho chị Lê Hiền. Rồi con giữ con bấm thêm cho chị Phụng Nguyễn Thị cái áo 50 luôn đi, về bển tao lấy cho. Chị Ngân Nguyễn Thanh một cái áo 50 luôn mi. Chăm. Dự bị thêm ai chốt thêm hai người nữa nha con. Rồi, Thanh Trúc một cái luôn. Rồi vậy đi cho xong đi, rồi cho nó hết luôn đi. Nè mấy chị ơi, khăn này là khăn xịn nha mấy chị. Ôi mấy chị ơi. Mấy chị mua khăn nhà em mấy chị mê lắm. Có nhiều chị nói là chừng nào về khăn sale đi. Trời hồi xưa em bán 140 cái đó. Chốt đi cho. Chốt ra giấy đi. Mấy chị nào mà mua sao á thì em lấy cho mấy chị hình khác nha. Ví dụ như sọc búp rì rồi kia rồi đẹp lắm. Trời chị Lê Kim Vẹn đi bưu điện hay sao hả? Chưa nhận hàng. Lâu lắm rồi đó. Có ai chứ không? Ở Vinh à? Trời ơi chị ơi, chỗ chị Covid đó, các em gửi bưu điện phát chậm quá. Chán ghê chị ơi. Rồi lên mã giùm em nha, khăn 50 ngàn. Mấy chị muốn mua một cái, hai cái, ba cái tùy mấy chị. Một ngày hôm nay nữa thôi, đứt hàng rồi. Khăn này nó có 3 màu, mấy chị đừng có mua một màu. Khăn này bao đẹp, bao xịn, bao sướng, bao ngon.
nha, không còn nữa đâu nha mấy chị ơi, không còn nữa đâu nha. À, có mì tôm không? Có chị ơi, có mì mì trộn Indo, mì trộn mì khô á là 49.000 một set, còn mì bò hầm với lại mì kim chi nhà Lon Cỏ Xịt à nha. Rồi rồi, cái váy này là đứt hàng rồi nè, Lon Sale tặng cho ai có đơn 10.000 đồng. Lon Sale tặng cho ai có đơn 10.000 đồng. Khăn xanh của chị Như Băng kìa em, khăn xanh của chị Như Băng 55kg vừa, 57kg vừa. Cái váy 55-57kg vừa Lon tặng 10.000, ai có đơn. Cái quần này là chị nào hôm bữa hụt, bây giờ Thảo ở đây bấm không? Bữa em hụt nè, giờ có người xả nè. Mì trộn 49.000 ngon tét cái nách luôn mọi người ơi. Bây giờ đang đứt hàng rồi đó. Em còn khoảng 7 set à. Cái quần này tầm 52kg nha. Quần này 200.000 Lon Sale 70 nè. Quần này 200.000 Lon Sale 70 nè, quần tây đẹp lắm, đóng thùng nha. Quần này là khoảng 50kg vừa. Xịt mũi cho bé Thanh 75.000 đồng. Rồi lên cho em là quần 70. Nó có cái cặp đi học của con nít nè mấy chị ơi, hàng này hàng xịn nha. Hàng này hàng xịn, không còn cái nào hết. Chết bà hôn. Em coi như nó bị lỗi đi. Coi như nó bị lỗi đi mấy chị, hàng này là hàng xịn nha. Coi như nó bị lỗi đi, em tặng cho 40.000 nè, coi như lỗi đi. Rồi đau lòng mày. Cái bút lông ghi lên á mà để lâu quá mà nó rút vô đây vậy nè. Mấy chị về mấy chị chà ra mà em không ra thì thôi, cũng tặng cho 40.000. Rồi mấy chị ơi, lỗ rồi. Lỗ rồi, coi như tặng 40 cho bé nha. Đi học mầm non. Không đi học thì bỏ bình sữa vô đây. Rồi cặp 40 bị lỗi rồi. Khăn xanh chốt xong chưa? Chốt lần lần luôn đi. Chốt mấy cái đó đi, bỏ phiếu vô. Khăn xanh, Lê Kim Vẹn có set mì. Vì là 49.000 set mì trộn Indo ngon lắm mấy chị ơi. Sao đồ nhanh lắm mà hôm nay sáng nhận được. Ủa, tại vì mấy chị mà ở tỉnh mà cái địa đó, địa điểm đó Covid rồi là người ta rào lại không có vô được, chỉ có bưu điện là nhà nước được vô phát và phát hàng thôi thì nó chậm. Cái này còn đứa một là ai hơn mua được, ngon lành luôn. Nguyễn Hà mì trộn 2 set. Mì trộn còn có nhiêu ngay chỗ đó 100 á nha, không còn nữa nha. Mì trộn ngay chỗ 100 á nha, hết luôn rồi đó nha. Chị Lan Trúc ơi, nó bị lỗi nha chị ơi. Chị Lan Trúc lấy á, nhưng mà lỗi nha chị. Cái này là 55-56kg vừa. Cái này cho Lon Sinh 125.000 đồng. 50.000, một cái 50.000, mua 10 cái cũng 50.000 cái. Đồ đẹp 3 ngày 3 đơn hết tiền luôn chị ơi. Cảm ơn chị. Trời ơi, có nhiều người người ta ngồi buổi trời mua được gì vậy chị? Mạng chậm á mà mình mua được, em nói thiệt với chị á. À, nói ra thì nghe kỳ chứ lỗ dữ lắm đó chị, em nói thiệt. Dịch giả nghỉ lâu quá, giờ em đem ra bán lỗ. Những cái hàng này em mua rất là mắc. Hàng ăn đông 200 mấy set này 24 nè. À, Như Băng lấy thêm luôn cho đủ, lấy thêm 2 màu luôn đi nha, rồi 3 màu á. Khăn nhà em gần hết rồi. Cái bộ đồ này rất là đẹp nha, đúng xịn luôn. Cái này em không biết còn mi hồi nãy còn nữa không. Cái bà ra này có một rồi, mấy chị bấm đi. Cúp ngực. Thôi bán 50.000 đi. Bà ra cúp ngực 50.000. Bà ra cúp ngực 50.000. Alo. Alo. Đúng rồi chị. Ừ. Vậy hả? Cổ có 6 hạt dẻ. Không có xin gom luôn hả? Vậy sao lúc gọi điện chốt đơn đó, nó nói nó đọc món từ món cho chị á, chị không nói lại giùm em. Ừ. Vậy hả? Chị tên gì vậy? Chị tên gì? Thôi lỡ ăn giùm em đi, để qua Tết nè, tháng 10 năm sau lận mà chị, ăn đi chị. Một có đâu. Sô-cô-la Thổ Nhĩ Kỳ đó là ngon dữ lắm luôn á. Đó, để dành biếu cho gia đình đi chị. Dạ, hơi lỡ rồi. Thiếu kẹo sô-cô-la xin gom phải không? Ừ, thiếu cái xin gom. À, chị là chị nói chị tên gì? Phương Nguyễn nha. Chị Phương Nguyễn ở đâu rồi chị? Quận 12 hả? Gò Đen. À, Phước Toàn Gò Đen hả chị? Vậy giờ em chốt chị 6 kẹo nha, đơn sau em buồn cho chị nha. Đó chị 6 kẹo xin gom cho nó nha, để quên nữa. Thôi kệ đi, ăn luôn đi. Thì bữa nào mua nữa, nay em đang livestream nè. Để dành ha.
Rồi rồi rồi. Dạ dạ. Thông hơi hả? Không thông hơi hả? Ê, cái chị này thiếu 6 kẹo sô cô la xin gươm. Bả chốt 6 kẹo xin gươm một sô cô la mà tụi bay chốt 6 sô cô la. Rồi xong rồi sao chốt 6 sô cô la giờ bả ngồi bả cười ngất luôn. Giờ không có kẹo cho con người ta ăn. Ừ. Thì ý là chị kêu chốt thì nhưng mà chị hôm nay chị không có đi đơn, ý là chị dồn cho chị á. 15.000 đồng một bịch khẩu trang. Mấy chị em nói nè mấy chị. Cái này á ha là khẩu trang này là 4D mà khẩu trang này á là mấy chị mà mua chỗ khác em đi hỏi sỉ luôn á nha. Bữa em đang nợ đơn. Ê Quỳnh Nương 20 hộp này nè. 20 túi này Quỳnh Nương. 20 túi này, 20 túi bé nè. Quỳnh Nương trước đi. Ý, Quỳnh Nương cái chị sỉ là Quỳnh Nương hay Nương Nguyễn vậy? Nhi ơi, cái chị sỉ là Quỳnh Nương hay Nương Nguyễn? Quỳnh Nương là 20 bé, 20 lớn nè. Là mấy chị biết không, em nợ đơn người ta ha. Em bán có 15-14 ngàn. Em bán mua 5 bịch như vậy làm 70 ngàn. Một bịch là 15 ngàn đồng. Mà em nợ đơn á, em tính bù, em không lời cũng được. Mà mấy chị biết không, tất cả người nào sỉ cũng 18 ngàn đồng một chục. Tất cả sỉ nào cũng 18 ngàn đồng, nó lên mỗi ngày mọi người ơi. Cho nên mấy chị ra ngoài mua 12 ngàn đồng một bịch, không phải 10 cái đâu nha. Em thấy rồi, 12 ngàn đồng là không phải 12 ngàn đồng 10 cái, mà 12 ngàn đồng một bịch 5 cái. Cho nên khi mấy chị mua của Long 15 ngàn đồng 10 cái rẻ đó nha. Cho nên ba cái đồ này em không lời nhiều. Thật sự luôn, hàng xịn ơi là xịn luôn mọi người ơi. Mấy chị nhìn nè, nó bợ phần này, nó bợ phần này. Chất lượng nha mọi người nha. Đây, cái này em đặt lâu lắm rồi mới vô tới nè. 2 bịch khẩu trang lan chút, 5 bịch là 70, 2 bịch trở lại là 30 ngàn nha mấy chị. Tại vì em mua cao quá mấy chị ơi nha. Bây giờ nó không hạ mà nó càng lên, ngộ ghê á. Rồi dịch giả mà cái gì cũng lên giá, mấy chị thông cảm giùm em, không có lời luôn. Hộp bé lan chút 15 ngàn luôn. Khẩu trang bé cho má luôn đi. Để đâu đây? Khẩu trang bé. Mấy chị ơi, 5 lớn 70 ngàn, khẩu trang bé 15 ngàn, 5, 3 bịch khẩu trang bé thì ba bảo 40 ngàn nha. 3 khẩu trang bé là 40 ngàn nha. Còn mấy chị mua một khẩu trang bé là 15 ngàn đồng, một bịch như vậy là một chục luôn. Xịn dữ lắm mấy chị ơi, bán kèm đơn cho vui chứ lời ít lắm. Bởi vì mình mua không có mua hàng rẻ được. Hàng xịn lắm mấy chị yêu nhé. Nhà thuốc bán 40 hộp dạ. Tự vì nó lên hoài à, người ta theo thị trường luôn. Còn Long bán á, thì Long giữ giá lại cho mấy chị để còn bán lại nữa. Bởi vì người ta còn bán lại nữa rồi tiền cộ, tiền xăng chi. Hai bịch lớn, hai sao chị Dương Mách Tạp ơi, chắc lớn á con. Ai bé mua bé nha. Bé là từ 6 tháng cho đến 7 tuổi. Chị Hạnh có bé, ba bé 40 ngàn. Ba bé thì 40 ngàn nha mấy chị. Bé còn 2 thùng à. Đó, bé về 10 thùng còn 2 thùng à. Nè mấy chị ơi, cái này ngon lành luôn mấy chị, mua cho Long đi. 5 lớn 70 nha. 5 lớn 70 một bịch thì 15 ngàn. Đó mấy chị, mua đi mấy chị. Bé 3 bịch nè. Bé 3 bịch 40 một bịch 15 ngàn ha. Mua mã, lên mã giùm em. Chị Ngân 20 bịch. Chị Ngân hả? Ngân hả? Ừ. Kêu anh Tèo thấy qua cho nó. Thùng 30 luôn em ơi, đó tính cho. Đó chị tính cho, chị chia cho em bác. Nó trước cửa nhà em à. Rồi để cho nó thùng luôn. Nó thải qua thùng đi Long tính cho. Rồi cái áo này 50 ngàn chưa ai lấy nha, bà ra xịn. Rồi nha. Chị Ngân là lớn chứ. Chị Ngân là lớn mà phải không? Chị Ngân là lớn mà. Chị Ngân mua bán mà đâu có mua bé làm gì. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Nãy ba cái khăn bây giờ cho thêm một cái màu xanh nữa dạ. Chị Quỳnh Cúc cộng thêm xanh nhí ơi. Cái phiếu Quỳnh Cúc đâu, cộng xanh vô là 4 khăn. Cúc Phan có 5 khẩu trang. Dạ ok chị Cúc nha. Chị Bích 2 khẩu trang lớn, ok. Tường Vi Trang 3 bịch bé luôn. Rồi cái quần này Long đang cầm là mấy chị ra ngoài là 320 nha. Còn một cái duy nhất nè mấy chị, khoảng 58kg quay, 57kg quay về. Từ 50 đến 57kg quay đầu. Phá lấu và 6 phá lấu. Ok, bà Sáu phá lấu nha. Bà Sáu phá lấu là tao có gửi đầu cho bà mấy lần đợt dịch nè. Nè. Trên áp không có hả? Đi riêng, ship riêng đi á. Ship riêng đi. Rồi. Lan chút có sô-cô-la. 5 lớn 5 bé cho chị gì kìa. Chỗ thì chị có 5 lớn 5 bé. Chị lên ký hả chứ còn gì nữa, tiền lưu bu. Trời ơi, gần 60kg rồi gái ơi. Ăn không mừ, ăn rồi ngủ không. Bây giờ bắt đầu làm nè, mà nó từ từ. Ê, Tèo, quăng cho Ngân thùng khẩu trang cho nó bán đi.
lên mạng á, lên trang của Loan tải hình về đăng nha Lê Ngân. Rồi quần cho chị Trâm Thanh Lưu, rồi ok em sale tặng cho chị là 180.000. Hôm bữa Loan bán 23 trên đây nè, lấy vốn không lấy lời nè. À, khẩu trang trong nước hay nước nào? Dạo hàng xuất khẩu nha chị đẹp, hàng này là hàng đạt tiêu chuẩn. Hôm bữa em đăng á là nó có luôn một cái cả công ty luôn, em chụp nguyên cái công ty, thương hiệu của công ty luôn nha. Hàng này là hàng xuất khẩu để xuất đi ra các nước châu Âu chứ không phải là hàng thị trường có đâu. Tại vì mấy chị biết sao không, hàng này á là nghiêm ngặt đó mấy chị, có chứng nhận của Bộ Y tế, Công an đàng hoàng chứ không phải tự nhiên mà bán đâu. Cho nên là hàng này rất là an toàn. Mà mấy chị thấy đó, em về là em hết, em về là em hết. Nè cái áo này bây giờ em nói cho mấy chị nghe nè, mấy chị mua đi. Cái áo này là áo trung tuổi, dành cho 30 cho đến 60 tuổi, 70 tuổi cũng được. À, tốn như thùng khẩu trang bao nhiêu? Thùng là 30 bịch đó chị. Thùng là 30 bịch đó chị ơi. Chị lấy thùng thì hồi em tính cho chị ơi, tỷ bữa nay nó có giá lên giá xuống gì không tính cho nha. Em vẫn giữ giá cho mấy chị yên tâm đi, mua thùng luôn tính cho chị Tố Như nha. Ừ, Thảo đê thùng bé luôn. Bé hết rồi nha, bé đừng chốt nhiều nữa nha con. Bé còn 2-3 thùng à. À hỏi bé hả? Thùng cũng mà, ê, khẩu trang bé thùng tới 60 lận, vậy nhiều lắm. Khẩu trang người lớn thùng 30. Đó, rồi cái áo này. Rồi đây mấy chị. Em tặng cho mấy chị cái áo này, mấy chị nhận liền cho em đi. Mấy chị đừng nói gì nữa nha, 59.000 đồng em mua 2 cái 100. Nè mấy chị nhận đi rồi ghiền, 200 mấy một cái rồi. 59.000 đồng áo xanh. 2 cái 100 em lấy đẹp cho. Chết mẹ, cái này xanh nè. Giữa này xanh nữa, cái này xám đi. Nè mấy chị nhìn nè, 59.000 đồng xám mấy chị. Cho em xin 59.000 đồng xám, 60kg đổ lại vừa, 40kg đổ lên. Mấy chị thun cực kỳ đẹp luôn. Cái này là 59.000 thôi, Loan tặng cho mấy chị 52 cái 100 lo lấy đẹp cho mấy chị nè. Đây. Rồi sọc đỏ nữa nè. Cái này là hàng xịn lắm luôn. Chị ơi có quần sọt nam 60kg không? Ngân ơi còn quần trắng thôi à, nãy màu Loan like rồi. Hồi nãy quần sọt rin mềm Loan like rồi. 60kg là ngay luôn á. Ngay luôn á, mà hồi nãy size 30 là ngay luôn á. Trời ơi à. Để sót Loan để cho em nha. Rồi áo này 60kg vừa, Loan tặng 59.000 đồng một cái sọc đỏ. Mấy chị nhìn kỹ nè, 2 cái 100 nha. Thí dụ mua 2 cái thì 100 nha. Cái này là xanh dương nha. Bé còn nữa không? Lôi hết bé cho nó đi. À, thấy ta chốt bé cũng nhiều lắm á, thợ hồi cũng đủ á. Rồi sọc xám nè mấy chị. Tới giờ nó đi vậy, bàn giao luôn rồi đó. Rồi sọc xám cho mấy chị nè, 59.000 đồng mua 2 cái 100 luôn. Trời ơi mấy chị ơi nó mát, trời ơi mấy chị nhìn nè. Sọc xám nha, 59.000 đồng luôn, bán 2 cái 100. Rồi ai lấy thì lên mãi cho em nha. Rồi nó giống nhau rồi mấy chị. Sọc xám nè, sọc này là sọc nâu đi. À, sọc này là sọc xanh nha, sọc này sọc đỏ nha, sọc này là sọc sọc vàng đi. Cái này nó tự tự với nhau nè. Rồi chốt mã giùm em nha mấy chị. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Nè nè, chăm chăm áo nam nãy nợ ai trả nè. Rồi áo crop top hồi nãy là con bé gì nó coi đòi áo crop top bây giờ nó xuống rồi nè. Ý là hồi nãy nó đợi cái áo này nó mua nè, đặng mặc với mấy cái quần ống rộng giống như Loan vậy nè mấy chị. Bây giờ Loan còn được mấy cái ống rộng, cái quần áo crop top này nè. Người lớn á thì 55kg, sọc đỏ sọc vàng cho hàng đổ. Đúng rồi, đỏ, vàng là đúng rồi, vàng đó đó. Ừ, 100.000 hai cái nha. Rồi mấy chị, cái này là bây giờ á là con nít là 30kg, người lớn 55kg mua. Mấy chị nhìn nè, tại vì nó là crop top mà. Cái gì thấy không? Nè mặc áo lửng mà đẹp lắm mà chắc nè. Không lấy trắng. Không lấy trắng nha chị, nếu còn màu tối thì lấy. Ừ để còn luôn, để cho 60kg là 30 á. Rồi em sale cho mấy chị đẹp mình là 39.000 đồng con áo crop. Tặng luôn cho mấy chị 39.000 còn crop luôn. 39.000 crop luôn. Cái đầm này hàng hồi hổm em bán cho mấy chị nhiêu? À, 270 còn 150. Bây giờ vàng đầm này khoảng 50 cho đến 65kg mua nha. Đầm ăn đông. Đầm ăn đông. Mấy chị đẹp của em ơi, Loan tặng 100. Mấy chị nào mua trước đừng cự em nha. Đầm thái nè mấy chị. Đầm này là từ 50kg cho đến 65kg mặt đẹp. Đầm này từ 50 đến 65kg mặt đẹp. Em sale tặng cho 100.000 được 2 cái vàng. Để chầm, bữa nay bán 100 luôn chầm. Đau lòng được chứ.
cái đầm này mà mang dài ba ta đẹp lắm, 50-65 kg, 50-65 kg bao vừa luôn nha, có thể 75 kg cũng vừa nữa, nhưng mà đầm suông không sao chứ, có thể 75 kg vừa luôn. Rồi lên cho lon đầm vàng, lên cho lon đầm sọc, em tặng 100 cho mấy bà luôn. Trời ơi, bữa em bán 170 đó, sale dữ lắm rồi đó nghe. Nè mấy chị nhìn nè, mấy chị nhìn nè, mấy chị nhìn chắc rồi. Lót nam kìa, đưa lót nam thông hơi lại đi. Ê Nhí ơi, Mimi chạy lại lấy lót nam đằng ngay chỗ túi zip á. Túi zip á, 104 cái, cái lót đó ngon lắm. Tường Vi Trang còn khẩu trang không, còn khẩu trang bé không, lấy một thùng, ok chị. Chị ơi, một thùng nó tới 60 lận nha chị. Chị bán nhà thuốc. À vậy ha, rồi rồi, chị bán nhà thuốc không? Rồi ok, chốt cho chị Tường Vi Trang thùng 60 bạch đi. Lát Long tính cho chị. 100.000 đồng vàng. Rồi đầm sọc. Rồi đầm sọc. Đầm sọc hàng Quảng Châu, hàng Thái Lan, hàng xịn ơi là xịn nha, chứ không phải là hàng Việt Nam. Cho nên khi mấy chị mang dài ba ta lên là cưng xỉu, dài búp bê nha. Rồi em xem 100.000. Rồi lên cho lon mã đầm sọc, cái này hồi gieo lên luôn. Hồ chi có đầm sọc. Rồi mấy chị ơi, đai này em còn một cái đen duy nhất và một cái da. Mấy chị lấy đai đen hay đai da thì báo em nha, em xem 50. Nha. Đai đen hay đai da gì Long cũng bán 50. Mi cho đủ màu lên. Nguyên trần bấm luôn con. Mấy chị nó có nắp như vậy nè. Cho nên là từ 50 đến 100 kg mang được. Hiểu không? Khi mấy chị nào mà mập á, mấy chị xài nấc này. Rồi từ từ cái eo mình nhỏ lại, mình đi vô nè. Cho đến khi eo nhỏ lại nè. Nha. Rồi cho lon xin đai sọt, đai đen và đai kem. Đai kem ha. Hết rồi mấy chị, sale 50.000 mấy chị mua đi nha. Sale 50.000 luôn cho mấy chị đai đen và đai kem. Mấy chị ơi, bình thường mấy chị ngồi làm việc, mấy chị xiết cái eo lại cho em đi. Thì đường nào nó cũng có ra một cái eo con kiến thôi à mấy chị. Nha mấy chị. Chốt giùm em nha, đai đen và cái gì đai đen và đai đai kem nha, 50. Cái này em còn có một mà mấy chị ơi, cái này giỏ sách nha mấy chị, giỏ sách này đi về quê để đựng quần áo được 5 bộ đồ gọn gọn nè. Cái này dặn xách tay gần gần á mấy chị. Nè. Nè mấy chị thấy không? Mi cái này thấy không Mi? Nào có thấy hả con cái hả? Bốn đi, bốn cây chầm. Lấy đi cho má bốn set bốn cái. Tay kem 50. Chốt đi. Nè bốn cái quần lót nam của Nhật này nè. 100.000. Chị Hồ Hoa ok chị. Rồi nha, sale cho mấy chị 60.000, cái túi này có một người à. Hồi nãy mấy chị chưa thấy túi ủ nhiệt hả? Túi ủ mà ủ nhiệt á, giữ nhiệt lại á, lát lon lai cho. Túi du lịch 60.000, túi trống nè mấy chị nhìn, đơn giản. Túi du lịch 60 có 1 cái nha. Con cái. Ê, cái đai đen nó sợ không còn á. Minh Nhí ơi, hôm qua con nhìn trên đó còn đai đen không? Còn thì bán đi chứ tao không chắc đâu. Đai kem thì còn. Hà Lê có đai kem. Rồi, túi 60. À, khẩu trang 15.000 đồng một bịch nha. Cho mượn lại một bịch khẩu trang đi Minh Nhí ơi. Nó lấy chưa? Khẩu trang 15.000 một bịch nha chị ơi. Khẩu trang 15.000 đồng một bịch nha. Túi cho chị gì nào? Đây 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 đây. Túi có 1 cái à. Chị Lan Trúc có túi nha chị. 10 cái khẩu trang như thế này nè chị. Khi chị xài á chị, em thấy nó rất là hiệu quả. Nó bịt ở đây lại. Nó bịt ở đây lại. Lót nam 68 kg vừa không? Dạ vừa. Là hàng này nha, là hàng này là hàng Nhật nè. Còn cái hàng thông hơi á thì nó cũng là hàng của Nhật luôn. Nhưng mà hàng thông hơi á là chị thích loại nào thì chị lấy loại đó. Nè khẩu trang như thế này nè mọi người, bợ trên bợ dưới ngon. Vậy mới là vệ sinh, vậy mới là chống Covid được chứ. Mình khẩu trang mà mình đeo nó hồi hồi, nó đeo đau lỗ tai đó. Hồi hồi không được đâu. Cái này xài ngon lắm, 15.000 đồng một bịch khẩu trang 10 cái. Mấy chị mua 5 bịch khẩu trang á là 70.000. Rồi quần lót Nhật là như vậy nè chị ơi. Cái quần này em có đăng hình rồi nha.
cái quần này là người ta bán 65.000 một cái lận đó mấy chị. Vô mấy chị vô shop mấy chị coi đi, mấy cái đứa mà trẻ trẻ đó, tuổi xì tin đó, nó lại chịu cái quần này, nó không có chịu không hơi đâu đó. Thành ra là có nhiều người tùy theo người thích thôi. Cô tông này nè, cô tông này là free size nha. Thí dụ giờ con mình 45kg, 40kg là mình mua cho nó cho đến 70kg thôi nha, cho đến 70kg thôi. Thì đây mấy chị nhìn nè, bao nhiêu ký cũng vừa đó mấy chị thấy không. Rồi màu này đủ màu không á mấy chị, màu tối màu sáng nè. 100.000 đồng 4 cái quần, lên cho lon 4 lót nam hay 8 lót nam đi mấy chị nè, lên cho lon 4 lót nam hay 8 lót nam đi đó. Hồi xưa em bán quần lót này chạy lắm mấy chị. Bán shop á, em bán quần lót này đắt lắm. Bà kia mới vô mua lần 10 cái 20 cái, bà nói con bà là sinh viên học á, đi học ở ký túc xá đó, mà treo quần lót nam như vậy nè, mà mua cho nó là 100 mấy một cái không đó, rẻ nó không mặc đâu, hàng xịn vậy nè, mà mua về á là đi vô đó nha, nó phơi á người ta lấy mất quần lót, mất đó mấy chị, đưa cho má lại thông hơi đi mà mất á mấy chị, mất giờ bả thì phải đi mua hoài mà mất mà không biết mất đường nào. Ừ, mất mà không biết mất đường nào, thành ra là mất thì không có mặt mà phải đi mua hoài á. Bả mua em lần mấy chục cái, một tuần nó đi học nó về một lần là hao quần lót thấy sợ luôn. Bả nói vậy đó. Khẩu trang không có đen chị ơi, khẩu trang á thị trường có đen đó, nhưng mà sao em thấy đen có ai mua đâu mà bác. Khẩu trang á khi mà cái người nam hay người nữ, người nhỏ hay người lớn, người ta đều đeo màu trắng thấy rất là hay đó. Một thùng là 30 bịch chị ơi, một thùng là 30 bịch nha, một thùng 30 bịch là nhiêu ta, một thùng 30 bịch là tính 400.000 đi. Tại vì Long cũng lợi ích lắm mấy chị, tiền cước tiền đồ nữa. Chị Nguyễn Hà ok chị My, 8 cái này cho Nguyễn Hà đủ màu. 8 cái này 200.000. Rồi chị Nguyễn Thị Hồng Tươi là 4 lót này. Quần lót này có ba có bản nhỏ không? Ngân ơi, cái quần lót này là bản 2 3 phân, 2 phân rưỡi á. Còn bản nhỏ là nó qua thằng Nhật kia. Nè cho coi cái này là bản nhỏ nhưng mà thông hơi. Nó như vậy đó. Nó như vậy á. Ê, cái quần lót 10.000 cái còn hàng không? Không hả? Còn sót không? Như băng 4 cái. Như băng là 4 cái thì con cứ việc bấm đi, Mi để sẵn rồi đó. Mấy chị mua 4 thì 100, mua 8 thì 200 vậy đó. Chứ không mắc đâu mấy chị, tính ra 25.000 mắc đâu. Đây là thông hơi nè chị ơi. Thông hơi này Mi còn size 3, 2, 3, 4 hả Mi? 2, 3, 4. Rồi quần lót nam này là Long chốt cho mấy chị là từ 60, từ 60 cho đến 100kg. Từ 60 cho đến 100kg. Chị Lệ Thi ơi, chị lấy chị Lệ Thi lót, lót vừa chị Lệ Thi ơi. Vừa nha chị Lệ Thi, con ơi chốt 4 quần lót cho chị Lệ Thi. Khẩu trang 15.000 đồng một bịch, như vậy là 10 cái. Chị Tiền Nguyễn ơi mua 5 bịch thì 70.000 chị Tiền Nguyễn ơi. À, Việt Anh ơi vừa nha chị ơi, chị lấy thông hơi là lấy cổ tông chị. Ok chị Vi phô nha, chị lựa thêm mềm em nha. Chị ơi cái quần này có size nha, từ 60 cho đến 100kg. Ai lên lót thông hơi kèm ký vô, lên mã thông hơi kèm ký. Còn mấy chị lấy quần lót cô tông thì mấy chị bấm cho em là 4 quần hay là 8 quần thì Long mới biết. Chứ mấy chị đừng bấm là vậy là Mi thông hơi á, 10 cái này lấy cho chị tốt như 3x đi con. 10 cái 180, 5 cái 90. Quần lót này bận im lắm. Thanh Trúc lấy 2 áo 100 với Mi rồi. Áo nãy đâu rồi Mi? Lấy 2 cái đẹp đẹp cho Thanh Trúc. Hình như dưới đây nè Mi. Ngân 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 ơi, ngân ngân cái này không có nhỏ L. Chiếc sao đi. Trà Lê 4 cái đủ màu, trà Lê là quần cô tông Nhật. Trà Lê 4 cái đủ màu. Trà Lê 4 cái đủ màu. À dạ ok chị Lệ Thi. Chị nào lấy quần lót nam á, thông hơi hay cô tông báo em nha, để em chốt không có lộn. Mấy chị ăn hạt dẻ Nhật đi. Một bịch dần dần luôn chỉ có 75.000, 79.000 đồng thôi. Hạt dẻ Nhật. Em xả tặng cục này nè.
em xả tặng cục này nha. Còn là học xịn không à. Mấy chị 320 cái đầm này nè, hàng ăn đông. Sáu chục ký quay đầu, 40 ký đổ lên. Chúc Linh còn đó không gái ơi, sale tặng em 100 ngàn. Viên Thần có hai hạt dẻ. Hạt dẻ ngon quá mấy chị ơi. Hạn tháng 3 2022, mấy chị mua về mấy chị ăn cái hết liền. Về khui ra như vậy nhà này mấy chị bỏ vô tủ lạnh nha. Chưa khui thì để được nha. Còn khui rồi thì mấy chị nhớ bỏ tủ lạnh nha. Bỏ tủ lạnh ăn cho nó ngon thêm thôi. Mà để lâu được. Còn chưa khui thì để ăn sao được. Rồi chốt cho Lon đầm 100 nè, xịn nè. Cái này hạn đông. Nè, cái áo đỏ này nè. Nè, nãy em nói áo đỏ này là 200 mấy cái nè. Đầm cho Hương Quỳnh. Nguyệt Anh 4 cái quần lót mi ơi. Đầm cho Hương Quỳnh. Đầm cho Hương Quỳnh ở đây nè. Quỳnh Hạnh có bồi Hữu Trang. Nè, nãy em like cái đỏ mà nhiều chị mua lắm mà em không có hứa, em nói về kho có thì em rút em quên rồi. Thì bây giờ em sell cái trắng này trước đi, 75 ngàn, 58 ký vừa nha. Chốt cho chị Ái Loan 1 chai táo, nước hoa táo, 1 chai nước hoa xịn. Táo nằm đây nè, với 1 chai nước hoa xịn. Rồi ok chị, để Loan lấy cho chị luôn nè. Chị Ái Loan, rồi trắng 75. Ngân Nguyễn Thanh bồ bùi ma tay dài còn, dạ còn, để Lon lên tặng luôn cho chị nè. Chân dài nhà Lon còn 4-5 chai à. Chân dài nè, nước hoa vũ nữ chân dài còn 4-5 chai mà chai này ngon nè, áo trắng ai hả? Chị Trần Phụ có nha. Chốt lại vài người. Nè chị ơi, táo nè. Nè. Cái này làm hàng xịn á. Ủa mi ơi, có nghe nè, bữa bán nhiêu rồi? Trời ơi, giống quỷ ghê á. 300 mấy 400 ngàn bán 125. Rồi bây giờ em chốt chị Ái Loan nè. Bánh sữa chua còn để em lên cho chị Hạnh nè. Nè chị, em chốt cho chị chai này nè. Em bữa em bán 3,5 á. Nè chị ơi, em chốt một chai táo với chai xịn là về nha. Chai nào cũng ngon hết á chị ơi. 125 nè, thấy ghê không? Hộp gỗ nữa trời ơi. Chị ơi, Ái Loan ok chưa? Ok thì Lon để cho 125 nhân 2. 125 nhân 2 đi. Ai mới kêu bánh vậy? Mấy chị ơi, nhà em còn 1 ký bánh mochi nè. À 100. Nhiêu ta? Cái này chắc 1,5 ký quá. Mấy chị ơi, mochi còn nhiêu đây á, là bây giờ em cân hết cho mấy chị nha. Ai ăn mochi báo đi. Bây giờ cái này chắc 1,5 ký quá trời. Em bán hết nhiêu đây 100 ngàn nè, ai ăn ha. Một thùng là gần 200 ngàn đó. Nè, bánh sữa chua nè. Rồi, bánh sữa chua nè. Rồi, cá mồi Thái Lan nè, 124 đó. Em bán cho mấy chị là 109.010 hộp mà hàng của Thái Lan. Hạn sử dụng tới 2024. Cháo trắng thì gọi vài người đi, không chắc đó nha. Cái đó là em không chắc nha mấy chị. Mình cũng có trắng. Rồi, ai ăn cơm trái Nhật đi rồi kìa. Lê Thảo có đó. Kéo Nhật nhà Lon còn 2 cây nè, sale 50.000 cây. Kéo Nhật còn 2 cây, ngày hôm qua nhiều người mua không có. Xót hàng, hai cây kéo. Rồi mấy chị để em lên cho mấy chị coi nè mấy chị. Để em nói cho mấy chị nghe. Cái bánh sữa chua ông già này nè, là cái này á, là bánh lan cuộn. Nó có sữa chua 12 cái bánh như vậy. Nha mấy chị, mua đi em có xịu à. Em sale cho mấy chị 30 ngàn nha mấy chị. Hạn sử dụng tháng 4 2022 nha. Lan cuộn nè, chị nhìn hình nè. Lan cuộn sữa chua. Lên cho mã lan cuộn 1 bịch 30. Mấy chị muốn mua nhiêu mua. 12 cái nha, 12 cái nha mấy chị. Kéo ai kéo 50 nè. Kéo 50 rồi mấy chị ơi. Rồi 30 ngàn lên mãi giùm em là bánh lan cuộn. Bánh lan cuộn 30 ngàn. Bánh lan cuộn 30 ngàn. Ngân Nguyễn Thanh có bánh mochi. Bánh mochi á. Bánh mochi á thì. Này rớt vậy. Bánh mochi á thì
bán 700 ngàn hết đi, gần một thùng luôn á, mochi 100 ngàn đi hết luôn, nhiều lắm á, tính để ăn á. Rồi túi 60 lon hết rồi chị ơi. Nè nước hoa cô Vũ Nữ nè, còn mấy chai xe 40 cho lụm lụm đi, đừng nói nữa em tặng cho. Chưa bao giờ chai nước hoa nào làm mấy chị hài lòng bằng chai này. Lẹ nha, 40 hết rồi, còn 4-5 người à, 4-5 chai rồi hết. Nước hoa chân dài 40 nha, tặng nè. Chị là Kim Lo ở đâu vậy chị? Chị, số là chị cho số cái em biết chị ở đâu à. À, kéo Nhật dồn cho chị bà Sáu khóa lấu. Rồi hết, hết Nhật. Lan Chút có 2 bịch bánh. Rồi Lan Chút được 2 bịch bánh. Cái bánh đó người chị kia ăn hoài luôn á, mê lắm. 30 ngàn. Áo sọc 50. Rồi. Ừ. Rồi cái này là lên cho Lon. Giờ cứ ghi tên lên nha để người ta tặng. Tiên Cẩm lấy chai nước hoa chân dài. Cái này là mấy là bánh Đài Loan. Mấy chị kia ghi cho em là sữa chua Đài Loan, 1 kg 175, 1 thùng 340, cái này mới là ngon nè. Cái này là nhất cái nắp luôn. Như Văn bánh lan cuộn 30 kìa con. Nguyễn Trang lấy Vũ Nữ, ok nè mấy chị coi nè. Sữa chua nè. Em ăn cái này giết mẹ mập á. Bởi vì nó ngon quá, nhưng mà em nói cho mấy chị nghe, cái này là tiêu quá nha. Ăn nó không có ngán, bởi vì nó tiêu quá được. Nó có sữa chua trong, chua chua. Mình ăn mình tiêu quá tốt lắm mấy chị, không có sao. Cái này là ngoài là bánh mì. Ai ăn cái này biết. 1 ký là 175 ngàn đồng, nhà em sắp hết rồi. Ngon lắm mấy chị. Cái chị Thanh Trúc đó bấm cái túi dự bị đi, hồi về bển kiếm có lấy cho. Túi Adidas đó. Rồi cái này 1 ký 175, 1 ký rất là nhiều nè. Thơm Nam hả? Ừ, đợi em xíu. Thơm Nam 1 ký nhiều lắm mấy chị ơi, 175 ngàn 1 ký nha. Mấy chị nhớ nha, mua là phải mua bánh ngon như vậy nha. Còn mua rẻ không bánh ngon được đâu. Lan Chút hai bánh lan cuộn có rồi. Cái này về nhớ bỏ tủ lạnh nha. Nó chua, nó cái bánh sữa chua này bỏ tủ lạnh ăn nó rất là đã luôn. Chứ mấy chị đừng có bỏ ngoài, bỏ ngoài cũng được hả? Cái gì chân dài trong tủ mà. Nhí coi kỹ cho nhí. Nhí coi kỹ cho nhí. Bữa trong tủ tao lấy tao dời ra ngoài rồi ai biết. Thì thu Diệp có hai khẩu trang lớn. Ủa sao tao tài lanh quá vậy? Vậy là cái chai đó là Tiên Cẩm đầu tiên nha. Chai đó Tiên Cẩm đầu tiên. Rồi mấy chị lên cho Lon là sữa chua Đài Loan là 1 ký 175, cái này về không có hàng luôn mấy chị nha. Một thùng là 2 ký 340 nha mấy chị, mới là ngon nha. Rồi lên cho Lon là miếng trùng thánh nha. Miếng trùng thánh nhà Lon còn 5 thùng, mua giùm Lon mấy chị. Miếng trùng khánh nhà Lon còn 5 thùng, mua giùm Lon mấy chị. Mấy chị mua giùm Lon đi. Miếng trùng khánh nhà Lon còn 5 thùng. Một thùng là 6 hộp như vậy. Mấy chị hôm bữa Lon like 99, Lon tặng 69. Ai nhanh được 5 thùng. Ai nhanh được. Cái này đố tụi bay biết này để đâu nè. Còn có 5 thùng. Nó khuất luôn rồi. 5 thùng. Miếng trùng khánh 99 Lon tặng 69 Lon lỗ đó. Mấy chị lẹ nha, miếng trùng khánh này nó chua chua cay cay mà ngon dữ lắm mấy chị ơi. Mấy chị về đi làm mang theo ăn giữa giờ. Cái này là sợi miếng dai mà hải sản ngon lắm mấy chị ơi, chua chua cay cay, ăn đã lắm luôn á. Rồi. Hết rồi, cho nên Lon tặng cho mấy chị đó, có đơn kèm vô. Chứ bán gì nữa. Lỗ đó. Rồi, mấy chị ơi, Lon có đầm xịn. Lon có đầm xịn này Lon sale tặng cho mấy chị một người nha. Ủa dễ thương mấy chị nè. Chị thấy cái đầm không? Đó, đầm ghiền không? Đầm này khoảng 58kg vừa nha. Cái đầm này em bữa Lon bán 150, Lon tặng 70 ngàn, ai chốt được. Một cái duy nhất nha, đầm dây nè. Rồi, đầm dây nha mấy chị, đầm dây. Rồi, cái này là hết rồi mấy chị ơi, hàng xịn nè. Mấy chị đầm này đầm xịn của em, 100 ngàn cái rồi.
Rồi lên cho Lon đầm hoa Lon xeo 100 luôn. Đầm hoa là 55kg vừa. Đầm hoa 55kg vừa xeo 100 luôn. Mấy chị nhìn hàng nhớ nha, đầm này là mấy trăm lận nha. Lên mã giùm em là đầm hoa nha. Mấy chị đừng có bấm đầm không thì em biết cái nào đâu nha. Rồi lên cho Lon mã đầm hoa 100.000. Những cái đầm này là đầm xịn của shop mấy chị yêu nha, thật lòng luôn á. Rồi cái này là lên cho Lon đầm cặp nè, mắc tiền đó nè. Đầm cặp là như vậy nè, nhìn nó phối phối Hàn Quốc nha. Đó, con nít là 35kg và người lớn là 50kg giùm em nha. Cái đầm cặp này Lon sale tặng 100.000 luôn cho mấy chị mình đầm Hàn Quốc nè. Mấy chị ơi, đầm này mấy trăm ngàn, 400-500 lận nha mấy chị. 35kg là con nít, người lớn là 50kg, 52kg quay đầu cho em nha. Đó. Cái này nó dây kéo nó nằm phía sau á mấy chị nha. Hồ chi lấy đầm hoa, cái đầm đen á, đầm bông nhí á, bông ở đó. Rồi cái này là đầm đẹp lắm mấy chị ơi, đầm này xịn nha mấy chị, đầm Hàn Quốc nè. Bán 100.000. Rồi lên cho Lon mã đầm cặp 100.000. Này mua cho con nít nhà mình 30-30 kg đi là nó mặc tốt được đó mấy chị. Trời ơi, em sale cho banh nóc nhà đó. Xả hàng bữa nay thôi, ngày mai không có xả nữa đâu, xả hoài. Rồi cái này là đầm bông cam nè, cái này đẹp nữa nè. Mấy chị nhìn hàng nè. Đầm bông cam nhất cái nách luôn mấy chị, nhìn nè. Đầm bông cam nè mấy chị nhìn nè. Đẹp nhất nách luôn. Đó, đầm bông cam. Đầm bông cam khoảng 52-53 kg nha. Rồi bán 100 luôn mấy chị, nhìn bên trong nó thun lụa nè. Đẹp nhất nách luôn. Rồi đầm bông cam này đẹp xỉu luôn. Mấy chị nhìn hàng nè. Rồi hàng của nhà Lon mà mấy chị đừng có lo gì hết. Đầm Hàn Quốc cho Hồ Chi là cái này là 100.000. Hốt đi chị, hốt đi chị. 300 mấy mà em dám bán giá này, chị lụm đi có 100.000 bạc mà về chị nhận một cái đầm cực kỳ xịn luôn. Chứ bây giờ 100.000, 200.000 trả lợi địa chỉ đi mua hàng được Việt Nam thôi. Còn hàng này đó là sale mấy trăm ngàn mà em sale á. Thu Nguyễn là đầm cặp luôn, bỏ phiếu vô. Rồi đầm này là đầm bông cam 100.000 đồng. Nè cái đầm này em bữa nhiều người hụt lắm nè. Đầm cúc nha mấy chị. Đầm cúc nè. Đầm cúc này khoảng 60kg vừa. Em tặng 100 luôn, 60kg vừa mấy chị nhìn nè. 60-60 mấy ký cũng vừa nha mấy chị. Có túi nè. Đầm cúc này 60-60 mấy ký cũng vừa đó mấy chị. 65 ký cũng vừa đó. Em xả banh cái nóc nhà luôn rồi đó. 60-65 ký cũng vừa nữa mấy chị. Rồi xe 100.000. Đầm cúc này chị Thảo Hương Như hốt đi chị. Trời ơi còn hai con đầm cúc nè, mua giùm Lon đi. Rồi đầm cúc là 60-65 ký cũng vừa nha, hàng xịn nè. Trời ơi má ơi nó đẹp trời ơi luôn. Em bán như vậy cho mấy chị rồi, mấy chị bận cho nó khỏe, đi chơi đi Tết đồ cũng được. Muốn dài thì cho xuống, còn muốn ngắn thì nằm đây. Rồi xe 100.000 đầm cúc 65kg quay đầu 50-55 đổ lên, mấy chị nằm muốn mặc phối cộng dây eo ở đây cũng đẹp. 65kg cũng vừa nữa. Đầm cúc đẹp lắm nha. Lụa mà. Đẹp lắm mấy chị. Rồi cái này là đầm bông rơi. Bông này đẹp. Ủa cái nãy má chưa đưa cái chai này hả? Của ông Tiên á. Còn mấy người kia hồi tìm được thì chốt. Cái đầm này 50kg quay đầu. Cái này là bông rơi. Bông rơi này hơi nhỏ, Lon tính cho mấy chị là 75.000 đồng. Bông rơi 75.000 đồng. Bông rơi 75.000 đồng. Rồi bây giờ like sữa tắm Coco đi, còn vài chai nè. 40. Tưởng nhiều. Mới bán 40 giờ hết rồi. Bông rơi Lon sale 75.000 đồng. Đầm đen. Thủy Nguyệt của bông rơi. Đầm đen này đẹp tét cái nách luôn. Ăn sao nó có trần thun. Đầm đen Lon tặng cho mấy chị là 80.000. Bông rơi hết rồi mấy chị. Đầm đen Lon sale cho mấy chị 80.000. Rồi cái nằm này nằm hết rồi nha, có một cái bấm số 1, cái này áo. Rồi 270 một cái, áo Hàn Quốc. Áo Hàn Quốc. Cái này em bữa Lon mặc Lon bán quá trời luôn, 270 một cái, mấy chị nhớ không? Mấy chị cột cái eo ở đây nè.
còn cái này cái nơ nè. Rồi sale 70.000 cái áo, ai nhanh được. Rồi tạo hết rồi đó. Hôm nay em chốt chị rồi. Rồi cái này bông vàng nè. Bảy mươi lăm ngàn tặng luôn. Bây giờ em tặng rồi thì em mấy chị ơi lẹ lẹ nha, đừng nói nữa. Vàng nè, Mỹ Quyền lẹ em ơi. Thanh Linh lấy đen kìa, Thanh Linh lấy đen, cầm đen á. Áo cho Nguyễn Đăng Pha, đúng đúng rồi, 80. Rồi áo thì của chị Nguyễn Đăng Pha 70. Rồi rồi cái này vàng 75 luôn tặng. Cái này là đầm hồng nha, cái này 300 mấy con nè, áo Hàn Quốc, đầm Hàn Quốc. Cái này thì nhon nhon thôi, 48 kg chở về nha, con tặng 70. Mấy chị ơi em nhắm mắt nhắm mũi em bán đó, mấy chị mua đi. Em nhắm mắt nhắm mũi em bán đó, mấy chị mua đi. 50 kg chở về đầm hồng 70. Em nhắm mắt rồi đó, chứ em mở mắt lỗ quá không bán. Em nhắm mắt để cho nó qua chuyện. Rồi 70.000 cái đầm hồng, 50 kg quay đầu nha. Rồi ngày hôm qua ai hụt cái này, hôm nay còn sót vài cái nữa là hết rồi. Bây giờ em còn túi trắng một cái, áo có một rồi. Đầm hồng của ai? Bấm đầm hồng chứ. Bấm đầm hồng chứ, mấy chị bấm vậy em không chốt đúng được. Áo hết rồi. Cái túi này là ra ngoài là 200-300 ngàn đó mấy chị. Em sale có 79 ngàn. Nè mấy chị ơi, cái túi bộ này là màu xanh coban, màu đỏ và màu trắng là hết luôn rồi nha mấy chị. Rồi em sale 79 ngàn túi xanh. Rồi lên cho Loan mã túi xanh nha, 79 ngàn đồng. Hết rồi, ngày hôm qua được có 50 cái mà người ta một người mua 5 cái không. Dạ ok chị. Rồi lên cho Loan túi xanh 79 ngàn đồng. Hết rồi nha, bữa nay nó hết rồi. Ngày hôm qua một người mua 5-6 cái không. Rồi túi trắng một cái duy nhất nha, Adidas nè. Phải không? Ờ đúng rồi, Adidas nè. Cái này là túi thời trang á mấy chị nha, 79 ngàn đồng. 79 ngàn đồng túi trắng có một. Rồi túi đỏ luôn 79 ngàn đồng. Mấy chị nhìn nè. Ờ chốt mà không có chốt cho Khanh, bỏ ra rồi. Rồi đây nha, bộ này Khanh vừa nè Khanh ơi. Bộ này Khanh vừa nè, 200 mấy, xe 100 nè. Rồi lên cho Loan bộ xanh ngọc 60 kg vừa. Bộ này đẹp lắm nè. Bộ này hả? Bộ này chắc 50 cũng vừa đâu. 57 kg vừa nha mọi người, 40-57 kg vừa. Bộ này em bữa Loan mặc nè. Rồi bộ này đẹp lắm mấy chị, hàng xịn nè. Rồi bộ xanh ngọc Loan xe 100 ngàn. Rồi Sophie Trang có túi trắng. Rồi bộ xanh ngọc Vi Phương túi xanh lên số em chị ơi. Rồi bộ xanh ngọc nè, bộ xanh dương và bộ vàng 100 ngàn. Phan Thúy có túi đỏ. Đỏ bộ này rất là đẹp luôn, hôm bữa Loan mặc đó mấy chị nhớ không? Hôm bữa Loan mặc đó mấy chị nhớ không? Bộ này nè, còn nhiêu đây nữa đứt rồi. Nguyễn Nhung có túi xanh. Chị Hồ Chi sao quá chị ơi. Trời ơi, em sale rồi mà ai trước không đọc chứ, ai mà đi đấy người này đưa người kia không biết nữa nè. Túi xanh cho Nguyễn Nhung có không? Rồi. Rồi lên cho Loan bộ vàng 100, bộ xanh này là bộ xanh dương 100. Đẹp lắm mấy chị em ơi. Bộ xanh dương 100 còn có bộ nè. Đẹp lắm mấy chị em ơi, đẹp lắm nha. Bận đi mát lạnh luôn. Nó là vải lụa, đã lắm. Rồi là bộ xanh dương 100. Rồi Loan có mấy bộ này đẹp nè, lên cho Loan lụa cam. Bộ này hổm bán 140, bây giờ em bán cho mấy chị còn 2 bộ nè. Còn 2 bộ lụa cam nè mấy chị ơi. Để chị nhìn nè, mã nhà chơi nha. Đó, 140 em tặng 60 được hai chị nha. Nè, nhanh tay nha. Em tặng rồi đó. Trời ơi, chứ mấy chị biết không, 100 lẻ mấy vốn của em đó mấy chị. 60 ngàn được, nhanh tay nha. Rồi, lụa cam.
60. Rồi về lặn bộ đó. Về lặn bộ. Rồi lụa xanh 60. Xanh ngọc bộ. Xanh ngọc là cái bộ dưới đúng rồi. 100 ngàn. Phương Nga, Phương Nga có xanh ngọc, Phúc Lộc Phạm Thị có xanh ngọc. Huệ Lê á, bấm Huệ Lê cái. Cho nhí chốt khăn luôn. Dạ ok chị Huệ Lê nha. Bộ này để lại bận. Phúc Lộc. Em có bộ cam rồi. Rồi 60 ngàn bộ lụa xanh. Chị Phúc Lộc hết like cọc cạn giùm em nha chị ơi. Phúc Lộc cọc 100 ngàn. À, rồi thấm chân khẩu trang 15, ok thấm chân, khẩu trang cho thấm chân 15 ngàn. Rồi bộ xanh này, bộ để ăn lấy bộ xanh để em. Rồi em có quần lót này cho nhìn cái nè, đẹp hú hồn luôn. Một hộp lót về 5 cái nè. Hạnh Lê lấy bộ này 60. Rồi mấy chị. Đây nha. Rồi 69, 79 ngàn đồng mấy chị ơi. 60 kg vừa. Đẹp xỉu xìu xiu luôn. 60 kg vừa. Mai hai đáy nè, lộng lẫy không. Rồi lót nè, lót nè. Lụa cam của chị Nguyễn Trang 60. Nguyễn Trang năm số đi chị. Rồi mấy chị lên cho lon mã lót nha mấy chị. Lót xịn 60, 79 ngàn đồng. Em có 3 cái quần này mấy chị bấm liền nha. Em có 3 size nha mấy chị ơi. S, M, L. S, M, X, L. 3 size nha. S, M, X, L. Bây giờ em mở cho mấy chị coi nha. Lót cho chị Lê Ngân. Lót 79 của chị Lê Ngân. Lê Ngân lên số luôn chị ơi. Mua thêm nha chị, rồi sẵn đi đơn nha, chứ em không có giữ hàng đâu. Rồi đây mấy chị ơi, cho coi mấy chị coi nè. Chết mẹ bận quần này sao bận. Nè mấy chị nhìn. 55kg là XL, 45kg là size S và 50kg là M. Mấy chị ơi, comment cho em size hoặc là sên lên số ký cũng được. Mấy chị không rành size, mấy chị bấm ký cho em được 3 con. Nha mấy chị, quần này thì em bữa lon la, bán 140, lon lai 95 ngàn. Hôm nay lon để cho mấy chị 75 ngàn đồng. Lên size cho em nhé. Rồi lên size đi mấy chị, lên size được 3 cái. Thu Nguyễn 2 hộp lót là nhí cầm. Thu Nguyễn có 2 hộp lót nha okay, chị. Ok chị Thu nha. Nè cả nhà mình 270 sale cho mấy chị 100 ngàn đồng. Cái đầm này cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị ơi, đẹp nhất cái nách luôn. Ồ có nón nữa bây. Đầm này như được con cái à nha chăm. Này lộn vô. Đầm này là tuổi xì tin khoái lắm mấy chị ơi. Rồi là cái đang mặc nè. 75 ngàn đồng. Hạ quá trời. Hạ quá trời. 75 ngàn đồng. Còn M với S nha. Diễm Châu à, đang nợ chị Diễm Châu khẩu trang hay gì kìa chị nói rồi phải không? Ý là bây giờ chốt đi. Nè. Bây giờ về thì chốt cho người ta liền đi. Rồi từ 50 đến 70 kg cái đầm sọc này có một thôi mấy chị ơi, có túi nè. Đầm sọc đẹp lắm luôn lẹ mấy chị ơi, đầm trái bí nè. Cái nách được một cái à. Cái này sợ không có nhiều quá. Rồi liễu trần hết chị ơi. Còn M với S nè, 75 ngàn đồng. Lẹ giùm em nha, hàng Zara nè. Chị bấm liền chứ để hết nè. Hành Lê đầm hay gì chị ơi. Chị phải bấm đầm chứ. Bấm trăm rồi hồi đầm lum nữa nha. Rồi bộ này là hàng xịn cho em nha. 109 vốn nè. Em tặng cho mấy chị 100 ngàn đồng. Bộ chữ NY. Hàng này là hàng xịn nha. Mấy chị nhìn cái bịch là biết rồi. Xót lại nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lên cho lon bộ chữ đen 100 ngàn. Ủa cái này con trai cũng được vậy ta. Nhà mình có con trai 40-60kg mặc được nè. 40-60kg mặc được nè. Rồi lên cho lon chữ đen 100 ngàn nhìn hiệu nè. Chứ không phải hàng rẻ đâu mọi người nha. Em mua cao lắm nha mấy chị. Em không đưa vô gần được rồi. Rồi bộ đen 100 ngàn. Bộ đen 100 ngàn. Đưa cái set 3 món lên sale tặng luôn đi.
ngay đó đó. Điểm cho em chốt rồi chị. Quá xuất sắc hả? Cảm ơn Khánh Vân. Chốt 5 bịch khẩu trang cho Diễm Châu dạ. Bộ này có một thôi nha chị em. Bộ này là có một thôi nha. Bộ này 270 nè, hàng xịn nè. Từ 50 cho đến 70 kg mặc được bộ này, sale tặng 100 nè Khanh ơi. Hàng xịn nha Khanh. 50 đến 70 kg nè mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm. Em còn một bộ em tặng 100 ngàn. Mấy chị ơi thấy mê luôn mấy chị ơi, chất nè. Mê luôn, còn bộ à, hàng chi, để hoài. Bộ này đẹp lắm, bộ nu 100 ngàn, đẹp xỉu luôn mấy chị mua đi. Đen chữ cho Phúc Lộc. Rồi, bộ nu 100 ngàn. Nó còn sót cái quần có ai lấy không? Quần này khoảng 58kg quay về nha mấy chị. Quần này 320, đâu sale 180 nha. Ra, đen chữ có mấy rồi. Chị Trang Nguyễn có đen chữ. Rồi lên cho Loan quần này đẹp lắm mấy chị. Đây nha. Bà Sáu Phá Lấu kìa. Bà Sáu Phá Lấu có đen. Trang Nguyễn có nu. Nu 100 ngàn. Quần xịn nha, còn một con duy nhất mấy chị yêu. Rồi xếp hàng xếp xịn luôn. Xếp xịn này là mấy chị mua đi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Có đen chữ. Xếp này là 100. Xếp này 55kg vừa. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Bây giờ bộ trắng. Bộ trắng, bộ nâu, bộ cam, bộ hồng, 4 màu. Mấy chị ơi, đẹp chưa mấy chị? 55kg quay về. Bộ này là hàng xịn 270 lận đó. Em để cho khách yêu mình làm 130.000 bữa nay đi. 130.000 bữa nay. Rồi lên cho Long bộ cam nè, mấy chị nhìn. Rồi, lên cho mấy chị ơi, nhận được bộ đồ này đi rồi ghiền nha. Má ơi cái chất nè. Ôi ôi. 270.000. Bán 130 bộ cam. Bộ này đẹp dữ dằn luôn. Mấy chị thấy không, hàng xịn nè. Bộ này là bộ trắng. Cái này là set mua đen chứ không phải là bộ đâu mấy chị, cho nên đi tiệc được nha. Trời ơi, mặc cái này mang túi xách lên, trời ơi. Đẹp dữ lắm mấy chị. Nè mấy chị coi nè. Cái quần của nó thấy ghiền mấy chị. Lưng cặp cao nữa. Rồi lên cho Loan bộ trắng 130. Rồi bộ này là bộ nâu. Bộ này là bộ hồng, bộ nào cũng đẹp nha. Mấy chị bấm đi. Đẹp xỉu luôn. Hôm bữa Loan đâu có like 130 đâu mấy chị. Bộ hồng nè. Trời ơi, ai mà mua chúng bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, ai mà mua chúng bộ đồ này ngon lành luôn. Nè, bộ đen của chị Hồ Chi. Bộ, ủa, đâu có bộ đen đâu. Bộ đen của Hồ Chi là cái bộ thun chữ đúng không? Thun chữ NY đúng không? Bấm cho Hồ Chi đi, hình như NY á. Ừ. Bộ trắng cho Nguyễn Vi. Ờ, nhất cái nách luôn Nguyễn Vi ơi. Hồ Chi, à Hồ Chi bộ trắng luôn là cái này mới đúng. Rồi hai người lẹ đi. Rồi lên cho Lâm bộ hồng. Bộ cam chị Thu Nguyễn. Đẹp nhất cái nách luôn mấy chế ơi. Ồ nó đẹp nè. Thu Nguyễn có cam. Rồi lên cho Loan bộ hồng. Bộ hồng. Má ơi giận, giận giải ghiền luôn. Rồi lên cho Loan bộ hồng mấy chị nha. Bộ này sang nè. Lên cho Loan bộ hồng. Đây là bộ nâu. Lên cho Loan bộ nâu. Bộ nâu nè. 55kg quay về nha chị Huệ Lê ơi. Em bao luôn á, bao 55kg quay đầu á. Nè, yên tâm đi. Em đã nói bao nhiêu ký là phải chuẩn bao nhiêu, chị đừng có lo gì trơn, chuẩn luôn. 55 quay đầu, 48 trở lên mặt đẹp. 55 quay đầu, 48 trở lên mặt đẹp. Nâu cho em nha. Nâu, nâu, nâu. Nâu, nâu, nâu. Hàng set này là thường không có mai to thầm đâu. Tại vì hàng này đó là hàng hàng nghiêm chứ không phải hàng sale, mà tự động mình sale thôi. Chứ không phải hàng sale mấy chị, hàng chuẩn. Hot girl, nghĩa là nếu mà mình mà 6 mấy ký không có hàng chiều phải đi mai, còn hàng này nó mai chuẩn vậy. Xuất sắc luôn, bộ nâu nha. Xuất sắc mấy chị, em nói thiệt luôn á, nhận đi kìa. Ê, ai hụt bộ này? Hồi nãy ai hụt bộ này? Hồi nãy ai hụt bộ này? Phúc
lọc có bộ hồng. Hồi nãy bộ này lên cho Loan Thái cam 75.000 đồng, từ 40-60kg con nít mặc được luôn. Hồi nãy ai hụt em không nhớ luôn, bị lòi ra này. Hồi nãy rất là nhiều chị hụt, em nói hết rồi mấy chị ơi, sao giờ còn chà. Thái hồng, quên thái cam nha mấy chị, thái cam giá 75.000 đồng nè. Bộ thái dài nè, em có màu đỏ nè, Nguyễn Vy có hai khẩu trang, em có màu tím nè, Nguyễn Vy có hai khẩu trang. Bộ này 140-100 nhận đi nói chuyện, rất là xịn Lê nha. Lê Ngân có thái cam, thái cam là 75.000, không biết ai hụt mà Lê Ngân được. Đẹp lắm chị, bữa lần mặt online sạch rồi, pin chữ pin nè, dễ thương lắm mấy chị, đơn giản à. Cái này là giống như thể thao gì đó, mặc lên mới đẹp. Rồi lên cho Loan bộ đỏ và bộ tím giá 100.000 đồng. Lấy cho em thùng miếng 69.000 Trần Phượng. Dạ, bấm bill cho Trần Phượng. Còn bộ hồng 130 lấy cho em Trúc Linh. Tưởng đâu em chê bộ này chứ. Lấy cho Trúc Linh đi. Ừ, lấy Trúc Linh đi. Cứ bấm Trúc Linh rồi hồi má chốt cho. Rồi mấy chị ơi, bộ này đẹp xỉu xìu siêu nha. Mấy chị nhìn nè, Lan Trúc thái cam. Á rồi, giờ là thái tím dài 140-100. Cái này là Loan hết rồi. Mấy chị đi mua cũng không có giá này đâu. Thái cam Loan hết. Phúc Lộc ơi, bộ trắng Trúc 130 cho có rồi. Trúc ơi, Trúc Linh. Rồi Loan lên bộ tím cho mấy chị với độ đỏ đô đã 100.000. Đỏ bạc đô, mặc Tết, mặc Noel mấy chị. Trinh Trinh sợ đơn chú em đi bưu điện. Trinh Trinh ơi, đơn sai mới đi của chị. Giờ hàng tiết kiệm nha chị, nên nó hơi lâu. Nó hơi lâu một chút. Tại đơn chỗ nào bị ấy cái này lâu rồi. Rồi em có kéo thái sale tặng đi. Bữa em bán 69 giờ em bán 39, ai được thì được nha. Gấu nâu chỗ này. Lời áo sọc 39 đẹp lắm. Bộ tím của Phương Nga. Rồi bộ đỏ đô này cô Phương Nga. Rồi bỏ đô 100.000. Đỏ đô Loan được 2 bộ nè. Đỏ đô đẹp cũng chết luôn. Rồi 39 sọc nè, áo thái nha. Trời ơi mấy chị ơi, em bóc lên rồi em bỏ xuống, em bóc lên rồi bỏ xuống. Hàng xốp mấy chị, em mua mắc quá. Cái này mấy chị làm đầm cũng được, nhất định phải mua nha Trúc Linh. Thiệt lòng luôn á. Rồi còn đỏ đô thôi chị ơi, tím hết rồi. Còn đỏ đô mua giùm Loan đi. Hết rồi chị ơi, lụa. Lụa thái còn không là bộ nào chị Nguyễn Trang. Cái này là để mình cột cái eo ở đây nè mấy chị. Không cột cũng được. Nguyễn Vy có thùng miếng, Nguyễn Anh có bộ đỏ. Cái này á, một á là làm đầm ngắn, hai là mình có thể làm khoác tùy theo khổ người của người mặc. Thì bây giờ cái này á là trên hình của nó là cái này là cột cái eo nè. Em nói cho mấy chị nghe, 200 mấy mà em tiếc của em để hoài đây mấy chị. Cái này có thể làm khoác dài luôn model. Bây giờ mấy chị bấm chữ trắng đi, Loan xin tặng cho mấy chị nè, nhanh tay nha. Mấy chị không bấm là hết ráng chịu nè. Em đã nói em sổ rồi là mấy chị đừng có nói gì nữa. Mấy chị thấy hàng xịn không? Dây kéo nè. Ở sau nè. Rồi tranh thủ nha. 1, 2, 3, 4 chị bấm trắng, nhanh tay giùm em 100 mấy vốn của em đó. Xin tặng 60.000 đồng. Xin tặng 60.000 đồng, lỗ dữ lắm luôn. Xin tặng 60.000 đồng cho 4 chị mua cái trắng này nha. Trúc Linh em nhất định phải mua Loan tặng nè. Lẹ nha gái ơi, 60. Bấm đi, 60.000 4 người. Ngọc Bích bỏ trắng. Mấy chị về, mấy chị không xài cái này thì bỏ ra, còn xài thì mình gắn vô nha. Ê cẩn thận cái vụ này là mất. Võ Thị Thu Diễm có trắng. Lệ Thi trắng là em hết trắng nha mấy chị ơi. 4 cái tổng á. My ơi, cẩn thận cái này mất cái khóa nha, mất cái dây nha. Nè, bộ này hôm qua ai hụt, hôm nay Loan sale nè. Bộ này nè, lụa, mất cái quần. Mất cái quần này đừng tính đi. Nè, mấy chị ơi, 129.000 đồng, hôm nay cho Loan xin 75 thôi. Má ơi, bận bộ đồ tới công chuyện luôn. Nè, chốt đi đừng suy nghĩ nha, 75.000 đồng lên cho Loan bộ xanh, bò sữa xanh. Có một cái không có. Có một cái không có thì khỏi luôn đi, bị gì mấy chị ơi, cộng dây đó có không được, có không được. Mấy chị thả còn tay nữa nha. Mấy chị nha. Rồi, bộ xanh 6 75.
75.000 đồng hôm nay tặng luôn. Chị Lệ Thi, cái chị làm không có Lệ Thi. Có hả? Ừ. Rồi lên cho lon lụa đỏ. Mấy chị ơi lẹ lẹ nha. Ừ. Rồi lẹ giùm em nha. Nè bộ quần xẻ tà nè, đẹp không mấy chị ơi? Rồi lên cho lon lụa đỏ nha, 75.000 đồng. Bấm đi con. Rồi Thu Nguyễn hết trắng hả? Rồi bộ đỏ nè, xanh được 2. Út Phan chị đi đặt đi, chị em đi đơn nha chị ơi. Gần Vi Trang có xanh luôn rồi, đỏ được 2 đỏ, 2 xanh 1 đỏ. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. 75 thôi con. Mé Mi ơi, hình như cái đó là nó luôn, thảy lên cho má đi. À, chị là Mi nhí cái chị Thanh Lưu là chốt 10 bộ ha. Ở này đúng rồi, không phải. Mấy chị, bộ này đẹp xỉu luôn nè. Thấy Linh Vũ nha, nhưng mà hết rồi, không có đọc tên. Nè mấy chị biết cái đầm này không? Cái đầm này hồi trước dịch lâu nhập. Em hết vải. Vải hết rồi còn đào thôi, đào. Còn lụa đỏ mấy chị ơi. Bây giờ đào á, đào là 80 mấy, 90 mấy, bây giờ nó sale 55.000 cho bà đó. Đào, trà đào 55 mua đi tặng luôn. Trà đào 55 mua đi kèm đơn. Trà đào 55 mấy bà ơi, còn mấy hộp à? Nguyễn Trang lựa thêm giùm em nha. Diễm Ngọc ơi, ngày hôm qua lon chừa cho Diễm Ngọc được một bộ nha. Người ta xả ra. Uy Nguyễn có đỏ. Bây giờ mấy chị bấm lụa xanh hả? Chốt thêm đi. Mấy chị bấm lụa gì, bấm cái bộ 75 chốt thêm đi. Chốt thêm vài người nữa đi. Bỏ vô đó luôn đi, bỏ phiếu vô đó lát thì về bản tôi kiếm cho. Rồi mọi người ơi, cái đầm này là hàng xịn nha, cứ 50 cho đến 70 kg mặt đẹp. Chị Linh Vũ có cái áo trắng không? Chị Mi Nguyễn Trang có lửa xanh. Không nha Linh Vũ ơi, người nào chị trước là được nha. Không cảm giùm Lon nha, nãy Lon có nói ai trước được nha, Lon nói Lon tặng mà. Rồi Hằng Phạm lấy đỏ luôn, lửa đỏ. Hằng Phạm có số chị ơi à, dạ không có Thu Nguyễn ơi. Đây mấy chị ơi, cái đầm này bây giờ nè là 129.000 nè. Nó là một cái loại lụa Latin đó mấy chị. Bây giờ Lon còn được được 4 cái đầm nè mấy chị ơi. Lên cho Lon chữ đầm đi nha. Lên cho Lon chữ đầm cái đi rồi Lon tặng nữa cho. Đó, Lon mua cao lắm mấy chị ơi, 99 vốn nè. Thiệt. Chốt thêm một bịch hay sao chị? 79 tặng cho 4 người. Lỗ banh nóc nhà, cứ lỗ 20.000 cái thương em đi. Thiệt lòng luôn, nhận đi nói chuyện mấy chị, lộng lẫy cái bẫy luôn mấy chị, mua đi. Rồi đầm nâu có một. Trà Lê có đầm. Ủa cái này bộ Thu Nguyễn có đào. Thu Nguyễn có đào 60 kg vừa 129.000 bộ này, em sale cho mấy chị 80.000 cái này bộ. Vậy 80.000 có một thôi nha. 60 tiết gì đầm 79 thấy ghê không, bán muốn xỉu luôn mấy chị. Rồi coi gì xỉu nữa nè, cho xỉu luôn đó nè. Cái bộ này là cái áo lót, cái áo ngực với quần lót size 38 nè, 60 kg vừa nè. Trong đây có ai mua tặng 50.000. Đó, bấm liền đi, đừng suy nghĩ nữa mấy chị. Đừng suy nghĩ nữa. Ok chị Thu Diễm nha. Dạ ok chị Diễm nha. Nè, cả nhà mình ơi, vaccine 3.5 nè, không nhuộm không quát, màu này nguyên thủy. Má ơi nó đẹp nè. Mấy chị bấm liền cho em đi. 57kg vừa, em tặng cho 100.000 cái này. Lỗ dữ lắm rồi nha. Lỗ dữ lắm rồi. Nè. Rồi sale 100.000. Sale 100.000. Không có ai bán giá này đâu. Bộ ai con? Bộ ai trước? Bộ ai trước 80. Nguyễn Trang có bộ 80. Rồi bộ hết rồi. Rồi bây giờ này là bộ bé nha. Bộ bé này làm bé là 150, mẹ là 200. Hồi đó em bán shop á mấy chị. Bây giờ em còn ít em sale tặng luôn. Thì bây giờ trong đây bé nào mà 30 cho đến 45kg thì mua nha mấy chị. Con trai cũng được, con gái cũng được, mẹ mặc được luôn. Nhưng mà mẹ thì khoảng 50kg thôi là vừa nha. Đó như vậy nè mấy chị, như vậy nè. Con trai được, con gái được, nguyên gia đình mình mặc được nha. Nó là vậy nè, trai gái gì cũng được. Hàng này là 150, mẹ là 200 đó, thấy ghê không? Em bán 60.000 bấm cho Lon bộ bé. Đừng suy nghĩ nha, lẹ tay đi, hết hàng rồi. Bộ Hàn Quốc nè. Mấy chị mê hồn luôn nha mấy chị. Mấy chị nhận đi, mấy chị mê hàng luôn. Rồi lên cho Lon bộ bé 60, comment lên từ 30 đến 45kg nha. Dưới 30 đừng mua, trên 45kg đừng mua. Mấy chị nhớ giùm em nha. Một người mua mấy bộ thì mua lẻ lẻ đi, còn khoảng chục. Rồi áo vú 50.000 không chịu bấm em like là người ta dành nè. Bởi vì 200 mấy một bộ này mà đứt hàng rồi. Bán có 50.000 mà không mua.
lẹ nha, size 38 nè. Áo vú này đó chị nhìn, hàng xịn nè mấy chị nhìn. Bấm chữ vú nha, có một thôi, có còn đâu mà sale. Phải lên khoác 100. 100 là này nè. Phải lên có khoác. Vú 50. Nguyễn Trang có bộ bé. Tố Như có bé. Chị Trang Nguyễn có bộ bé nha chị. Hồng Tư Võ có bé. Y Nguyễn có bé. Cái này là lót là vú nha. Tường Vi Trang 50. Tường Vi Trang là vú đúng không? Bấm chữ vú giùm người ta. Bà Sáu có bé. Ê, hồi nãy ai hộp bộ này nè, giờ lòi ra nè, mấy phiếu bộ hồng nè, bộ gấm hồng hồi nãy mấy phiếu, chốt đi được một bộ rồi đó nè. Bộ này nhức cái nách luôn mấy chế ơi, nè mấy chị nhìn nè, cái này Trúc Linh còn đó không gái ơi, bộ này rất rất là đẹp luôn. 55 quay đầu, 45 trở lên, cái này là đẹp xỉu luôn nha mấy chị. Ủa sao thấy con bộ trời, trời ơi sao con bộ vậy. Rồi xếp kem nha mấy chị ơi, màu da á. Rồi trước mắt em bán 99.000 bộ này đi. Rồi không biết được mấy hả. Rồi đầm xịn nè, được hai con nha mấy chị yêu. Đầm xịn, đầm xịn nha mấy chị. 129.000 lon sale cho mấy chị 79. Bấm hai người nhanh tay. Tặng mà, tặng đừng nói nữa, bởi vì em nhập rất là cao mấy chị. Em vừa nhập hàng xong cái dịch tới là bây giờ em tuôn hàng cho mấy chị nè. Hàng Quảng Châu nha, từ 50 đến 75 kg mặt đẹp con đầm này. 79.000 được hai chị, nhanh tay, không nhanh tay là đứt hàng. Bây giờ em để em bán từ từ cũng được nữa mấy chị, nhưng mà thôi bây giờ dịch rồi thôi sale đi, sale để lấy vốn lại thôi, lỗ quá mấy chị ơi. Bữa giờ em lỗ dữ lắm, lỗ tiền này tiền kia nhiều lắm. Rồi lên cho lon đầm 79 được hai cái nha, đầm 79 em ơi. Rồi bộ thì 99 nha, bộ thì 99 có một. Rồi hồi nãy ai hụt, ai ai kiếm bộ này nè. Hoàng Hôn có đầm. Đầm 79. Bộ này á là bộ dập ly mà mát lắm mấy chị ơi, bữa em bán 130 đó mấy chị nhớ không? Mát dữ lắm. Nè, cái quần nè mấy chị, form này 55 kg vừa. Có đầm. Đó, form này thì 55 kg vừa nha mấy chị. Rồi form này lên cho lon bộ vàng bộ đỏ nha. Lên cho lon bộ vàng bộ đỏ nha mấy chị. Cái này bữa lon bán 130, giờ lon tặng 70.000 mấy chị bấm liền cho em nha. Nhí hôm qua bà cứ hỏi bộ dập ly còn màu gì á, mình nói màu hồng á, sai rồi màu đỏ rồi. Bà mua quá trời giờ bà hỏi còn màu gì bà lấy nữa, mà em nói còn màu hồng, bà nói màu hồng bà không lấy. Thì bây giờ còn đỏ với vàng đây. Tại hôm qua không nhớ nữa. Bà mua quá trời luôn rồi mà bữa em bán 89.000. Bữa nay lon bán 70.000, tặng luôn. Rồi bộ đỏ, bộ vàng 70, 55 kg vừa. Má ơi nó mát dữ lắm, bộ dập ly này nè, ta bán 130 nha mấy chị. Rồi bộ đỏ, bộ vàng 70.000. Cái áo này là của bé nha mấy chị ơi. À, một cái là 18 kg. Một cái là 10 kg, 10 kg trở lại nè. Mấy chị ơi, trong đây có con mình 15 đến 18 kg mua. Bây giờ áo này là hàng xịn nha mấy chị ơi. Đầm xịn nó còn không ta? Sắp hết rồi quá. Cái trong túi zip á còn hàng không? Chắc hết rồi. Nè mấy chị ơi, mấy chị, bây giờ đâu? Bây giờ cái nhỏ này là 10 kg trở lại nha. À, lên cho lon nón hồng nhỏ, nón hồng lớn, lớn là 15 đến 18 kg nha mấy chị. Lớn là 15 đến 18 kg nha mấy chị. Nè, cái này em mắc lắm, hàng Tết còn nè. Mắc lắm luôn mấy chị ơi. Đó. Rồi bây giờ lon để cho mấy chị là 80.000 một cái. Cái nhỏ này lon để 70.000, hai cái lớn này lon để 80.000 một cái. Thì bây giờ mấy chị comment lẹ lên cho em nha. Lỗ quá trời luôn ta. Đau rồi. Cái quần này giống như quần lon mặt nè mấy chị, 65.000 đồng. Cứ 45 đến 65 kg mặt đẹp nè mấy chị. Rồi lên cho lon quần 75 ở 65.000. Quần này là quần ống suông nè mấy chị nhìn nè. Nón nhỏ Thảo Lê 70. Bán cho nó banh nóc nhà luôn Thảo Lê ơi. À, Thanh Trúc hai bộ luôn 70 nhân 2. Thanh Trúc hai bộ luôn. Còn bộ bé trai không? Dạ không. Rồi thì Linh Nguyễn ok. Thì Linh Nguyễn 80. Thì Linh Nguyễn 80. Rồi còn một cái nữa nha mấy chị ơi nè. Có thể làm áo khoác cũng được, áo hoodie cũng được.
Rồi mấy chị ơi, 150, 170 cái của em đó, hàng shop nha. Thêm 3 sô-cô-la nữa là 6 nha, ok chị yêu. Sô-cô-la 69 ngàn đồng, có ai ăn báo em nha. Sô-cô-la Thổ Nhĩ Kỳ, một bịch là 300 gram. Là ngon dữ lắm mấy chị yêu của em ơi. Cá hộp này còn nhiêu đây nè. Mấy chị một lóc 109 ngàn đồng, em mua vô 120 á. Em sale tặng cho mấy chị 109, em còn nè mấy chị mua đi. Hết rồi, hạn sử dụng 2024. Cá hộp, cá mồi hộp hiệu ông già, hàng Thái Lan chứ không phải hàng Việt Nam nha mọi người nha. Cho nên là mấy chị mua luôn đi là đứt luôn, em đang lỗ cho mấy chị đây nha. Rồi chốt giùm em. Rồi lên cho Lon làm quần đỏ Phương Nga 65.000 đồng. Quần đỏ Phương Nga nè, bộ này nè, bộ này nè, nãy chốt mấy người rồi, mi nhiều không, mi bộ này chốt nhiều không, nhiều phiếu không, tao không bộ phải giữ lại. Mấy chị ơi, bộ đồ này là 109 vốn của Lon nè. Hả? Hồng lớn nè, 80. Hai áo thấm chân, hai áo khoác. Hết rồi em ơi, không còn cái nào hết. Người ta điện thoại lấy rồi đó. Nè mọi người ơi, 109 vốn bán 100 cho mấy chị luôn. Lên cho Lon chữ đen, 40 đến 60 kg vừa. Lên cho Lon chữ đen. Chữ đen 40-60 kg vừa, lên cho Lon 100 ngàn. Cho chị áo trắng. Áo trắng gì ta? Chị ơi, chị bấm cái gì cho nó đúng chứ chị. Chị mua livestream mà chị bấm vậy, hồi ta giao tầm bậy cho chị sao? Ta có cái mã, người ta nói cái mã là chị phải bấm cái mã. Rồi bộ thái cam nè mấy chị ơi. Cá hộp là một lóc cho chị Hồ Hoa. Rồi bộ này 55-56 kg vừa, bộ này 140 bán 100. Có đen. Trên cherry có cá hộp. Cá hộp 100. Hồ Hoa cá hộp chưa? Bán cho hết đó mấy chị nha. Chị Hương Đặng Thị Kim có bộ chưa? Ờ. Chữ đen cho Lê Thủy chưa? Lê Thủy rất số chị ơi. Rồi bộ cam này đẹp lắm nè, mà nghe lời em đi. Mấy chị ơi, bộ này 140 bán 100. Bởi vì quần dài mà 140. Mấy chị, bộ này rất đẹp nha, không mua là sai đó. Quần ôm áo phông dài xuống đẹp lắm. Bộ đó em bao đẹp luôn. Nè, em sale cho mấy chị cái đầm xịn nè. 100 ngàn bấm liền đi đầm nu. Đen chơi bà sáu khóa lấu chưa? Nè, cái đầm này như công chúa luôn. Đẹp chưa? Rồi, chốt cho mấy chị 60kg quay đầu, 50kg trở lên. Một con duy nhất nha, ở nhà em hết rồi. Mấy chị ơi, tay phòng nè. Khi mấy chị mặc ở tay phòng nè. Ở trong lớp nữa nè. Mấy chị đẹp của em ơi, 300 mấy lận nha. Đầm xịn mà mấy chị mua được cái đầm này là không bao giờ ai sale. Thiệt. 60kg quay về. Ở phần dưới có bèo nè. Đẹp xỉu chưa? Linh mi là chữ đen. Rồi xong, mấy chị đầm này 100 ngàn. Mua đi. Thiệt luôn mấy chị ơi. Rồi chốt giùm Lân nha, đầm 100. Để có ai được cái đầm này, nó thiệt lòng luôn. Nó đi biển là đúng mài luôn, đeo mắt kiến đổi nó rộng vành. Hoàng hôn đúng một cái. Đầm có một cái à, Minh Thanh Trung. Rồi cái quần này là quần tây 200 ngàn nè. Bây giờ quần này là quần ống suông để mình mặc đi làm á. Trong đây có ai 50kg thì mua nha. Đây. Trong đây có ai 50kg thì mua quần tây này mặc